Lăng Không bình tĩnh đứng thẳng, Trác Phàm cúi đầu lạnh lùng nhìn phía dưới cái kia rét lạnh thi thể, cũng là không khỏi thở dài một hơi. Vốn là song phương cũng không nguyện ý là địch, nhưng là lập trường khác biệt, nhưng lại không thể không chém giết đến sau cùng. Ai, nhân sinh cũng là như thế bất đắc dĩ. Bất quá bất đắc dĩ về sau, cũng là hắn lớn nhất nguyện ý làm sự tình, đưa lũ khốn kiếp này xuống địa ngục đi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Nhậm Khiếu Vân bọn họ, lộ ra tà dị tiếu dung. Thân thể nhìn không được chấn động, mọi người tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, giật mình thân thể không ngừng run rẩy. Sau một tháng, Hắc Phong Sơn Lạc gia trong đại sảnh, tập trung đầy người, trừ Lạc Minh mấy cái nguyên lão bên ngoài, còn có ba cái quen thuộc bóng người, lại chính là Sở Khuynh Thành, Diệp Lân cùng Vũ Thanh Thu ba người. Lạc Vân Hải gặp cái kia người tới đều đã đến đông đủ, liền ho nhẹ một tiếng, bắt đầu chính đề, các vị, Sở lâu chủ mọi người chắc là đều quen thuộc a, lần này nàng là đại biểu Song Long Viện, đến đây hỏi thăm một số liên quan tới gần nhất tông môn bị diệt thảm án sự tình, hai vị khác là Thái Thanh Tông Vũ Thanh Thu sư huynh cùng Diệp Lân sư huynh. Mọi người sau khi nghe được, nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí, đây chính là Thượng Tam Tông người a, vẫn là Song Long Viện bồi dưỡng đệ tử, tuyệt đối không thể đắc tội. Các vị không cần đa lễ, chúng ta chỉ là hỏi thăm mấy vấn đề, mọi người coi ta nhóm là bình thường khách mời liền tốt. Chậm rãi khoát khoát tay, Vũ Thanh Thu ngược lại là mười phần biết lễ, bình dị gần gũi, khẽ cười nói, vừa mới chúng ta theo Ma Sách Tông cùng Huyền Thiên Tông dò xét qua, toàn tông trên dưới, không ai sống sót, hơn nữa còn không có chút nào manh mối. Có thể làm được như thế kín đáo thế lực, toàn Tây Châu dường như rất ít gặp a, nói như vậy, càng nhiều người, liền càng khả năng để lại đầu mối. Mà người càng ít, có thể làm được sự kiện này lời nói, mỗi người thực lực liền sẽ càng mạnh. Cho nên chúng ta không có chút nào đầu mối dưới, chỉ có thể xin giúp đỡ rời cái này hai tông gần nhất đệ nhất đại thế lực, Lạc Minh. Nghe được lời này, mọi người không khỏi cùng nhau khẽ giật mình, sau đó liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, chẳng lẽ nói, các ngươi hoài nghi chuyện này là chúng ta Lạc Minh làm. Phốc! Thế mà, người này lời vừa nói ra, một tiếng cười khẽ dĩ nhiên đã nhịn không được phát ra. Mọi người quay đầu nhìn qua, lại chính gặp đó là Diệp Lân không thể nghi ngờ. Ha ha ha, xin nhờ, làm người có chút tự mình hiểu lấy có được hay không? Chúng ta không phải người ngu, hoài nghi người nào cũng không thể hoài nghi các ngươi a, các ngươi có thực lực kia sao? Diệp Lân một trận chế giễu, mọi người nghe đến lại là trong lòng giận dữ, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Tuy nhiên chúng ta so với các ngươi tông môn đến xác thực lực hơi yếu, nhưng ngươi cũng không thể nói như thế đi ra, rõ ràng xem nhẹ chúng ta sao? Sở Khuynh Thành là nơi này lớn nhất. Gặp vội vàng giảng hòa nói, xin lỗi các vị, hắn cũng là như vậy không biết lễ nghĩa, mọi người không muốn cùng hắn tính toán. Chúng ta lần này trở về mục đích, chỉ muốn làm rõ ràng một việc. Có ai biết, Trác Phàm hắn đến tột cùng kế thừa nơi nào? Cái gì, Trác quản gia kế thừa? Không khỏi sững sờ, tại chỗ tất cả mọi người nghe đến vấn đề này, không khỏi tất cả đều ngây người. Tiếp lấy chính là tất tất dẫn dẫn, châu đầu ghé tai. Một mặt mê mang bắt chuyện lên. Người ở đây đều là Thiên Vũ Đế Quốc, ban đầu Ngự Hạ Thất gia người, cùng Trác Phàm đã từng hoặc địch hoặc bạn, năm đó đối với hắn thân thế thì cha cái đáy rơi, lại là không có chút nào bất luận cái gì thu hoạch. Hiện tại Sở Khuynh Thành đột nhiên hỏi ra vấn đề này, bọn họ không khỏi lần nữa rơi vào cái này xa xưa nghi hoặc bên trong. Đúng vậy a, giống Trác Phàm dạng này chí dũng song toàn nhân vật, đến tột cùng kế thừa nơi nào đây, chúng ta cũng muốn biết a. Ây, Sở lâu chủ a, vấn đề này ngài không nên hỏi chúng ta cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trác quản gia là xuất từ Lạc gia, ngài chắc là hướng người Lạc gia nghe ngóng mới đúng a. Lúc này, một tên ban đầu kiếm hầu phủ trưởng lão chỉ ngồi tại thượng tọa Lạc Vân Hải, thăm thẳm lên tiếng. Mọi người nghe đến, cũng là liên tục không ngừng gật đầu, liên tiếp hẳn là, đúng a, chắc là giống người Lạc gia nghe ngóng mới là nha. Trác quản gia là bọn họ người. Bọn họ không biết, ai biết. Nhàn nhạt quét mọi người liếc một chút, Lạc Vân Hải bất đắc dĩ nhún nhún vai, bật cười nói, các vị, Trác đại ca mặc dù là xuất thân từ chúng ta Lạc gia, nhưng là cái kia một thân bản sự, chúng ta cũng không biết hắn là làm sao tới. Cho nên ta muốn chư vị tại Thiên Vũ ngang dọc mấy chục năm, kiến thức rộng rãi, hẳn là có thể nhìn ra chút đầu mối a, cho nên mới tới mời các vị tham đo một cái. Cắt,
chúng ta lúc trước nếu là nhìn ra manh mối, có thể nhanh như vậy thì thua ở trên tay các ngươi. Không khỏi trợn mắt một cái, ban đầu U Minh Cốc, Dược Phương Điện bọn người, một mặt ngạo kiều nghiêng đầu đi, trong lòng một trận oán thầm. Phú Thanh Thu bọn người nhìn, mi đầu lại là thật sâu nhăn lại, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Làm sao, cái này Trác Phàm là theo trong khe đá đụng tới sao? Nhiều ngày như vậy vũ địa đầu xà, cũng không biết hắn kế thừa xuất xứ. Lạc Vân Hải gặp, nhưng cũng là lắc lắc đầu, mỉm cười cười một tiếng, ôm quyền nói, Phú Sư Huynh, xin lỗi, Trác đại ca là gia tử chúng ta Lạc gia, từ nhỏ ở Lạc gia lớn lên, vốn cũng không có gì khác hẳn với thường nhân chỗ. Từ khi lúc trước Lạc gia gặp nạn về sau, Trác đại ca mới lực lượng mới xuất hiện, tài hoa hiển thị rõ còn hắn kế thừa xuất xứ, hắn lúc đó không muốn nói, chúng ta cũng không có hỏi lại. Hiện tại các ngươi đến hoạt động tra hắn bối cảnh, xin lỗi, chúng ta thật cũng là không hiểu ra sao. Tại sao có thể như vậy? Mày nhíu lại càng sâu, Vũ Thanh Thu thở sâu, lại là nhất thời mê mang. Sở Khuynh Thành cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thậm chí là có chút thất vọng. Nàng còn muốn theo cái này dấu vết để lại lên, biết được Trác Phàm phải chăng? Ai, đáng tiếc, cái gì cũng không có thu hoạch được. Chỉ có Diệp Lân, trong lòng cửa nhỏ rõ ràng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra đến, chỉ là thầm cười thầm. Trác Phàm kế thừa chính là thánh vực nhiều vị lão đại sở trường các nhà, cái nào là bọn họ có thể chỗ bì kịp được. Bí mật này, cũng chỉ có mấy cái thánh thú cùng hắn cái này thánh thú truyền nhân số ít biết, hắn những cái kia phàm phu tục tử. Làm sao có thể biết trọng đại như thế bí mật, bọn họ cũng xứng. Hừ hừ. Bắt chéo hai chân, Diệp Lân nội tâm hừ khẽ hát, một trận đắc ý. Nắm giữ bí mật lớn nhỏ, cũng là giữa người và người chênh lệch thể hiện a, ha ha ha. Thế mà, mọi người ở đây đều vô kế khả thi, rơi vào bình cảnh lúc, một tiếng thanh âm già nua lại là đột nhiên vang lên, sở sở nha đầu, không biết các ngươi điều tra Trác Phàm thân thế, đến tột cùng là vì cái gì đây? Chẳng lẽ nói, những ngày qua, liên tiếp Tam Tông bị diệt thảm án, cùng cái này có quan hệ? Không khỏi khẽ giật mình, Sở Khuynh Thành nhất thời quay đầu nhìn qua, nhìn về phía cái kia cả đám trong đám thanh âm truyền đến chỗ, trong mắt tản ra hy vọng chi sắc. Dù sao, có thể kêu lên nàng nhũ danh này, nhất định là trước kia cùng với nàng thân cận trưởng giả. Cửu thúc, là ngài. Quả nhiên, Sở Khuynh Thành định thần nhìn lại, người kia không là người khác. Lại chính là ban đầu Tiềm Long các cửu trưởng lão, Thần Nhãn Long cửu là. Cũng coi là Trác Phàm tại Thiên Vũ sau khi xuất đạo, cái thứ nhất trèo lên tiền bối, hai người còn ý hợp tâm đầu, trực tiếp bái huynh đệ. Chắc hẳn đối với tại Trác Phàm sự tình, cái này Thần Nhãn Long cửu hẳn là cũng biết một chút. Nghĩ tới đây, Sở Khuynh Thành nhất thời vui vẻ, khom người bái nói, cửu thúc, đã lâu không gặp, gần đây được chứ. Đạm Mạc gật đầu. Thần Nhãn Long cửu đứng dậy cười nói, ha ha ha. Cũng không tệ lắm, chỉ là nghe đến Trác huynh đệ đột nhiên lâm nạn, trong lòng bất giác có chút thê lương. Nói thật, lão phu là không có thực lực kia, nếu không mà nói. Trong mắt tinh mang lóe lên, Long cửu trong mắt chợt lộ ra một đạo băng lãnh sát ý. Sở Khuynh Thành gặp, cũng là sắc mặt trầm xuống, song quyền nhìn không được nắm lại tới. Đúng vậy a, bọn họ là không có thực lực này. Nếu không xuất thủ diệt đi Ma Sách Tông, cũng là bọn họ. Biết bọn họ lúc này tâm tình, Vũ Thanh Thu thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng cũng là nhìn không được ai thán, nhưng hắn lần này thân là điều tra tiểu tổ thành viên, cũng không phải đến kích động báo thù tâm tình, sau đó chậm rãi đứng dậy, khom người cúi đầu nói, Khuynh Thành sư muội xưng ngài vì cửu thúc, cái kia vũ mỗ bất tài, cũng trèo một câu thân, xưng ngài cửu thúc đi. Há, không dám không dám. Phu công tử chiết sát lão phu. Nhanh chóng vội vàng khom người thi lễ, Long cửu vội vã khoát khoát tay. Tuy nhiên Vũ Thanh Thu ôn tồn lễ độ, rất là biết lễ, không có số lượng lớn đệ tử kiệt ngao chi khí, nhưng người ta dù sao cũng là thượng tam tông đệ tử, hóa hư cường giả. Hắn Long cửu lại cuồng, cũng không dám tại người ta trước mặt cậy già lên mặt a. Vũ Thanh Thu gặp, lại là khẽ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu, cười nói, cửu thúc đa lễ. Vốn là ngài là trưởng bối, đây là chắc là, ngài thì không cần lại từ chối. Huống hồ, vừa mới nghe ngài ý tứ, ngài có vẻ như cùng Trác Phàm huynh đệ rất là thân cận, như vậy một hồi tại hạ có cái gì nghi hoặc, cũng mời cửu thúc ngài tường tận trả lời, vũ mỗ ở đây đa tạ. Đâu có, phu công tử kính xin chỉ giáo chính là. Vũ Thanh Thu lần nữa bái hạ, Long cửu lại đuổi vội hoàn lễ khiêm tốn lên.
Thấy tình cảnh này, Vũ Thanh Thu mới âm thầm gật đầu, cuối cùng trở lại chuyện chính, cửu thúc, thực không dám giấu giếm, lần này Tam Tông liên tiếp bị diệt sự tình, chúng ta một phương diện hoài nghi là châu khác thế lực xâm lấn gây nên, một phương diện lại hoài nghi việc này cùng một năm trước Trác Phàm bị hại một chuyện có quan hệ, có người ngay tại vì Trác Phàm báo thù. Bởi vậy, chúng ta muốn mời chư vị hiệp trợ, Trác Phàm tại Thiên Vũ trừ các vị bên ngoài, còn có cái gì thân cận thế lực không có. Riêng là hắn một thân thần thông, theo hiểu biết của ta, cũng không phải là nhập ma sách tông thành, vậy hắn tránh thức kế thừa lại là nơi nào? Ngươi nói là, hắn sư môn ngay tại làm đệ tử báo thù, mi đầu lắc một cái, Long Cửu kêu lên sợ hãi. Bọn người người nghe, cũng là không khỏi giật mình, tiếp lấy lần nữa châu đầu ghé tai lên, không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy. Đúng vậy a, cái này nhất định là tông môn báo thù a. Có thể nuôi dưỡng được Trác Phàm nghịch thiên như vậy nhân vật tông môn, há có thể là hạng người bình thường. Trước kia bọn họ không biết Trác Phàm hậu trường lợi hại, nhưng bây giờ cuối cùng kiến thức đến. Tây Châu ba đại tông môn, trong khoảnh khắc hủy diệt, cái này tông môn đến có bao nhiêu lợi hại a, thường nhân có thể chọc được sao? Riêng là những cái kia ném chạy tới ban đầu bảy nhà bọn tù binh, càng là một trận may mắn lúc trước Thiên Vũ đoạt vị chiến là Trác Phàm thắng. Nếu không Trác Phàm muốn truyền, chết ở trong tay bọn họ, cái kia toàn bộ Thiên Vũ còn không bị hắn sau lưng cái kia ẩn thế tông môn một hơi cho diệt a. Liền ma sách tông cái kia lệ thuộc Tây Châu chín tông thế lực, đều mơ hồ biến mất, diệt bọn họ Thiên Vũ các phe phái thế lực, còn không cùng chơi một dạng. Khó trách lúc trước tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy, ta đã cảm thấy không thích hợp, nguyên lai người ta bối cảnh lớn như vậy a. Ma sách tông những người kia cũng là không thấy rõ điểm này. Mới chiêu đến đại họa như thế. Ai, thật là đáng đời a. Xem ra thực lực mạnh cũng không phải chuyện gì tốt, dễ dàng trêu chọc đến càng đáng sợ đối thủ. Riêng là ngươi còn không biết, cái kia đáng sợ đối thủ là người nào. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người một trận cảm thán, thổn thức liên tục. Chỉ có Long Cửu, một mực ngưng mi đầu tỉ mỉ suy tư, do dự không thôi, thật lâu mới thì thào lên tiếng nói cái này chắc huynh đệ kế thừa. Trước kia nghe hắn nhắc qua, bất quá khi đó hắn cũng là thuận mồm nói chuyện, không biết thực hư. Cái gì, cái kia đến tột cùng là nơi nào? Bất giác giật mình, Vũ Thanh Thu nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi nói. Thật sâu hít một hơi, Long Cửu trong mắt tinh mang lóe lên, một mặt nghiêm túc mà nói cửu u bá chủ. Ách, không khỏi khẽ giật mình, Vũ Thanh Thu bọn người nhất thời toàn sửng sốt. Cửu u bá chủ, Tây Châu có nhân vật như vậy sao? Diệp Lân càng là phốc một tiếng, kém chút không có từng ngụm nước phun ra ngoài. Cửu U bá chủ, đây là ám chỉ cửu U ma đế sao? Lão đại, ngài đang khi dễ những thứ này phàm phu tục tử chưa từng nghe qua thập đế xưng hào a. Mà còn lại người nghe, lại là một trận tất tất dẫn dẫn lên, trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ mờ mịt. Cửu thúc, cái này cửu U bá chủ, ách, nói như thế nào đây, danh hào ngược lại là thẳng vang. Nhưng là tha thứ vãn bối kiến thức nông cạn, không biết là thần thánh phương nào, lại cư ở chỗ nào đâu. Nghe đến một chút hy vọng, Vũ Thanh Thu vội vàng lại hỏi. Chậm rãi lắc đầu, Long Cửu bất đắc dĩ thở dài, ta đây cũng không biết, lúc đó hắn cũng là cười đùa tí từng nói chuyện, ta làm hắn cũng là lừa gạt chúng ta, cũng không có tính toán. Hiện tại các ngươi đột nhiên hỏi hắn kế thừa, có vẻ như hắn nói qua cũng liền cái này một cái đi. Cửu U bá chủ, cửu U bá chủ. Mi đầu một mực thật sâu nhíu lại, Vũ Thanh Thu trong mắt càng thêm mê mang, cái này ai vậy, không chỉ là Tây Châu, coi như toàn bộ đại lục, tai to mặt lớn thế lực, cũng chưa từng nghe nói nhân vật này a, các ngươi biết không? Vũ Thanh Thu lần nữa nhìn về phía tất cả mọi người, nhưng bọn hắn cũng là không hiểu ra sao dao động cái đầu. Điều này không khỏi làm Vũ Thanh Thu cau mày càng nhíu lên, hắn đến dò xét Trác Phàm bối cảnh, thật vất vả có một chút manh mối. Lại không nghĩ rằng lại xuất hiện một cái càng thần bí nhân vật. Cửu U bá chủ, ai biết mẹ hắn là cái quỷ gì? Nghe cùng Trung Châu đệ nhất cao thủ, bất bại kiếm tôn một cái cấp bậc một dạng, thế nhưng là ai cũng chưa từng nghe qua cái danh hiệu này a. Diệp Lân cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nhìn lấy hắn cái kia sư huynh tế bảo não kiệt quệ mới thôi. Nếu không, các ngươi đi hỏi thăm một chút Thiên Ma Sơn nơi này. Chợt. Lại là một tiếng nhẹ nhàng nữ tiếng vang lên. Vũ Thanh Thu bọn người vội vàng quay đầu, lại chính gặp đây không phải là người khác, chính là Lạc Gia ám ảnh đội đội trưởng, Lôi Vũ Đình không thể nghi ngờ.
nhàn nhạt liếc bọn họ liếc một chút, Lôi Vũ Đình thăm thẳm lên tiếng, trước kia Lạc gia mới vừa vào chú Hắc Phong Sơn thời điểm, Trác Phàm từng cùng ta cùng một chỗ bố trí nơi này tất cả trận thức cùng phòng vệ, thỉnh thoảng đến hắn sẽ nói, muốn đem nơi này chế tạo thành tòa thứ hai Thiên Ma Sơn. Có lẽ chỗ đó, cũng là hắn kế thừa chỗ đâu. Thân thể không khỏi chấn động, Vũ Thanh Thu tựa hồ nhất thời tìm tới phương hướng, nhưng khi hắn đem hy vọng ánh mắt lại tìm đến phía còn lại người lúc, đối mặt hắn, vẫn như cũ là từng đôi mê mang ánh mắt. Da mặt nhịn không được hung hăng co lại, Vũ Thanh Thu không cần hỏi cũng biết, tên thiên ma này núi lại mẹ hắn ở chỗ nào a? Làm sao cái này Trác Phàm bối cảnh càng đào càng thần bí, trừ một chuỗi dài vấn đề, căn bản tìm không thấy một cái sáng tỏ đáp án a. Bọn họ tiếp đó, lại nên đi đến nơi đâu cha? Trong lúc nhất thời, Vũ Thanh Thu thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt đều là đắng chát. Trác huynh a, người thật sự là trong khe đá đụng tới hay sao? Làm sao vô luận chúng ta làm sao tìm được, cũng không tìm tới người căn ở nơi nào a? Núi cao nguy nga đỉnh, đứng vững một đạo cao to bóng người, khuôn mặt tuấn lãng, tóc dài phất phới, khóe miệng hai bên còn mang theo hai liếc ria mép, nghênh phong khẽ nhúc nhích, không nói ra tùy tiện tiêu sái. Thế nhưng là cái này nguyên bản cần phải phong lưu phóng khoáng trung niên đại thúc, giờ này khắc này ngửa nhìn bầu trời, lại là không nói ra bất đắc dĩ cùng ai thán, tựa hồ tại sầu lo lấy cái gì giống như. Hiu hiu hiu. Bỗng nhiên, ba đạo tiếng xé gió lên, ba cái thân ảnh quen thuộc, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, lại chính là Vũ Thanh Thu, Sở Khuynh Thành cùng Diệp Lân ba người không thể nghi ngờ. Nhìn thấy người trung niên này, ba người nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu. Tham kiến nói, Đỗ trưởng lão. Lần này đi Thiên Vũ tìm hiểu, nhưng là có thu hoạch gì? Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, cái kia Đỗ trưởng lão tựa hồ có chút vội vàng hỏi nói, lần này Ngự Thú Tông, Ma Sách Tông cùng Huyền Thiên Tông Tam Tông bị diệt, phải chăng cùng Trác Phàm có quan hệ? Vẫn là nói, khác thế lực. Liếc nhìn nhau, ba người không khỏi toàn cũng không có cách nào lắc đầu, thở dài lên tiếng. Trong mắt lóe lên một đạo nghi hoặc. Cái kia Đỗ trưởng lão mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, thế nào, cái này có cái gì khó trả lời sao? Nếu là Trác Phàm thật cùng cái nào thực lực mạnh mẽ thế lực thân cận, vậy chúng ta thì xuôi theo này manh mối tiếp tục dò xét, nếu không có lời nói, vậy liền bài trừ trả thù khả năng, chúng ta liền có thể đem điều tra phương hướng đặt ở Tây Châu bên ngoài thế lực lên. Rất có thể, đây cũng là Trung Châu đối Tây Châu một lần đánh bất ngờ, không thể nói được đến khẩn cầu hai vị trí tôn. Hướng còn lại ba châu tìm kiếm tiếp viện. Ai, đây cũng là một trận sinh linh đồ thán hạo kiếp a. Ngửa mặt lên trời thở dài, cái kia Đỗ trưởng lão một trận trách trời thương dân, ba người lẫn nhau nhìn xem, lại là trầm mặc như trước cúi thấp đầu, không nói một câu. Thấy tình cảnh này, cái kia Đỗ trưởng lão càng thêm kỳ quái, các ngươi cái này là làm sao, đến tột cùng điều tra thế nào, hồi cái lời nói a. Ách, Đỗ trưởng lão, cái này Trác Phàm bối cảnh. Chúng ta thật là điều tra đến một số, thế nhưng là cái này. Bờ môi nhịn không được run run, Vũ Thanh Thu có chút khó có thể mở miệng, hắn bản ra tại Thiên Vũ Lạc gia, hiện tại tập hợp các phe phái thế lực thành lập Lạc Minh, thế lực ngược lại là mãnh liệt phát triển, so với bình thường tiểu quốc muốn mạnh hơn, thậm chí đuổi sát nhất lưu đại quốc thực lực. Chậm rãi khoát khoát tay, cái kia Đỗ trưởng lão không kiên nhẫn ngắt lời nói, cái kia Lạc Minh ta biết, phát triển là cấp tốc. Nhưng còn không có đạt đến có thể diệt đi một cái tông môn cấp độ, cho dù là Tây Châu yếu nhất tông môn, riêng là Lặng Yên không một tiếng động diệt đi. Cái này cũng phải cần tuyệt thế cao thủ tỏa chấn mới được, thế nhưng là bọn họ. Ha ha, còn không có bản sự này, cho nên cho dù bọn họ có xuất thủ động cơ, không có năng lực này, cũng đem bọn hắn bài trừ. Lão Phu hỏi là, còn có hắn thế lực sao? Ây, cái này, giống như có đi. Ba người lẫn nhau lại nhìn xem. Vũ Thanh Thu mặt hiện ngượng nghịu, một trận do dự. Cái kia Đỗ trưởng lão gặp, lại là càng phát ra kỳ quái a, à, Vũ Thanh Thu, ngươi ngày bình thường xem ra thẳng lão luyện, làm sao hôm nay đáp lời ấp a ấp úng bộ dáng, đến tột cùng điều tra thế nào, ngươi ngược lại là nói a. À. Đỗ trưởng lão, Thiên Ma Sơn, Cửu U bá chủ, ngài nghe nói qua sao? Trầm ngâm nửa ngày, Vũ Thanh Thu cuối cùng cắn răng một cái, hỏi dò. Không khỏi khẽ giật mình. Đỗ trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bọn họ cái này. Đây là địa phương nào, cái kia Cửu U bá chủ lại là người nào? Ai, ta liền biết, ngài cũng chưa từng nghe qua a. À. Nói nhảm, Tây Châu lớn như vậy,
lão phu há có thể người nào tục danh đều biết. Một số vô danh tiểu tốt, lão phu làm sao có thể rảnh rỗi đánh nghe bọn hắn nhàn sự. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, Đỗ trưởng lão hầm hực phất phất ống tay áo. Phú Thanh Thu gặp, lại là không khỏi bất đắc dĩ nói, nếu như là vô danh tiểu tốt, vậy ngược lại tốt làm. Quan trọng chúng ta song long hội đệ nhất đệ tử Trác Phàm, kế thừa chính là tên thiên ma này núi, cửu u bá chủ cũng là hắn thụ nghiệp ân sư. Bị tất cả mọi người nhìn kỹ, trở thành tương lai Tây Châu đệ nhất nhân sư phụ, vậy cũng là vô danh tiểu tốt lời nói. Cái gì, người nói là, hắn dạy dỗ Trác Phàm. Không khỏi giật mình, cái kia Đỗ trưởng lão nhất thời liền sắc mặt nghiêm túc lên, cái kia Trác Phàm vô luận võ kỹ công pháp, mọi thứ đều là khác hẳn với thường nhân, Tây Châu chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này quái vật, nếu là hắn thụ nghiệp ân sư lời nói, người này nhất định không phải hời hợt thế hệ. Chỉ là nơi này cùng cái danh hiệu này, thật sự là. Đỗ trưởng lão ngưng lông mày suy tư, còn lại ba người cũng là ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn lấy, chờ lấy hắn kết quả. Thế nhưng là đúng lúc này, lại là bốn bóng người xẹt qua, một cái bụng phệ lão giả, mang theo ba cái quen thuộc bóng người, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người, lại chính là Viêm Ma, Ôn Đào cùng Tạ Thiên Thương ba người. Lần này điều tra, Song Long Viện hết thảy phái ra ba tổ nhân mã, Sở Khuynh Thành tổ một thẳng lên Thiên Vũ, theo Trác Phàm báo thù cái này đường nét, Viêm Ma bọn họ thì là đi Khuyển Nhung, dò xét Ngự Thú Tông bị diệt một án. Dù sao Ngự Thú Tông cùng Trác Phàm bị hại một án không quan hệ, nếu là Thiên Vũ bên này không có manh mối, cái kia bên trong khẳng định còn có dấu vết để lại. Nhưng là, nhìn lấy bọn hắn cái kia một bộ sầu não uất ức bộ dáng, mọi người liền biết, bọn họ cũng là không thu hoạch được gì. Hắn nãi nãi, diệt Ngự Thú Tông nhân mã đến tột cùng là cái gì cỗ thế lực a, cũng quá mẹ hắn giảo hoạt. Ngự Thú Tông bên trong không có một chút manh mối không nói, liền toàn bộ Khuyển Nhung người đều không biết. Phải biết, bọn họ đế đô thế nhưng là trong vòng một đêm chết nhiều như vậy hoàng tộc con em quý tộc, thế mà còn không người biết là ai ra tay, cũng quá kỳ quái đi. Cái kia lão đầu mập một trận lắc đầu, toái toái niệm, sầu mi khổ kiểm đi vào trước mặt bọn hắn, Sở Khuynh Thành bọn người gặp, nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, bái kiến Âu trưởng lão. Được được, chính phiền đây, không kiên nhẫn khoát khoát tay, cái kia Âu trưởng lão tức giận bĩu môi. Sở Khuynh Thành bọn người gặp, không dám ngôn ngữ, Viêm Ma lại là nhìn không được thở dài nói, ai, lần này tính toán đi không được gì, đối phương làm được nước không lọt, chúng ta cái dám đều tra không được một chút. Thật khó tưởng tượng, đây là Tây Châu bên ngoài thế lực làm. Phú Thanh Thu nghe, cũng là mi đầu sâu nhăn, nếu không phải Tây Châu bên ngoài, cũng là Tây Châu bên trong sự tình, điểm đáng ngờ lần nữa trở lại vì Trác Phàm báo thù thế lực lên, thế nhưng là bọn họ nơi này, cũng ngộ lên một nan đề. Thế mà, bọn họ mặt ủ mày trao, nhưng lại làm sao biết, bọn họ sớm đã cùng manh mối bỏ lỡ cơ hội. Đối với Ngự Thú Tông, Ma Sách Tông những tông môn này bị diệt, thật là Trác Phàm đưa gây nên, không lưu một người sống, người khác cũng chưa từng thấy qua hắn. Nhưng là hắn tung tích thế nhưng là tại Khuyển Nhung đế đô xuất hiện qua, nếu là tỉ mỉ điều tra, nhất định có thể điều tra ra, Trác Phàm cái u linh này, thượng ở nhân gian. Thế nhưng là, Trác Phàm tại đế đô tin tức, cũng là bị Khuyển Nhung hoàng đế trực tiếp ngậm miệng. Hắn ngược lại không phải là sợ Trác Phàm hành tung bại lộ, mà chính là lo lắng có người tra được, tất nhiên sẽ phát hiện, Ngự Thú Tông bị diệt, cùng hắn Khuyển Nhung hoàng thất có quan hệ, dẫn tới còn thừa Ngự Thú Tông trưởng lão trả thù. Lại giả thuyết, việc xấu trong nhà không ngoài truyền, nếu để cho bên cạnh người biết bọn họ Khuyển Nhung hoàng thất phết bẩn, bọn họ còn như thế nào chấp trưởng Khuyển Nhung triều chính. Cho nên nói, Khuyển Nhung hoàng đế vì Trác Phàm che đậy, liền tương đương là vì toàn bộ đế quốc che giấu, đây là cộng đồng lợi ích. Cũng bởi vậy, Khuyển Nhung cả nước im miệng, Viêm Ma bọn họ đi, tự nhiên không thu hoạch được gì. Uy, Đỗ lão đầu, người đang nói thầm cái gì đó đây, lão phu đến cũng không thấy người bắt chuyện hai tiếng. Lúc này, cái kia Âu trưởng lão gặp Đỗ trưởng lão một mực ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa, trong miệng không biết đang thì thào lấy cái gì, không khỏi kỳ quái hỏi. Thật sâu liếc hắn một cái, Đỗ trưởng lão trầm ngâm một chút, mở miệng yếu ớt, ta nói Âu lão đầu, ngươi tại Tây Châu nhiều năm như vậy, nhưng là từng nghe qua một cái gọi Thiên Ma Sơn địa phương, có một cao thủ tên là Cửu U Bá Chủ sao? À, ngươi từ chỗ nào nghe nói như thế cần ăn đòn danh hào? Không khỏi sững sờ, Âu trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Cửu U Bá Chủ, danh hào này hô lên đi,
thế nhưng là rất nhận người đánh nha. Không có điểm cân lượng dám dùng danh hào này, không phải bị người đánh chết không thể. Cũng chỉ có cái kia bất bại kiếm tôn, dám gọi mình bất bại. Bất quá người nào gọi người ta vô địch đây, toàn bộ đại lục lại không người đánh thắng được hắn. Mà cái này cửu u bá chủ, cũng kém không nhiều, sẽ không phải cùng cái kia bất bại kiếm tôn một cái cấp bậc A, đây chính là quy nguyên cảnh đỉnh phong A. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Đỗ trưởng lão một trận cười khổ, không phải sao, như cái này cửu u bá chủ thật như thế cường hãn, đây tuyệt đối là Tây Châu đại nạn, vụ án này, chúng ta cũng tra không đi xuống, vẫn là nhanh chóng trốn xa một chút thì tốt hơn. Đúng, cái kia cửu u bá chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào, người chọc tới hắn. Nhìn đến Đỗ trưởng lão như thế bất đắc dĩ biểu lộ, Âu trưởng lão không khỏi sững sờ, kỳ quái nói. Bật cười lắc lắc đầu, Đỗ trưởng lão cũng là không rõ ràng cho lắm, ta liền hắn dáng dấp ra sao, tu vi như thế nào cũng không biết, làm sao có thể chọc tới hắn. Bất quá Ma Sách Tông bọn họ đoán chừng là bởi vì chọc hắn mới bị diệt tông, dù sao, nghe nói hắn nhưng là Trác Phàm sư phụ tới. Không chờ hắn nói tiếp, cái kia Âu trưởng lão đã là kêu to một tiếng, bất khả tư nghị nói, người nói là, cái này liên tiếp diệt tông thảm án, là sư phụ hắn rời núi làm đệ tử báo thù. Thế nhưng là, cái này cửu u bá chủ đến tột cùng người thế nào, có thực lực thế này. Toàn bộ Tây Châu, không, toàn bộ đại lục, tựa hồ cũng không có nhân vật này đi. Không khỏi khổ cười ra tiếng, cái kia Đỗ trưởng lão cũng là thở dài nói, ta đương nhiên biết hắn tại Tây Châu cùng đại lục không có gì tiếng vang, nhưng dám gọi ra như thế danh hào, chắc hẳn không phải hạng người bình thường. Tựa như ngươi nói như thế, dám như thế cần ăn đòn người, có thể không có bản lĩnh sao? Mấu chốt nhất là, hắn là Trác Phàm sư phụ, đệ tử đã như thế biến thái, huống chi là làm sư phụ đâu. Như vậy như thế nói đến, sự kiện này thì càng ngày càng rõ ràng. Trong mắt nhịn không được hơi hơi run run, Âu trưởng lão bình tĩnh lên tiếng, báo thù diệt tông thảm án, khẳng định là như thế. Hiện tại Ma Sách Tông, Huyền Thiên Tông đều là đã bị diệt, như vậy đến tiếp xuống hắn muốn ra tay là Thiên Hành Tông. Trăm miệng một lời, mọi người cùng nhau kêu sợ hãi. Thế nhưng là Thiên Hành Tông cùng Ma Sách Tông cái kia hai cái hạ tam tông khác biệt, có 10 cái dung hồn cao thủ tỏa chấn, còn có tại trung tam tông bên trong đều thanh danh truyền xa nhất kiếm hành thiên kiếm, Tiếu Vân Sơn làm sao cùng hộ thuẫn. Muốn diệt hết nó, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Dương mắt nhìn mọi người liếc một chút, Đỗ trưởng lão thăm thẳm phân tích nói. Mọi người nghe xong, cũng là âm thầm gật đầu, nhưng là Âu trưởng lão lại là cau mày, thì thào lên tiếng, nhưng là, cái kia cửu u bá chủ nếu là theo người ta một dạng quy nguyên cảnh lời nói. Trong lòng bất giác hơi hồi hộp một chút, Âu trưởng lão lời còn chưa dứt, Đỗ trưởng lão sắc mặt đã là trong nháy mắt ngưng trọng lên. Nhưng là, đúng lúc này, lại là bốn đạo tiếng xé gió lên. Thủy Nhược Hoa chỗ khác một tiểu đội, nhất thời tại một tên trưởng lão chỉ huy dưới, vội vàng đi tới nơi này, nhìn thấy mọi người, liền ngăn không được kêu lên sợ hãi, không tốt, chúng ta đi Thiên Hành Tông điều tra thời điểm phát hiện, cả cái tông môn cũng đều bị diệt, cùng lúc trước một dạng, một tên cũng không để lại. Cái gì? Bỗng dưng, tất cả mọi người kinh hãi lên tiếng. Hiu hiu hiu, từng đạo tiếng xé gió tại sáng sủa không trung ở giữa truyền vang. Ba cái giò xét tiểu tổ tụ hợp về sau, biết được Thiên Hành Tông bị diệt tin tức, lập tức ngựa không dừng vó, cấp tốc hướng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông phương hướng tiến lên. Đỗ lão đầu, cái kia cửu u bá chủ nếu thật muốn làm đệ tử báo thù lời nói, mục tiêu kế tiếp, tuyệt đối là Thiên Địa Chính Nghĩa Tông. Âu trưởng lão nhìn lấy một bên Đỗ trưởng lão, một bên bay thật nhanh, một bên đầy mặt trịnh trọng nói. Đỗ trưởng lão khẽ gật đầu, mì đầu bao phủ tan không ra mây đen. Một bên Vũ Thanh Thu nghe đến, lại là trầm ngâm một trận, mở miệng yếu ớt, thế nhưng là Thiên Địa Chính Nghĩa Tông chính là Thượng Tam Tông, không so lúc trước những tông môn kia, bên trong đều có chính thức quy nguyên cảnh cao thủ tọa chấn, mà lại số lượng còn không ít đây. Thật khó có thể tưởng tượng, cường đại như vậy tông môn, làm sao có thể sẽ còn bước phía trước Tam Tông theo gót. Thằng nhóc con, người vẫn là quá trẻ tuổi, chưa từng gặp qua chân chính cao thủ xuất thủ a. Thế nhưng là nghe được lời này, Âu trưởng lão lại là si ngốc cười một tiếng, thở dài nói, ngươi hẳn nghe nói qua năm đó Đan Thanh Sinh liền dẫm thập tông sự tình a, ngươi cho rằng hắn không có thực lực diệt đi một tông à, bao quát Thượng Tam Tông ở bên trong. Hừ hừ, hắn chỉ là cố kỵ Tây Châu quy củ thôi. Nói cho cùng, hắn chả đem mình làm Tây Châu người.
Nhưng là bây giờ cái này cửu u bá chủ, rất rõ ràng là muốn làm đồ đệ, đem cửu nhân đuổi tận giết tuyệt. Nếu là hắn cùng đan thanh sinh một dạng thực lực lời nói, chỉ dựa vào một cái chỉ là thiên địa chính nghĩa tông, có thể đỡ nổi sao? Phải biết, tại tuyệt thế cường giả trước mặt, một cái tông môn cũng bất quá là cái giấy dáng điệu thôi, chỉ ở đối phương có nguyện ý hay không một chân giết chết mà thôi. Nói đến đây, Âu trưởng lão trong mắt bỗng dưng tản mát ra thật sâu vẻ kiêng dè, dường như lại hồi tưởng lại cái gì tình cảnh đáng sợ một dạng. Thân thể hơi chấn động một chút, Vũ Thanh Thu nghe được lời này, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, hơi hơi gật gật đầu. Thế nhưng là cách đó không xa Viêm Ma, lại là nhịn không được suy cười rộ lên, Âu trưởng lão, chiếu ngươi nói như vậy, thực lực đối phương mạnh mẽ như thế, liền cả cái thượng tam tông cũng đỡ không nổi, vậy chúng ta đi có làm được cái gì, làm bia đỡ đạn sao? Cái kia cũng chưa chắc, dù sao chúng ta đại biểu Song Long Viện, có điều động toàn bộ Tây Châu chiến lực quyền lực. Chậm rãi lắc đầu, Đỗ trưởng lão trong mắt tinh mang lóe lên, bình tĩnh nói, chỉ cần người kia vẫn chưa tới vô pháp vô thiên bước, dựa vào chúng ta bối cảnh, ngược lại là có thể cùng hắn thật tốt đàm luận điều kiện. Dù sao, cùng toàn bộ Tây Châu chiến lực là địch, cũng không phải là cái gì người cũng có thể làm đến, cho dù năm đó đan thanh sinh cũng giống vậy. Vậy là cái gì vô pháp vô thiên bước? Chính là, Viêm Ma tiếp tục đặt câu hỏi, mí mắt hơi hơi lắc một cái. Đỗ trưởng lão trầm ngâm một chút, cuối cùng thật dài phun ra một ngụm chọc khí, một mặt không lưu loát mà nói cũng là bất bại kiếm tôn, như thế thực lực. Bất bại kiếm tôn? Không tệ, nghe đồn hắn thực lực, hoàn toàn đã đến có thể lấy lực lượng một người, đơn đấu một châu toàn bộ chiến lực khủng bố cấp độ. Trong mắt tản mát ra thật sâu vẻ kiêng dè, đỗ trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng nói, cũng chỉ có bốn châu hợp lực, đạt thành công thủ đồng minh, mới miễn cưỡng để hắn ngừng lại tiến lên tốc độ. Bất quá đây cũng là tại hắn đã đạt đến quy nguyên cảnh đỉnh phong bình cảnh, không tiến thêm tấc nào nữa tình huống dưới. Nếu là quy nguyên cảnh phía trên còn có cảnh giới cao hơn lời nói, lấy hắn thiên phú, chỉ sợ sớm đã trở thành đại lục chính thức một người vô địch cấp độ, tất cả mọi người cùng nhau đều không phải là đối thủ của hắn. Bất bại hai chữ, thật là thực chí danh quy. Trong lòng bất giác cùng nhau run lên, mọi người sắc mặt đều không tự chủ được nặng nề xuống tới. Riêng là Diệp Lân. Trong mắt càng là tản mát ra sục sôi hỏa diễm. Hắn tâm lý minh bạch, bất bại kiếm tôn chỗ lấy gặp phải bình cảnh, là bởi vì cái này phàm giai kết giới áp chế duyên cớ, để hắn vĩnh viễn không cách nào siêu phàm nhập thánh. Thế nhưng là dù vậy, hắn thực lực còn mạnh mẽ như vậy, thật không biết là tu luyện như thế nào. Mình nếu là đạt đến quy nguyên cảnh, lấy thánh thú truyền người lực lượng hướng hắn khiêu chiến, không biết ai thắng ai thua đâu. Trong lúc nhất thời, Diệp Lân trong lòng lần nữa giấy lên hiếu chiến hỏa diễm, cháy hừng hực. Mau nhìn, lập tức tới ngay thiên địa chính nghĩa tông, là ở chỗ này. Lúc này hét lớn một tiếng truyền ra, đỗ trưởng lão chỉ xa xa một mảnh xanh tươi sơn lâm, nhìn về phía mọi người mỉm cười cười nói, mọi người lại tăng thêm tốc độ, lập tức tới ngay. Oanh! Thế mà, hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, một trận hủy thiên diệt địa bạo hưởng liền bỗng nhiên từ cái này bên trong mãnh liệt bộc phát ra. Ngọn lửa màu vàng óng cháy hừng hực, xông thẳng tới chân trời, phảng phất muốn đem trọn cái bầu trời đều hỏa táng một dạng. Nóng rực khí lãng, hóa thành một cỗ mãnh liệt sóng xung kích, đụng một tiếng liền hướng bọn họ nơi này đánh tới. Ba vị trưởng lão thấy một lần, không khỏi cùng nhau trong mắt co rụt lại, vội vàng hét lớn lên tiếng, bảo hộ đệ tử. Sau một khắc, ba người nhất thời ngang thành một hàng, toàn thân nguyên lực đại phóng, mượn thiên địa lực lượng. Bỗng nhiên trước người hình thành một mảnh trong suốt bảo hộ tường. Nhưng là dù vậy, một tiếng ầm vang, cái kia cỗ đáng sợ dư âm đụng vào, cũng là trong nháy mắt liền tất cả đều đụng nát. Mãnh liệt năng lượng tập kích nhập ba trong thân thể, nhất thời khiến ba người nhìn không được phốc một tiếng, phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, sau đó ba đạo thân ảnh tựa như bị 50 tòa núi cao nguy nga hung hăng đụng giống như, cùng nhau bay rớt ra ngoài. Sau cùng đụng vào Vũ Thanh Thu những đệ tử này trên thân, cũng liên tiếp đem bọn hắn tất cả đều đâm đến miệng phun máu tươi, uể oải rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt thì ngất đi. Chờ một lúc lâu sau, mọi người mới thăm thẳm hồi tỉnh lại, thế nhưng là khi bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới lúc, lại là nhịn không được cùng nhau co lại trong mắt, trong lòng giật mình cả trái tim đều muốn nhảy ra. Chỉ thấy giờ này khắc này, mấy ngàn dặm chỗ, bọn họ xa xa nhìn xa thấy chỗ, đã không còn một mảnh xanh tươi vần quanh, non xanh nước biếc chi địa. Thuần một sắc đều là vô tận đen nhánh, đốt thành than đen nhan sắc.
Phốc, bờ môi nhịn không được hung hăng run run, Đỗ trưởng lão nhịn không được lần nữa phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi về sau, một mặt không thể tin hét to lớn tiếng, cái này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao, cái này tất cả mọi thứ, đều bị hủy? Đúng vậy a, vừa mới chúng ta gặp phải chắc là chỉ là bạo phá dư âm a, nhưng là dù vậy, vậy mà liền trực tiếp đem chúng ta mấy cái quy nguyên cảnh cường giả chấn thành trọng thương, vậy chân chính bạo phát chỗ đó. Đồng dạng run rẩy hai chân đứng lên, Âu trưởng lão giật mình thì thào lên tiếng, thế nhưng là lời ấy vừa ra, mọi người lại là nhất thời kịp phản ứng, đúng a, vừa mới cái kia nổ tung địa phương, không phải là thiên địa chính nghĩa tông chỗ à, chẳng lẽ? Kết quả là, mọi người lại xa xa nhìn lại, ánh mắt chiếu tới chỗ, lại là một mảnh kim sắc ánh lửa ngút trời, cuồn cuộn sóng nhiệt, vẫn tại ngăn không được hướng bọn họ nơi này đánh tới, thân thể phía trên chảy ra vết máu, trong nháy mắt liền bị bốc hơi sạch sẽ, không có một tia lưu lại. Liền trên người bọn họ trình độ, cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài bốc hơi lấy, tựa hồ không ra nửa khắc, bọn họ liền muốn bị bốc hơi thành người khô giống như. Trong mắt hơi hơi run run, Sở Khuynh Thành thật sâu nhìn lấy cái này quen thuộc tràng diện, trong mắt vẫn không khỏi đến chảy ra lệ nóng, trong miệng thì thào lên tiếng Trác. Trác Phàm. Không khỏi giật mình, ba vị trưởng lão cùng nhau nhìn về phía nàng, Khuynh Thành, người đang nói cái gì? Nghẹn ngào một chút, Sở Khuynh Thành nức nở nói, Trác Phàm bỏ mình ngày ấy, cũng là xuất hiện cái này một mảng lớn hỏa quang, kéo dài 800 dặm. Không ngừng bị bỏng, sau cùng liền hắn thi thể đều thiêu không có. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện, tuy nhiên so trước kia lần còn mạnh hơn nhiều, thế nhưng là ngọn lửa này ta sẽ không quên. Trong lòng bất giác run lên, ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau, tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Sư đệ, hỏa quang kia theo ngươi trời sinh dị hỏa cũng rất tương tự a. Lúc này, Vũ Thanh Thu nhìn về phía Diệp Lân, nghi hoặc hỏi. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Diệp Lân nhẹ hừ một tiếng nói, sư huynh, người tại bẩn thỉu ta sao? Ngọn lửa này nhưng so với ta tinh túy, cường hãn nhiều. Ta ngọn lửa kia nếu là có như vậy uy lực, song long hội cũng sẽ không bại. Thật sao, thật sâu liếc hắn một cái, gặp hắn giống nhau thường ngày, Vũ Thanh Thu liền cũng không nhìn nữa hắn, bỏ xuống trong lòng nghi hoặc. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, đây là Diệp Lân cố ý trang ra từ cho, chỉ có hắn trong lòng mình minh bạch. Thiên hạ ngọn lửa màu vàng nhiều như vậy, nhưng uy lực mạnh như vậy, cũng chỉ có phần thiên long tổ phần thiên kim viêm. Mà lại, hắn cũng minh bạch cái này đại hỏa là chuyện gì xảy ra, khẳng định là Trác Phàm dùng long tổ cho hắn long tức đan. Ai, vị lão đại này, thế mà đem long tức đan dùng ở loại địa phương này, thật sự là lãng phí a. Hắn nhưng là rõ ràng, long tổ cho Trác Phàm long tức đan, thế nhưng là thánh thú uy lực mạnh nhất nhất kích. Cùng lúc trước cho mình loại kia tiểu hình số hoàn toàn khác biệt. Dùng dạng này long tức đan ném ở phàm giai bất kỳ chỗ nào, đều có thể xem như nhóm lửa nướng con kiến, thuần túy lãng phí. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Diệp Lân trong lòng thở dài không thôi, ban đầu vốn có thể dùng đến cứu mạng đồ vật, nhất định phải dùng tại báo thù lên, ai? Chúng ta bây giờ lập tức đi lên xem một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trên mặt ngưng trọng càng sâu. Ba vị trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, liền gật đầu một cái, quyết định. Tuy nhiên trong lòng bọn họ đã rõ ràng, thiên địa chính nghĩa tông xong, nhưng dầu gì cũng cái kia dò xét xuống sau cùng tình huống. Kết quả là, ba vị trưởng lão, mang theo thân thể bị trọng thương, lại mang lên mấy vị đi theo đệ tử, lần nữa cùng nhau hướng ngọn lửa kia cháy hừng hực chỗ bay đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, tại ngọn lửa kia kịch liệt thiêu đốt chỗ, Trác Phàm người khoác hắc bào. Thảnh thơi đi ra phía ngoài lấy, khóe môi nhếch lên một bộ tà dị tiếu dung. Ha ha ha, cái này long tức đan còn thật dùng tốt, lão tử phá vỡ hắn kết giới đi vào về sau, trực tiếp quăng ra, quản hắn có bao nhiêu quy nguyên cảnh cao thủ, bao nhiêu dung hồn hóa hư cao thủ, toàn diện xong đời. Lần này báo thù, đại khái là Trác Phàm thoải mái nhất một lần, liền đối phương mặt nhi đều không cần gặp, trực tiếp thì để trong này tất cả mọi người gặp Diêm Vương. Không hổ là long tổ toàn lực nhất kích a. Chỉ bất quá, cho dù là Trác Phàm nhìn thấy như vậy uy lực, cũng có chút trong lòng không đành lòng. Có điều hắn ngược lại không phải là không đành lòng chết rất nhiều người, mà chính là cũng cảm thấy cái này long tức đan dùng tại đám người này trên thân, thuần túy lãng phí. Nhưng dù vậy, hắn sau cùng vẫn là không yên lòng, mỗi một góc xem một phen, không có người còn sống, mới quyết định rời đi. Dễ dàng khẽ hát, Trác Phàm một mặt tùy tiện chi sắc,
thế nhưng là đột nhiên, nơi xa từng đạo tiếng xé gió vang lên. Trác Phàm không khỏi thân thể trì trệ, chân mày hơi nhíu lại tới. Làm sao, có người đến? Không biết là bạn là địch, vẫn là trốn trước, thấy rõ tình huống rồi nói sau. Một tiếng cười khẽ, Trác Phàm phải đồng tử bên trong đột nhiên lóe qua 6 đạo vầng sáng màu vàng óng, trong lòng hét lớn. Không minh thần đồng tầng thứ 6, không vực. Ông! Đột nhiên ở giữa, một trận không gian ba động vang lên, toàn bộ hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình kết giới. Trác Phàm nhấc chân vừa bước, liền tiến vào bên trong nháy mắt biến mất bóng người. Mà ở trong đó, chỉ có hừng hực kim viêm, vẫn tại không ngừng thiêu đốt. Siêu siêu siêu! Sáng loáng ngọn lửa màu vàng, thiêu nướng bốn phía hết thảy, làm cho toàn bộ không gian đều tựa hồ muốn bắt đầu vặn vẹo. Từng đạo tiếng xé gió lên, Sở Khuynh Thành chờ Song Long Viện điều tra tiểu tổ bóng người, rất nhanh liền đi vào mảnh này đã không thích hợp bất luận kẻ nào ngừng chân địa phương. Cho dù là cái kia ba vị quy nguyên cảnh trưởng lão, trong miệng hô hấp lấy cái này khô nóng không khí, cũng không nhịn được có chút lòng buồn bực cảm giác, thì càng không nói đến còn lại những cái kia hóa hư cảnh đệ tử. Giờ này khắc này, bọn họ sớm đã thở hồng hộc, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ thống khổ. Tựa hồ tại nơi này ở lâu một khắc, chính mình sinh mệnh lực liền sẽ tiêu hao thêm tận một phần giống như. Hắn nãi nãi, đây là người có thể tạo thành kết quả sao? Thả mắt nhìn đi, mình mông bát ngát, trừ ngọn lửa màu vàng óng nướng, không có chút nào sinh mệnh khí tức hiển lộ, Đỗ trưởng lão không khỏi vẻ mặt đầy rung động, kêu lên sợ hãi, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lệ thuộc thượng tam tông toàn bộ thiên địa chính nghĩa tông, thế mà toàn diệt, cái này chính là ngày đó ma sơn, cửu u bá chủ thực lực. Cửu u bá chủ, thiên ma sơn. Mi đầu không khỏi lắc một cái, tránh tại hư không trong lĩnh vực Trác Phàm, nghe đến hai cái này quen thuộc tục danh, không khỏi sững sờ, trong lòng Phạm nói thầm, bọn họ làm sao lại biết hai cái này xưng hô. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền không sai, chắc hẳn bọn họ đi qua thiên vũ nghe ngóng. Xem ra Song Long Viện, thật đã bắt đầu điều tra Tây Châu Tông môn liên tiếp bị diệt sự tình. Bất quá dạng này cũng tốt, để ở cái này hư vô mờ mịt cửu u bá chủ trên thân, ngược lại là có thể đem việc này tạm thời kết, bớt Song Long Viện nắm lấy không thả. Không nghĩ tới hắn lúc đó tại Thiên Vũ thuận miệng nói một cái nói dối, hôm nay lại là trở thành thoát thân diệu thuật. Nếu không mà nói, Song Long Viện tiếp tục tra được, chỉ sợ rất nhanh liền có thể tra được hắn chân thân. Cái kia hắn tình cảnh sẽ không hay. Dù sao, hắn mặc dù không sợ Tây Châu thế lực, nhưng cũng không muốn chọc phiền phức, bị vô cùng vô tận truy sát. Trác Phàm trong lòng cũng rõ ràng, liên diệt Tây Châu tứ tông, thế nhưng là vô luận như thế nào đều trốn tránh không tội lớn ngập trời, không có người nào có thể bảo vệ hắn. Cái này, thật sự là cái kia cửu u bá chủ tạo thành. Trong mắt đồng dạng tràn ngập kinh hãi, nhưng là Âu trưởng lão bốn phía nhìn xem. Lại là khó có thể tin nói, tuyệt không có khả năng này, nhân loại không có khả năng có như thế cường hãn thực lực, chỉ sợ cho dù là cái kia đại lục mạnh nhất bất bại kiếm tôn, cũng vạn vạn làm không đến một bước này đi. Vậy người ý là, trong này nhất định có kỳ quặc. Đỗ trưởng lão một mặt nghi ngờ nhìn về phía hắn, Âu trưởng lão lại là trong mắt tinh quang lóe lên, đã là cực kỳ khẳng định nói, tuyệt không có khả năng này là hắn một người thực lực tạo thành, nhất định có cái gì khác nguyên nhân. Chúng ta không có phát hiện. Hoặc là nói, thiên địa chính nghĩa tông lòng đất, vốn là có một số nguy hiểm nhân tố ở bên trong, vừa lúc bị hắn sử dụng. Nếu không mà nói, phía trước bị diệt tông môn, tại sao không có thảm liệt như vậy chàng diệt, duy chỉ có thiên địa chính nghĩa tông như vậy bộ dáng. Tóm lại, lão phu tuyệt không tin, nhân loại tu giả hội có uy năng như thế. Nghe được lời này, mọi người suy nghĩ một chút, cùng nhau gật gật đầu. Đúng vậy a. Nếu là người kia thật khủng bố như thế lời nói, bọn họ còn tra cái gì tra, cho dù tra được lại có thể thế nào, còn không phải cho người ta làm pháo hôi. Không thể nói được, toàn bộ Tây Châu đều hủy. Vậy bọn hắn cũng không có tra được ý nghĩa, nhưng nếu là chiếu Âu trưởng lão nói như vậy, thì lại coi là chuyện khác. Sử dụng địa mạch năng lượng bất ổn, tạo thành thảm như vậy giống như vậy người này thực lực không có như vậy thông thiên triệt địa cũng khó nói, bọn họ còn có thể cùng chống đỡ. Trác Phàm ở trên không vực nghe được đến bọn họ đối thoại, cũng là âm thầm gật đầu, xem ra cái này nhân viên điều tra bên trong vẫn là có dùng đầu óc người tồn tại. Xác thực, phàm giai người tuyệt không có khả năng có dạng này thực lực cao thủ tồn tại. Bất quá, ai bảo đây là thánh vực mạnh nhất thánh thú nhất kích đây, phàm giai người chưa thấy qua,
cũng chưa từng nghe nói, cũng liền chẳng có gì lạ. Lúc trước sách dưới, có thể nghĩ đến có người mượn địa mạch chi lực diệt tông, cũng coi là tâm tư kín đáo. Nhưng là cứ như vậy, thì tạo thành cái này điều tra tiểu tổ còn muốn tiếp tục truy tra được, đối với Trác Phàm thoát thân thế nhưng là khá bất lợi, Diệp Lân lòng dạ biết rõ, lại là không biết nên như thế nào kết thúc đây hết thảy, chỉ có thể thăm thẳm lên tiếng nói, Âu trưởng lão, có lẽ đây cũng không phải là cửu u bá chủ một người gây nên, nhưng nếu là Thiên Ma Sơn cả cái tông môn thực lực lời nói, ngươi cảm thấy chúng ta cho dù tìm tới cửa, phía Tây Châu tất cả chiến lực, có thể liều đến qua sao? Thân thể nhịn không được chấn động, mấy vị trưởng lão lẫn nhau nhìn xem, sắc mặt lần nữa ngưng trọng xuống tới. Đúng vậy a, một người có lẽ không có dạng này thủ đoạn, nhưng nếu tên thiên ma này núi cao thủ như mây, cái này cảnh tượng thê thảm là tất cả mọi người phát lực tạo thành, đây cũng là chứng minh bọn họ một tông chi lực thì so toàn bộ Tây Châu chiến lực mạnh, bọn họ vẫn là không có tra được tất yếu, dù sao tra ra cũng đánh không lại, không bằng như vậy dừng lại. Không có khả năng. Thế mà ngay tại tất cả mọi người mặt hiện do dự lúc, Âu trưởng lão suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn là kiên định lắc lắc đầu, cười tâu tuét nói, tiểu tử, ngươi nhìn kỹ cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng thê thảm, toàn bộ đại lục tất cả cao thủ liên hợp lại, coi là thật có thể tạo thành được sao? Cho nên, tạo thành cảnh này vẫn là thiên địa uy năng, cũng không phải sức người. Lão phu vẫn như cũ cho rằng, đây là cái kia cửu u bá chủ mượn lực mà làm, thậm chí cũng là muốn dùng cái này phương pháp trấn nhiếp chúng ta. Phô trương thanh thế. Để cho chúng ta nghĩ lầm hắn thực lực thâm bất khả chắc, đánh lên chống lui quân tới. Nhưng điểm này, nhưng lại hoàn toàn chứng minh, hắn cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, còn tại e ngại chúng ta Tây Châu thế lực. Nếu không mà nói, hắn đã không cố kỵ gì, vì sao mỗi lần diệt tông sau cũng không dám công khai hiện thân. Riêng là chúng ta đi tới nơi này, cũng không có gặp có người rời đi dấu hiệu, rõ ràng cũng là ẩn nặc đào tẩu, không dám gặp người. Âu trưởng lão nước bọt bay tứ tung, càng nói càng lớn tiếng, càng phân tích càng cảm thấy có lý, ngay cả mình đều có chút bội phục mình, làm sao thông minh như vậy. Người khác nghe đến, cũng là liên tục gật đầu, ám đạo lão nhân này đầu lúc nào kín đáo như vậy linh hoạt. Cho dù là ẩn nặc ở bên Trác Phàm, cũng không khỏi đến khẽ gật đầu. Nếu không phải cái này tất cả mọi thứ đều là hắn tự mình làm đi ra lời nói, không thể nói được hắn thật đúng là tin lão gia hỏa này giải thích. Chỉ có Diệp Lân, nhìn lão gia hỏa này vẫn như cũ cắn chặt không thả, bất đắc dĩ bật cười một tiếng, thở dài, cái gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất cái kia cửu u bá chủ thật không dễ chọc đâu. Chúng ta tra được trên đầu của hắn, đến lúc đó cùng hắn mặt đối mặt lúc, cái kia kết cuộc như thế nào? Không có cái gì vạn nhất, chỉ cần lão phu không có tận mắt nhìn đến cái kia cửu u bá chủ chân thân, thì tuyệt không tin, trên đời này hội có như thế thông thiên triệt địa người. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, so cái kia bất bại kiếm tôn còn vô pháp vô thiên, hừ. Thờ ơ khoát khoát tay, Âu trưởng lão tựa hồ đối với chính mình vừa mới cái kia một bộ giải thích tương đương tin phục, một mặt cuồng ngạo nói. Thấy tình cảnh này, mọi người trầm ngâm một chút, cũng là khẽ gật đầu, cảm thấy có lý, xem ra còn có tiếp tục tra được tất yếu. Trác Phàm nhìn bọn họ liếc một chút, lại là bất đắc dĩ bật cười một tiếng, lắc lắc đầu. Dù sao tứ đại tông môn đã toàn bộ diệt, hắn tại Tây Châu không có gì có thể lưu, vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này a, à, ai. Khẽ than thở một tiếng, Trác Phàm lần nữa thật sâu nhìn một chút, tại cái kia kim sắc hỏa quang chiếu rọi bóng hình xinh đẹp liếc một chút, không thôi nhắm lại hai con ngươi. Từ nay về sau, chúng ta liền không lại gặp, Khuynh Thành. Xì xì xì. Thế mà, đúng lúc này, nhưng nghe từng đạo đùng đùng sao không dứt sấm sét bạo hưởng. Từng trận lôi quang chợt tại Trác Phàm trong tay nhảy vọt. Không khỏi giật mình, Trác Phàm cúi đầu xem xét, lại là thình lình nhìn thấy, hắn lôi linh giới chính đang không ngừng lóng lánh hào quang óng ánh. Cùng một thời gian, Sở Khuynh Thành trong tay giới chỉ, cũng là phát ra đồng dạng lôi quang. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm thật sâu nhìn hai cái nhẫn liếc một chút, bất khả tư nghị nói, làm sao có thể, tại cái này không vực bên trong, tương đương với đem không gian ngăn cách. Hai cái lôi linh giới sao sẽ phát sinh cộng minh. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, vật theo nhân tâm, cái này đồ vật cùng chủ người làm bạn lâu, tự nhiên cùng chủ người tâm linh tương thông. Giờ này khắc này, Sở Khuynh Thành cùng Trác Phàm hai người tương tư tâm niệm phát sinh cộng minh, tự nhiên dẫn tới hai cái nhẫn cũng vượt qua không gian cách trở, phát sinh đua tiếng. Trác Phàm, tay run run chỉ,
chậm rãi tay giơ lên, Sở Khuynh Thành kinh ngạc nhìn trong tay cái kia lôi linh giới tia sáng chói mắt, trong mắt bỗng dưng đầy tràn mông lung nước mắt mang, bờ môi khẽ run, không biết là kinh hãi vẫn là vui, vội vàng bốn phía vòng bài, hét to lớn tiếng, Trác Phàm, ngươi không chết, ngươi còn ở nơi này, đúng hay không? Cái gì, Trác Phàm không chết? Không khỏi giật mình, ba vị trưởng lão cùng nhau nhìn về phía nàng, vội vàng nói, Khuynh Thành, ngươi nói cái gì, Trác Phàm không chết, làm sao ngươi biết? Không có trả lời bọn họ lời nói, Sở Khuynh Thành chỉ là một mực hướng bốn phía kêu gọi lấy Trác Phàm tên, trong mắt tràn đầy kỳ vọng chi sắc. Bởi vì nàng minh bạch, chỉ có Trác Phàm trong tay lôi linh giới, mới có thể cùng nàng hô ứng, đây là chỉ thuộc về bọn hắn chính mình tín vật. Khuynh Thành sư muội, ngươi có phải hay không nghĩ phu sốt ruột, xuất hiện ảo giác? Trác Phàm đã chết, nơi này nào có hắn cái bóng a? Diệp Lân gặp này, không khỏi trong lòng quính lên, nếu là thật sự đem lão đại tìm ra, hắn chẳng phải là trực tiếp liền thành toàn bộ Tây Châu địch nhân, cái kia nguy hiểm thì lớn. Kết quả là, hắn một bên kêu to, một bên cấp tốc đi vào Sở Khuynh Thành trước mặt, một tay bịt trong tay nàng giới chỉ, tránh cho lôi quang tiết ra ngoài, rực rỡ cười ra tiếng. Thế nhưng là Sở Khuynh Thành vốn đã cảm thấy hắn đối địch với Trác Phàm, căn bản đối với hắn toàn không có hảo cảm, gặp hắn đột nhiên tiến lên, không khỏi trong mắt một hận, bỗng nhiên một chút đem hắn đẩy ra, giận mắng lên tiếng, ngươi cút cho ta biết ngươi một mực đem Trác Phàm xem làm đối thủ, hận không thể hắn chết. Nhưng là hắn nhất định không chết, hắn ngay ở chỗ này, Trác Phàm. Ta là Khuynh Thành, ngươi đi ra a. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Diệp Lân một mặt im lặng, thật sự là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú a. Ngươi bây giờ gọi hắn ra đây, có thể có chỗ tốt gì, không phải liền đợi đến hắn bị Tây Châu phát lệnh truy nã truy sát sao? Lão tử giúp ngươi che giấu, ngươi còn coi lão tử là người xấu, cái này nữ nhân đúng là điên. Nếu không phải đem ngươi trở thành đại tẩu, ta thì... Hung hăng khẽ cắn môi, Diệp Lân tức giận ngoác miệng ra. Đem nguyên thần dò ra đi, nhìn một chút chung quanh là có người hay không. Ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau, lập tức cùng nhau dò xét lên chung quanh động tĩnh, lại là trừ cái kia trích nhiệt chi khí bên ngoài, không có một tia sinh mệnh khí tức xuất hiện. Bất đắc dĩ lắc đầu, ba người lại lẫn nhau nhìn xem về sau, vừa nhìn về phía Sở Khuynh Thành cái kia điên hô hoán bộ dáng, không khỏi thở dài một tiếng, chẳng lẽ ưu tú như vậy đệ tử, thật ức phu thành ma. Khuynh Thành, ngươi đừng như vậy, Trác Phàm đã không tại, hắn không ở nơi này. Bỗng nhiên một tay lấy lớn tiếng kêu gọi, ngó nhìn xung quanh, giống như điên Sở Khuynh Thành ôm lấy, Thủy Nhược Hoa cùng Đan Nhi hai nữ sớm đã khổ sở nước mắt như mưa, nghẹn ngào thuyết phục. Người khác gặp này, cũng là một trận bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là cái gọi là phán đoán thành điên đi. Nhưng là đối với người khác thuyết phục, Sở Khuynh Thành tựa hồ lại tựa hồ như 10 phần bướng bỉnh, hung hăng lắc lắc đầu, chỉ mình cái kia đang không ngừng lóe quang giới chỉ vui khóc không ra tiếng, sư tỷ, hắn không có chết, hắn thật sự ở nơi này. Không tin ngươi nhìn, chỉ có hai người chúng ta cùng một chỗ, giới chỉ mới có phản ứng. Đây là hắn cho ta tín vật, hắn nhất định ngay ở chỗ này. Sở Khuynh Thành phảng phất là muốn cực lực làm cho tất cả mọi người tin tưởng nàng phán đoán. Nhưng là trong lòng mọi người đều hiểu, nàng chỉ là muốn để cho mình tin phục mà thôi. Để cho mình tin tưởng, Trác Phàm vẫn như cũ thượng ở nhân gian. Khuynh Thành, cái kia giới chỉ là chuyện gì xảy ra, ta không biết. Nhưng là vừa vặn đám người lão phu đã đem chung quanh đây trong phạm vi 100 dặm đều dò xét một lần, trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, lại không một tia sinh sống. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Đỗ trưởng lão đạm mạc lên tiếng. Thế nhưng là Sở Khuynh Thành sau khi nghe được, lại là khẽ cắn môi son, một mặt không tin cắn răng nói, không, hắn nhất định liền tại phụ cận, là các ngươi tìm không thấy hắn. Bằng hắn bản sự, phàm nhân há có thể tùy tiện phát hiện hắn hành tung. Chỉ có ta, vợ chồng chúng ta một thể, chỉ có ta biết hắn còn ở nơi này. Đầy đủ, Sở Khuynh Thành, chớ hồ đồ. Hét lớn một tiếng, Âu trưởng lão nhịn không được nổi giận lên tiếng, ngạch phía trên gân xanh ngăn không được nhảy loạn. Chúng ta đều là quy nguyên cảnh cao thủ, một tên tiểu quỷ giấu ở phụ cận, chúng ta hội tìm không thấy sao. Đừng nói là hắn, nhưng phàm là một con kiến, chỉ cần là sống, chúng ta đều có thể cho ngươi tìm ra. Hiện tại đã chúng ta đi tìm không tìm được, vậy nếu không có người. Ngươi cái nữ nhân điên, sắp điên tới khi nào? Hận hận nguyết hắn một cái, Sở Khuynh Thành trợn mắt nhìn,
tiếp lấy lần nữa hướng tứ phương ngửa mặt lên trời hô to, hò hét Trác Phàm tên, Trác Phàm, Trác Phàm, ta là thê tử ngươi, Khuynh Thành A, ngươi đi ra gặp ta một mặt A. Mấy người các ngươi còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì, còn không mau đem nàng mang đi. Thấy được nàng cái bộ dáng này, cái kia Âu trưởng lão không khỏi không kiên nhẫn khoát khoát tay, nhìn về phía Vũ Thanh Thu bọn họ. Liên tục không ngừng gật gật đầu, Vũ Thanh Thu đuổi bước lên phía trước liền muốn đem Sở Khuynh Thành kéo đi, trên mặt cũng là một trận ai thán, Khuynh Thành sư muội, người cái kia giới chỉ nhất định xảy ra vấn đề, Trác Phàm đã chết, không có khả năng xuất hiện ở đây, chúng ta vẫn là trước đưa ngươi hồi Song Long Viện điều dưỡng đi. Sẽ không, giới chỉ sẽ không gạt ta, hắn nhất định chính là ở đây. Hết sức giãy giụa lấy mọi người lôi kéo, Sở Khuynh Thành tiếp tục liều mệnh cao hô ra tiếng, Trác Phàm, Trác Phàm. Mắt thấy tình cảnh này, không vực bên trong ẩn tàng Trác Phàm, cắn chặt hàm răng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, chỉ là đôi mắt ở mép, dĩ nhiên đã nổi lên ẩm ướt. Hắn vốn liền biết, cái này một mặt hắn không nên gặp, bởi vì thấy một lần liền không đành lòng lại cách. Khuynh Thành. Sốt cục, Trác Phàm trầm thấp tiếng nói, nghẹn ngào khí tức, cắn răng mang ra. Thân thể nhịn không được lắc một cái, tại chỗ tất cả mọi người nghe đến đạo này trầm đục, không khỏi tất cả đều ngơ ngẩn. Sở Khuynh Thành càng là chợt sững sờ, tiếp lấy chính là mặt hiện vui mừng, hét to lớn tiếng, Trác Phàm, là ngươi sao, ngươi quả nhiên còn sống. Thế nào, chẳng lẽ cái kia Trác Phàm thật không có chết? Ánh mắt khẽ híp một cái, ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau, sau đó vội vàng hướng bốn phía nhìn tới, nếu là hắn không chết lời nói. Cái này mấy cái tông bị diệt vụ án liền có rơi. Thế nhưng là, bọn họ tra nửa ngày, vẫn là cái gì đều tra không được. Đúng lúc này, một tiếng ngột ngạt cười khẽ lại là đột nhiên vang lên, ha ha ha. Ba cái tiểu quỷ, ở trước mặt lão phu ra vẻ, lộ ra nguyên thần, thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Vừa dứt lời, nhưng ngửi hô một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn màu đen lôi viêm đột nhiên từ trong hư không bỗng nhiên dấy lên. Tiếp lấy liền vào tới mấy trăm trượng cao, kéo dài trăm dặm chi địa, trong nháy mắt một mảnh màu đen viêm hải. Lại sau đó, màu đen lôi viêm chậm rãi thành hình, cho thấy một cái cao trăm trượng đứng thẳng bóng người màu đen đến, hai cái tròng mắt màu vàng óng chợt dấy lên một mảnh nóng rực kim viêm, dường như hai tòa tiểu hỏa núi, đang thiêu đốt hừng hực. Khủng bố hủy diệt khí tức, trong nháy mắt lấy Thái Sơn áp đỉnh lực lượng đột nhiên buông xuống khắp nơi, cho dù là cái kia ba vị quy nguyên cảnh trưởng lão. Cũng đột nhiên cảm giác trong lòng siết chặt, dường như chính mình là cái kia tiểu trùng tử, tùy thời liền có thể bị đối phương một chân giết chết giống như, trong lòng hoảng hốt. Cái này, đây là... Trong mắt không khỏi hung hăng co lại, mọi người ngửa mặt lên trời ngẩng đầu nhìn lấy cái kia toàn thân một mảnh ngọn lửa màu đen, giống như mấy trăm trượng cao cự đại khủng bố bóng người, nhịn không được cùng nhau hít sâu một hơi, hai chân sớm đã dọa đến có chút như nhũn ra lên. Cho dù là cái kia Diệp Lân, trong lòng rõ ràng hết thảy, giờ này khắc này, cũng là bất giác giật mình toàn thân phát run, ừng ực một tiếng, không lưu loát nuốt ngụm nước bọt, trong lòng một trận hò hét. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ cửu U Ma Đế thật buông xuống nhân gian? Sẽ không sai, cỗ này cường hãn uy áp, coi là thật không tại sư phụ lão nhân gia ông ta phía dưới. Trong nhân loại, cũng chỉ có thập đế mới có thực lực như thế. Thế nhưng là cửu U Ma Đế không phải đã mất tích à? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại phàm giai? Diệp Lân trong lòng kinh dị, nhưng càng nhiều là không hiểu. Mà liền hắn dạng này gặp qua thánh thú nhân này đã là hoảng sợ thành cái bộ dáng này, chớ nói chi là còn lại người, lúc này sớm đã là hoàn toàn trắng bệch sắc mặt, hô hấp cũng bất giác dồn dập lên. Mắt thấy cảnh này, riêng là cái kia ba vị quy nguyên cảnh trưởng lão sợ hãi sắc mặt, đầu kia đỉnh trời xanh, to lớn đến quả thực làm cho người giận sôi bóng người. Lại là đột nhiên phát ra từng đạo tràn ngập xem thường chế giễu, ha ha ha. Ba tên tiểu gia hỏa, vừa mới không phải còn rất uy phong sao? Làm sao, hiện tại tịt ngòi hay sao? Tiền bối. Cuống họng không chỗ ở run rẩy lên, cái kia Đỗ trưởng lão nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, run run rẩy rẩy nói, không biết tiền bối. Thần thánh phương nào? Hai cái tròng mắt màu vàng óng chớp động lên nóng rực hỏa diễm. Bóng đen kia bất giác ngửa mặt lên trời cười ha hả, âm thanh chấn bầu trời, ha ha ha. Lão phu sớm nghe nói về chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài người rất nhiều, nhưng không nghĩ tới hôm nay liền gặp được ba cái. Các ngươi cái này ba cái tiểu quỷ, vừa mới không phải một mực hô hào muốn gặp lão phu sao? Còn nói cái gì,
không thấy lão phu chân thân, tuyệt không tin vân vân làm sao, hiện tại gặp lão phu, dù sao cũng nên tin tưởng chút đi. Cửu U bá chủ, T, nhịn không được lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, ba tên trưởng lão triệt để kinh ngạc đến ngây người. Riêng là cái kia Âu trưởng lão, vừa mới thế nhưng là đạo lý rõ ràng phân tích cửu U bá chủ thực lực, nhưng là bây giờ tránh thức nhìn thấy, lại là kém chút đem hắn hoảng sợ nước tiểu. Không nói trước cái này một chân đầu ngón tay liền có thể nghiền chết bọn họ bóng người to lớn, vẻn vẹn là cái kia toàn thân cao thấp tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức, thì để bọn hắn ngăn không được trong lòng rung động. Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, thiên địa chính nghĩa tông bị diệt, không phải dùng cái gì dẫn động địa mạch năng lượng nhanh nhẹn linh hoạt chi đạo, mà chính là thật sự thực lực a. Tuy nhiên cái này cửu U bá chủ còn chưa xuất thủ, nhưng bọn hắn đã có thể cảm thấy, trên người người này cái kia hủy thiên diệt địa uy năng. Không khỏi, ba người nhất thời vội vàng quỳ hạ bái, run rẩy thân thể phủ phục nói, tiền bối thứ tội, chúng ta vừa mới tin miệng nói bậy, xin tiền bối không cần thiết tính toán. Ha ha ha, ba cái tiểu quỷ, ngươi làm lão phu sức chịu đựng giống như các ngươi bụng dạ hẹp hòi sao? Không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, cái kia to lớn hắc ảnh một mặt châm chọc nói, tiểu cô nương kia chỉ bất quá chống đối các ngươi vài câu, thì lập tức không nể mặt, đối với người ta một nữ tử động thủ. Hừ hừ, lão phu nếu là cùng các ngươi đồng dạng lời nói, cái này 300.000 năm tuế nguyệt bên trong, không biết muốn bị tức chết mấy chục ngàn lần. T. Lần thứ ba cùng nhau hít sâu một hơi, mọi người liếc nhìn nhau, đều là âm thầm tắc lưỡi. Ai ra, 300.000 năm a, lão gia hỏa này đến tột cùng là cái gì, vậy mà đã sống 300.000 năm. Toàn bộ Tây Châu tông môn lịch sử, cũng bất quá vạn năm mà thôi, nhưng là lão gia hỏa này thì có 300.000 năm tuế nguyệt. Nha nha cái phi, đây là triệt triệt để lão quái vật a, kia cái gì bất bại kiếm tôn căn bản không có cách nào cùng người ta so a. Khó trách nhiều bức như vậy, có thực lực như thế. Thật không biết người này hiện tại tu vi, đã đạt đến loại cảnh giới nào, đoán chừng đã là vượt qua quy nguyên cảnh đi. Nghĩ tới đây, ba người chà chà mồ hôi lạnh trên trán, sớm đã dọa đến run rẩy không ngừng, không dám nhúc nhích. Không có ở ý ba người liếc một chút, bóng đen kia to lớn song đồng lại là bỗng dưng để mắt tới Sở Khuynh Thành phương hướng, trầm ngâm một chút, đột nhiên thở dài một tiếng, vung tay lên. Một cái lôi quang nổ vang giới chỉ liền chậm rãi từ không trung rơi xuống đến, Khuynh Thành, lão phu thì xưng hô như vậy ngươi đi. Ngươi muốn tìm, thế nhưng là cái này. Lạch cạch một tiếng, cái kia giới chỉ chỉnh chỉnh rơi xuống Sở Khuynh Thành trong tay, định thần nhìn lại, lại không phải Trác Phàm lôi linh giới, lại là vật gì. Đây là Trác Phàm, sao lại thế? Thân thể hơi hơi lắc một cái, Sở Khuynh Thành vội vã nhìn về phía cái kia to lớn hắc ảnh, miệng thơm nhẹ trương. Muốn hỏi chút gì, lại là trong lòng một trận lo lắng, không dám hỏi ra. Minh bạch trong nội tâm nàng ý tứ, bóng đen kia ngừng dừng một chút, thản nhiên nói, nữ oa, quên hắn a, hắn sẽ không lại trở về. Thân thể nhịn không được chấn động, Sở Khuynh Thành song quyền khẽ run lên. Ta Thiên Ma Sơn 30 vạn năm trước từ lão phu khai sơn lập tông, hoành hành thiên hạ, không người có thể địch. Phảng phất muốn kể rõ hết thảy nguyên do. Bóng đen kia mở miệng yếu ớt, nhưng ngự thế 200.000 năm sau, lão phu mệt mỏi, quyết định chuyên tâm khám ngộ thiên đạo, liền bế quan tỏa tông, tan biến tại đại lục phía trên. Bất quá ngẫu nhiên, lão phu cũng sẽ du lịch đại lục các nơi, chọn lựa tư chất còn có thể môn nhân. Trác Phàm, chính là lão phu quan môn đệ tử. Lão phu ngộ đạo, coi trọng trước nhập thế, sau đó xuất thế trong môn phái đệ tử phần lớn không tại đại lục hành tẩu, nhưng Trác Phàm nhập môn còn thấp. Lão phu để hắn trên thế gian du lịch, sau cùng theo lão phu cùng nhau quy ẩn. Vốn là nghĩ hẳn bằng lão phu truyền cho thần thông, bảo mệnh không có gì đáng ngại, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, vẫn là chúng kẻ xấu độc thủ. Đây là mệnh vậy, vận vậy, ai? Bóng đen kia nói đến đây, một trận thất lạc, thở dài không thôi, rất nhiều đau mất ái đồ chi tâm. Ba vị quy nguyên cảnh trưởng lão nghe, lại là ngăn không được rơi mồ hôi lạnh. Hiện tại hết thảy đều rõ ràng. Nói rõ báo thù a, nhưng là đối với người này, mình còn thật bắt người ta không có cách nào. Chẳng lẽ ngươi không nghe người ta nói, người ta 30 vạn năm trước thì hoành hành thiên hạ, cuối cùng là người ta chán ghét thiên hạ tranh đấu, mới quy ẩn lên, cùng các ngươi những thứ này bây giờ còn tại lẫn nhau tranh đấu, căn bản không phải một cảnh giới được không? Cùng lão quái này vật tính sổ sách, Tây Châu đền hết cũng không động đậy người ta một sợi lông a.
Mà lại, người ta cũng nói, Thiên Ma Sơn có thể không chỉ hắn một người, người ta nhưng còn có ẩn thế đệ tử đâu. Cái này muốn tất cả đều xuất động, còn không đem toàn bộ đại lục đều lật tung không thể. Vừa nghĩ đến đây, ba người đều nhanh hoảng sợ nước tiểu. Bọn họ lần này đi ra dò xét, thật sự là dò ra một cái kinh thiên động địa tổ ong vò vẽ a. Cho dù cũng là cái kia bất bại kiếm tôn, đoán chừng cũng không dám động cái này tổ ong một phân một hào a. Tiền bối, lúc đó Trác Phàm bị chết chỗ, chúng ta từng nhìn đến cùng hôm nay một dạng hỏa quang, đây chính là tiền bối gây nên. Tựa hồ không chút nào sợ bóng đen này giống như, Sở Khuynh Thành trong mắt mang theo hy vọng, khẩn cấp hỏi. Mắt bên trong kim sắc hỏa quang lóe lên, bóng đen kia hơi hơi gật gật đầu, không tệ, đó chính là lão phu trong nháy mắt gây nên. Mẹ nó, trong nháy mắt thì tạo thành kéo dài 800 dặm sinh linh đồ thán, lão gia hỏa này quả nhiên khủng bố lợi hại. Cổ không khỏi co rụt lại, ba vị trưởng lão trong lòng càng là lo sợ. Thế nhưng là Diệp Lân nghe ở đây, lại là nhịn không được thân thể trì trệ, kém chút từng ngụm nước phun ra ngoài. Lúc đó cái dạng gì tình huống, hắn rõ ràng nhất, dù sao cũng là hắn đưa gây nên. Nhưng là bây giờ bóng đen này thế mà chính mình thừa nhận, không cần phải nói, cái này nha khẳng định không phải cửu U Ma Đế buông xuống, mà chính là Trác Phàm chính mình dở trò quỷ. Nhưng là, hắn làm sao lại có thể đem chuyện này, làm được cùng thật một dạng đâu. Liền ba vị quy nguyên cảnh trưởng lão, đều bị hắn hù đến sửng sốt một chút. Thật sâu nhìn ba cái kia nằm dạp trên mặt đất trưởng lão liếc một chút, Diệp Lân không khỏi trong lòng âm thầm cười trộm. Như vậy, lúc đó Trác Phàm hắn, trong lòng còn mang theo sau cùng một tia hy vọng, Sở Khuynh Thành vội vàng vội vã lên tiếng. Thật sâu liếc hắn một cái, bóng đen kia lại là lạnh lùng mở miệng, chết. Chết, thân thể nhịn không được chấn động, Sở Khuynh Thành không khỏi hướng về sau vội vã lui hai bước, mặt trong nháy mắt chính là một mảnh cho tàn chi sắc. Trong lòng bất giác đau xót, Trác Phàm núp trong bóng tối, nhìn lấy trong lòng người ngọc cái kia đã tuyệt vọng mặt mũi, nhịn không được hung hăng nắm lại quyền đầu, móng tay đều đã đập đến trong thịt, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng, trầm thấp tiếng nói, lúc đó lão phu đuổi tới, Trác Phàm tiểu đồ đã thần hồn câu diệt, hài cốt máu thịt be bét. Bởi vậy, lão phu dưới cơn nóng giận, mới đưa những người kia đều tiêu diệt. Về sau, lão phu đem tiểu đồ hài cốt mang về Thiên Ma Sơn an táng. Không uổng công sư đồ một trận, sau đó liền lại trở về thay tiểu đồ kết lần này ân oán. Tây Châu chỉ là bốn cái tông môn, thì dám giết ta Thiên Ma Sơn đệ tử. Hừ hừ, thật lớn mật, vậy cũng là lão phu gần mấy vạn năm ngộ đạo có chỗ tâm đắc, tính khí hiền lành không ít. Nếu không mà nói, toàn bộ Tây Châu, hừ. Thân thể nhịn không được lắc một cái kia ba tên trưởng lão đầu thấp đủ cho càng sâu, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lần này cái này bốn cái tông môn thật sự là gây một cái hủy thiên diệt địa đại thần a, như không phải người ta gần nhất tính khí biến tốt, toàn bộ Tây Châu đoán chừng đều phải táng thân trong biển lửa. Có thể tưởng tượng, người ta thế nhưng là 30 vạn năm trước ngay tại đại lục hô phong hoán vũ người, thủ đoạn có thể không sắc bén sao? Nói như vậy, cái này tứ tông thật sự là diệt thật tốt a, hết biết cho Tây Châu thêm phiền. Trong lúc nhất thời, ba vị này trưởng lão đã triệt để quay lại đầu mâu, không còn vì cái kia bị diệt tông môn giải oan, mà chính là trong lòng hận hận chú mắng chúng nó, tận cho bọn hắn tìm phiền toái, còn tìm lớn như vậy phiền phức. Người đem bất bại kiếm tôn rước lấy, cũng so trêu chọc phải như thế cái lão yêu quái mạnh a. Như vậy nói như vậy lời nói, hắn, chết thật. Tựa hồ hoàn toàn không có nghe được bóng đen kia đằng sau lời nói, Sở Khuynh Thành trong mắt đã một mảnh chết hết chi sắc. Tiếp lấy xong đồng ngưng tụ, một không còn, liền trong nháy mắt ngất đi. Thủy Nhược Hoa bọn người gặp, vội vàng đỡ lấy, vội vàng nói, Khuynh Thành, ngươi làm sao? Trác Phàm gặp này, cũng là không nhịn được muốn lao ra, đưa tay đem vợ mình ôm vào lòng, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là cưỡng ép trệ ở thân hình, vươn tay cũng đột nhiên lui về đến, bất đắc dĩ nhắm hai mắt, dao động cái đầu. Giờ này khắc này, lòng hắn tại máu, lại bất lực. Bởi vì hắn sau này muốn mặt đối với đối thủ thực sự quá cường đại, cơ hồ chính là hẳn phải chết chi địa, hơn nữa còn chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện. Hắn không muốn đem nàng liên lụy vào, thì tất yếu nhẫn tâm chặt đứt cái này thật vất vả kết thành nhân duyên. Ông! Một đạo không gian ba động vang lên, Sở Khuynh Thành trong tay cái viên kia lôi linh giới bỗng dưng biến mất, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi vào không trung bóng đen kia trước mặt,
dần dần dung nhập trong bóng đen. Mấy người các ngươi tiểu quỷ đều nghe kỹ cho ta, cái này gọi Khuynh Thành nữ oa, là ta đệ tử Trác Phàm thê tử, lão phu cũng nhận nàng vì ta Thiên Ma Sơn người. Thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút, Hắc Ảnh thăm thẳm lên tiếng, nàng sau khi tỉnh lại các ngươi nói cho nàng, trong tay nàng chiếc nhẫn kia, từ nay về sau, mỗi một cái Thiên Ma Sơn đệ tử đều sẽ nhận. Như có bất kỳ khó xử đều không cần phải lo lắng, chiếc nhẫn kia lập lòe lôi quang thời điểm, tất có mới hy vọng xuất hiện. Lời nói xong, phần phật một tiếng, bóng đen kia nhất thời tiêu tán không thấy, khủng bố uy áp cũng đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Ngẩng đầu nhìn xem phía trước vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực biển lửa, tứ phía lại không một bóng người xuất hiện, tựa hồ cái kia vị cao thủ đã rời đi giống như, ba vị trưởng lão cuối cùng đứng lên, sau đó đặt mông lại ngã ngồi xuống, lưng tựa lưng, thở hồng hộc hô lấy nóng rực không khí, một trận cảm thán. Đỗ lão đầu, vừa mới thật sự là hoảng sợ nước tiểu lão phu. Tại người lão quái kia, ách không, là lão tiền bối trước mặt, lão phu có thể so sánh tại song tôn trước mặt còn khẩn trương. Không phải sao, đừng nói là song tôn, lão phu sau này tình nguyện đối mặt bất bại kiếm tôn, cũng không muốn cùng cái này. Lão tiền bối gặp mặt, hắn trên thân cái kia cỗ hủy diệt khí tức, thật sự là làm người run sợ a. Nói đúng a. Ba người liếc nhìn nhau, đều có như kiếp sau chạy trốn giống như, may mắn hô hấp lấy mỗi một tia không khí. Thế nhưng là rất nhanh, ba người nhìn đến mọi người vây quanh Sở Khuynh Thành chỗ đó, dường như lại nghĩ tới cái gì giống như. Vội vã chỉ nàng nói, nhanh, mau dẫn nàng hồi tông. Âu trưởng lão, Khuynh Thành sư muội đều đã thương tâm quá độ ngất đi, sẽ không lại náo, ngài còn muốn đem nàng kéo về tông môn a. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Vũ Thanh Thu thở dài nói. Thế nhưng là nghe được lời này, cái kia Âu trưởng lão nhất thời từng ngụm nước phun đến trên mặt hắn, thả ngươi nương cái rắm, ta để ngươi đem nàng kéo trở về sao? Ta là để cho các ngươi, đem vị này bà cô nhỏ. Hảo hảo mà đưa về tông môn điều dưỡng, nàng cũng không thể lại ra sự tình. Ách! Không khỏi sững sờ, mọi người một mặt kỳ quái, trưởng lão này thái độ làm sao 180 độ đại đảo ngược a? Vừa mới cũng bởi vì Sở Khuynh Thành chống đối hắn, hận đến nghiến răng nghiến lợi đây, nhưng bây giờ. Biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, Âu trưởng lão bất đắc dĩ trợn mắt một cái nhi. Các ngươi ngốc a, không nghe thấy vừa mới tiền bối kia nói. Nhận xuống Sở Khuynh Thành cái này đồ nhi con dâu, phía sau nàng thế nhưng là có kia cái gì đáng sợ Thiên Ma Sơn bảo bọc đây. Nàng nếu là tại chúng ta Song Long Viện ra chuyện, cái kia nhà. Ách không, lão tiền bối tìm đến, chúng ta còn có sống hay không? Thế nhưng là ngược lại đây, về sau cái kia lão tiền bối nếu có thể cho chúng ta làm chỗ dựa lời nói, coi như cái kia bất bại kiếm tôn đánh tới, chúng ta còn sợ cái giam a. Cho nên nói, hiện tại vị này cô nãi nãi. Thế nhưng là chúng ta báu vật trong báu vật, cắt muốn sống tốt bảo dưỡng tốt. Âu trưởng lão một mặt kiên định, sắc mặt nghiêm túc, còn lại hai vị trưởng lão cũng là ngăn không được gật đầu. Đến tận đây, mọi người mới hiểu được bọn họ tâm ý, một mặt không sai gật gật đầu. Cái này mấy vị trưởng lão, còn thật mẹ hắn hiện thực a. Diệp Lân cũng rốt cuộc minh bạch, Trác Phàm vì sao mượn danh nghĩa cái kia cửu u bá chủ thân thể, nói ra cái kia lời nói. Nguyên lai là phải che chở Sở Khuynh Thành a. Lúc trước Sở Khuynh Thành chống đối trưởng lão chàng diện, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên hắn không thể trực tiếp tương hộ, nhưng là mượn cửu u bá chủ cái kia phiên trang bức ngôn luận vừa ra, mấy cái này trưởng lão liền phải cùng hầu hạ bọn họ lão nương một dạng hiếu kính lấy. Đây mới là trù hoạch ở ngoài ngàn dặm, như cũ hộ đến thê tử an toàn. Có thể tưởng tượng, trải qua chuyện này về sau, cho dù ngày sau Tây Châu có nguy hiểm gì sự tình. Ai dám phái Sở Khuynh Thành lên a, bảo hộ còn đến không kịp đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Lân bất giác âm thầm tán thưởng, sau đó vừa nhìn về phía ba vị trưởng lão nói, ách, trưởng lão, tứ tông thảm án diệt môn đã có kết quả. Thế nhưng là còn có một chút, vị kia cửu u bá chủ là làm đệ tử báo thù, nhưng là ngự thú tông cũng không có. Được, coi như nó có đi. Vội vã khoát khoát tay, Đỗ trưởng lão chặn lại nói. Vừa mới vị kia lão tiền bối đã nhanh hù chết chúng ta còn có thể lại tìm tới đến hỏi hắn ngự thú tông chuyện gì xảy ra sao. Lại nói, ngự thú tông cùng Trác Phàm cũng không đúng giao, cũng có cửu oán. Coi như vị sư phụ này làm đệ tử xuất khí, dù sao sự kiện này chúng ta không thể lại tra, cứ như vậy báo cáo đi. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Diệp Lân khẽ gật đầu, trong lòng cười thầm,
có thể như thế, tự nhiên tốt nhất. Ngay sau đó, mọi người liền mang theo hôn mê Sở Khuynh Thành, rất nhanh rời đi nơi này. Riêng là cái kia ba vị trưởng lão, lại là cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này ở lâu một phút. Thẳng đến tất cả mọi người rời đi về sau, không gian một trận vô hình ba động, Trác Phàm đang yên lặng theo không vực bên trong đi tới, trong mắt một trận thương cảm. Đây là hắn cùng Sở Khuynh Thành, sau cùng ly biệt. Đại ca, vừa mới cái kia xuất diễn thật sự là tuyệt a, thật đem chúng ta đều hoảng sợ nước tiểu, ta còn thực sự tưởng rằng cửu U Ma Đế đột nhiên buông xuống đâu. Bỗng nhiên, kêu to một tiếng đột nhiên mà vang vọng tại Trác Phàm bên tai. Chố mắt nhìn, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, đã thấy chẳng biết lúc nào, Diệp Lân không ngờ đi mà quay lại. Trong mắt mang theo nghi hoặc, Trác Phàm lạnh lùng nói, người tại sao lại trở về? Hắc hắc hắc, có chút không biết rõ ràng, lâm thời cùng ba cái kia lão gia hỏa xin phép nghỉ trở lại, còn mời đại ca chỉ giáo. Khom người cúi đầu, Diệp Lân liếm láp mặt nói. Liếc mắt liếc một cái hắn, Trác Phàm xoay người rời đi, không có hứng thú. Ai, người cái này không nể tình a, đại tẩu có thể xuất hiện ở đây, vẫn là ta mang đến đây, không phải vậy ngươi lần này Tây Châu chuyến đi, chỉ sợ căn bản thì không có ý định lại đi gặp nàng đi. Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm suy nghĩ một chút, thở dài lên tiếng, nói, chuyện gì? Thì là vừa vặn cái kia ma đế hóa thân, người đến tột cùng làm sao làm, cùng thật một dạng, liền ba cái kia quy nguyên cao thủ đều hù dọa. Gặp Trác Phàm đáp ứng, Diệp Lân không khỏi lại ưỡn nghiêm mặt tiến lên, hì hì cười nói. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, cái này rất đơn giản, ba phần thật bảy phần giả. Cái kia cái to lớn hóa thân, là ta làm ra huyễn ảnh, cái này vốn là không lừa được ba cái kia quy nguyên cao thủ. Thế nhưng là đến một lần bọn họ đều đã bị thương, bản thân thực lực yếu bớt, cảm giác không còn nhạy cảm. Thứ hai ta cái kia trong bóng đen, xác thực thêm vào một chút diệt thế lôi viêm, bất quá cái này không trọng yếu nhất là, cái kia hai con ngươi, là còn lại hai khỏa long tức đan đặt ở chỗ đó. Cái kia thật đúng là long tổ lực lượng, phát tán khí thế tự nhiên cũng không thể so sánh nổi. Cứ như vậy, khí thế cùng huyễn ảnh đều có, bọn họ tự nhiên coi giả là trở thành sự thật. Cao, thật sự là cao, không hổ là dựa vào nhanh nhẹn linh hoạt tính kế đánh bại ta nam nhân. Diệp Lân trong lòng không sai, không khỏi hướng Trác Phàm giơ ngón tay cái lên. Không có liếc hắn một cái, Trác Phàm trực tiếp quay người rời đi, thế nhưng là đi chưa được mấy bước, lại ngột đến dừng thân, thăm thẳm lên tiếng, từ nay về sau, ta liền rời đi Tây Châu, người tại Song Long Viện bên trong, Khuynh Thành bên kia. Yên tâm, có ta ở đây, đại tẩu không có việc gì. Không đợi Trác Phàm nói xong, Diệp Lân đã là vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nghe được lời này, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đạo vui vẻ đường cong, không hề nói gì, cất bước chậm rãi biến mất tại ánh lửa ngút trời chiếu rọi trong bóng đêm, phút chốc biến mất bóng người. Khởi bẩm hai vị chí tôn, lại nói cái kia cửu u bá chủ, chiều cao cao trăm trượng, đầu đỉnh trời, chân đạp đất, xa xa không nhìn thấy đỉnh đầu. Toàn thân cao thấp hắc viêm tràn ngập, thôn vệ bầu trời, hai khỏa con ngươi, rõ ràng như sao, giống như trích dương, có bán kính 10 mét lớn nhỏ. Tản ra khiếp người tinh quang. Song Long Viện, Thông Thiên Các bên trong, ba vị điều tra tiểu tổ trưởng lão mang theo một đám đệ tử, quỳ sát tại Song Long Chí Tôn trước mặt, bẩm báo lấy ngày đó tình hình. Trong ánh mắt, vẫn như cũ mang theo khó có thể che giấu kinh khủng. Hai vị Chí Tôn cứ như vậy kinh ngạc nhìn bọn họ, lặng lặng nghe bọn họ báo cáo, chờ hết thảy sau khi kết thúc, hai cái lão đầu liếc nhìn nhau, dĩ nhiên đã là hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắc Nghiêm Chí Tôn càng là không thể tin nhìn lấy mọi người, mi đầu khẽ run, trầm ngâm nửa ngày, mới có hơi không lưu loát mà nói, chiều cao 100 trượng, một con mắt thì có dài 10 mét bán kính. Ân, cái này mẹ hắn còn là người sao? Ách, không khỏi trì trệ, ba vị trưởng lão lẫn nhau nhìn xem, cũng là nhịn không được lắc đầu nở nụ cười khổ. Hai vị Chí Tôn phản ứng như vậy, bọn họ sớm đã đoán được. Nói thật, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng vạn vạn không thể tin được, trên đời có dạng này lão yêu quái, tồn tại thế gian. Hai vị Chí Tôn đại nhân, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, không dám hồ ngôn loạn ngữ, không tin các ngươi hỏi những tiểu tử này, bọn họ lúc đó cũng ở tại chỗ, mắt thấy cái kia vị cao thủ hình dáng tướng mạo, quả nhiên là dọa người khủng bố a. Lần nữa thật sâu bái xuống, Âu trưởng lão thở dài một tiếng, bất đắc dĩ dao động cái đầu, trong chốc lát.
thiên địa chính nghĩa tông trong nháy mắt san thành bình địa, hóa thành một cái biển lửa, không còn chút nào nữa sinh sống có thể nói, đây đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Vị tiền bối kia thực lực, quả nhiên là quan tuyệt cổ kim, không hổ là 300.000 năm công lực lão quái vật a. Toàn bộ đại lục, đoán chừng đều không người là địch, bao quát cái kia bất bại kiếm tôn cũng giống vậy. Bất quá thiên ma sơn này tựa hồ sớm đã quy ẩn sơn lâm, đệ tử trong môn phái phần lớn không tại đại lục hành tẩu. Nếu không như thế một cái quan tuyệt cổ kim tông môn xuất thế, đâu còn có cái kia bất bại kiếm tôn nhảy nhót chỗ trống. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, hai vị trí tôn tuy nhiên vẫn như cũ hồ nghi, khó mà tin được như thế kỳ quặc sự tình, cái này toàn bộ đại lục làm sao còn hội cất giấu đáng sợ như thế tồn tại đâu. Thế nhưng là, gặp bọn họ mặt hiện chân thành tha thiết, không giống nói dối, mà lại hồi tưởng lại Trác Phàm cái kia viễn siêu thường nhân, quái vật giống như thực lực, có thể điều giáo ra dạng này đệ tử cao thủ, cũng tuyệt không phải hạng người bình thường a. Như thế như vậy, hai vị trí tôn lần nữa liếc mắt nhìn nhau, hơi hơi gật gật đầu, đã là có 7-8 phần tin tưởng. Tuy nói vị kia danh xưng cửu u bá chủ tiền bối, chưa chắc là cái gì chiều cao 100 trượng quái vật, có lẽ là dùng cái gì thần thông hóa thân che giấu thân hình, nhưng phần này thực lực lại là tiêu chuẩn, bằng không thì cũng không có khả năng trong nháy mắt chấn trụ ba tên quy nguyên cảnh cao thủ. Nói như vậy, thiên ma sơn này trả thù một chuyện, vẫn là không nên quá nhiều truy cứu. Nếu không, chỉ sợ thật muốn chọc tổ ong vò vẽ. Nghĩ như vậy, Hắc Nghiêm Chí Tôn nhàn nhạt phất phất tay, thăm thẳm lên tiếng, đã việc này không phải hắn châu thế lực rót vào gây nên, đối với chúng ta Tây Châu chắc là tạm thời không ngại, cứ như vậy quên đi. Bây giờ ngũ tông đủ diệt, đều là bởi vì trả thù gây nên, cũng là bọn hắn chính mình gieo gió gặt bão, chọc không nên dây vào người, chúng ta cũng không cần thiết vì bọn họ, lại vì Tây Châu trêu chọc không tất yếu sự cố. Đỗ trưởng lão, các ngươi lập tức kém người thông báo các tông, nói việc này đã, cùng các châu ở giữa tranh đấu không quan hệ, để bọn hắn an tâm đi. Còn có căn dặn bọn họ, an giữ bổn phận, chớ ỷ vào tông môn thực lực hoành hành. Ai biết trên đời này, còn có hay không giống thiên ma sơn đáng sợ như thế tồn tại. Đúng, thuộc hạ cái này đi làm, cúi người hành lễ, đỗ trưởng lão chậm rãi lui xuống đi. Yên tĩnh mà nhìn xem hắn rời đi. Bạch Mi Chí Tôn trong lòng suy nghĩ nửa ngày, lại là cau mày nói, cái kia ngũ tông gieo gió gặt bão, chúng ta không để ý tới cũng chính là, thế nhưng là ngũ tông chống đi vị trí nên làm cái gì? Đúng vậy a, Tây Châu địa vực như thế rộng khắp, chín trong tông, ngũ tông biến mất, còn lại những địa phương này thành chân không khu vực, không người giám thị, không thể nói được thì sẽ trở thành một lỗ hổng, bị người khác thừa cơ chui vào, cái này. Mi đầu đồng dạng thật sâu nhíu lại. Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng là ngăn không được thở dài, thiên ma sơn chúng ta không nên trêu chọc, nhưng ta Tây Châu lần này tổn thất lại là có chút quá lớn, thậm chí đã dao động toàn bộ Tây Châu ổn định. Nghe được lời này, phía dưới quỷ sát mọi người cũng là nhìn không được than nhẹ lên tiếng. Trong lòng bọn họ cũng minh bạch, lần này mất đi 5 cái tông môn, không chỉ là Tây Châu chiến lực thiếu thốn, đồng dạng cũng là toàn bộ Tây Châu quản chế thiếu thốn. Riêng là lần này, một cái thượng tam tông. Một cái trung tam tông lần lượt bị diệt, lại là chống đi rất một mảng lớn chân không khu vực. Phải biết, thượng tam tông nơi ở, không chỉ là được đến địa phương cung phụng, mà lại là giám thị toàn bộ bàng đại nhất lưu đế quốc, còn có xung quanh mấy chục nước phụ thuộc nhà, để phòng bên ngoài châu đột kích. Mà thiên hành tông mặc dù là trung tam tông chi mạt, nhìn như tọa lạc ở thiên vũ cái này tam lưu trong đế quốc, nhưng mà thực tế còn gánh vác xung quanh mấy chục tiểu quốc giám sát, lại thêm ngự thú tông bị diệt. Huyền Nhung đế quốc chấn nước tông môn vị trí lại để chống. Bỗng dưng, Tây Châu 1/5 khu vực, bỗng nhiên trở thành 9 tông chạm đến không đến chân không lĩnh vực. Đây đối với Tây Châu ổn định, lại là lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Mà Tây Châu 9 tông trung trưởng đại quyền thể chế, cũng gặp phải hung hiểm nhất khiêu chiến. Có lẽ tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trung Châu một khi thừa cơ theo cái này chút lỗ hổng đánh vào, Tây Châu đem về binh bại như núi đổ tan tác đi xuống. Lại khó tầng tầng phòng thủ, thận trọng từng bước. Đây là hai vị trí tôn, giờ này khắc này, thứ nhất lo lắng sự tình. Nghi đầu ngưng tụ thành một cái khe, Âu trưởng lão trầm ngâm sau một hồi, thử thăm dò nhìn về phía hai vị trí tôn nói, khởi bẩm hai vị trí tôn, những thứ này khu vực tuy nhiên để chống, nhưng may ra cũng không quá rộng khắp, cũng liền thiên địa chính nghĩa tông sở thuộc khu vực đủ lớn. Nếu không, chúng ta đem những này lĩnh vực, gánh vác đến còn lại tứ tông trên thân. Không thể. Chậm rãi lắc đầu,
Hắc Nhiệm Chí Tôn lúc này phủ định, chín tông phân công lĩnh vực, đều là lấy thực lực đến phân, đều là tông môn nhưng là trong phạm vi chịu đựng. Nếu là tùy tiện đem nơi xa lĩnh vực gánh vác đến tứ tông, không nói trước cái kia tứ tông có hay không có năng lực như thế, vẻn vẹn là gánh vác tới tay lĩnh vực, tất nhiên cần phái người đã đi đến đóng quân, đây chính là cái vấn đề. Đừng quên, Ma Sách Tông giáo huấn. Thân thể nhịn không được chấn động, Âu trưởng lão lúc này kịp phản ứng, xấu hổ cúi thấp đầu, liên tục xưng là. Không sai, hắn làm sao đem trọng yếu như vậy vấn đề mấu chốt cấp quên. Chín tông chỗ lấy có thể ổn định Tây Châu, không phải là bởi vì chín tông cỡ nào đoàn kết, mà chính là chín tông lẫn nhau ở giữa kiềm chế lẫn nhau, một tông phản bội, tám tông cùng thảo phạt. Mà một cái tông môn cũng giống vậy, tông môn chỗ lấy có thể hình thành một cỗ chiến lực, chính vì bọn họ suốt ngày tập hợp một chỗ, dò xét lẫn nhau. Có người nếu có phản tông ý đồ, rất nhanh liền có thể bị phát hiện tiêu diệt. Thế nhưng là một khi tông môn có thế lực bị phân đi ra đóng quân ngoại vực lời nói, ngươi thì có thể bảo chứng hắn sẽ không bắt đầu từ số 0, phản bội tông môn. Riêng là lúc này, liền cần chống đỡ, riêng là ngoại địch chống đỡ, ngược lại lại càng dễ dẫn địch xâm lấn. Năm đó Tà Vô Nguyệt bởi vì bất mãn chính mình tông chủ vị trí bị lột, còn tại trong tông cấu kết ngoại nhân, liều chết phản nghịch đây. Huống chi hiện tại, nếu là đem một tông chi lực làm hai cỗ, tất nhiên gây nên nội hoạn. Nghĩ tới đây, cái kia Âu trưởng lão đã là đầy đầu mồ hôi lạnh, hận không thể rút chính mình hai miệng, nghĩ ra loại này chủ ý ngu ngốc, kém chút thì dao động Tây Châu căn bản. Thật sâu liếc hắn một cái, Hắc Nhiệm Chí Tôn cũng biết hắn là vô tâm chi thất, thì không so đo, chỉ là mi đầu vẫn như cũ nhíu chặt. Đúng lúc này, Vũ Thanh Thu suy nghĩ một chút, cuối cùng khom người liền ôm quyền, mở miệng nói, hai vị Chí Tôn đại nhân, vãn bối có một đề nghị, không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại, dương mắt liếc liếc hắn, Hắc Nhiệm Chí Tôn đạm mạc lên tiếng. Trầm ngâm một chút, Vũ Thanh Thu sâu xa nói, Tây Châu chín tông, mỗi người đóng quân chín cái lĩnh vực, lấy bảo vệ Tây Châu không ngại. Mà cái này chín cái địa phương, cũng chỉ có bản tông người, thứ nhất giải, cho nên xưng chín tông vì chín đầu địa đầu xà, cũng không đủ đi. Nghi đầu không khỏi lắc một cái, hai vị Chí Tôn thật sâu nhìn lấy hắn, trong mắt nổi lên kỳ sắc, hắn lời ấy ý gì? Hai vị Chí Tôn, đã hiện tại chín đầu địa đầu xà, chết năm đầu xà vương. Chúng ta cùng theo khác bầy rắn lôi ra một đầu đi làm xà vương, gì không ngay tại chỗ lấy tài liệu, trực tiếp tại bản địa tuyển ra một con rắn vương, trung trấn Tây Châu đại nghiệp. Ngươi nói là, thân thể nhịn không được run run, hai vị Chí Tôn nghe Vũ Thanh Thu nói, đều là lại lẫn nhau nhìn xem về sau, cùng nhau lên tiếng, bồi dưỡng thế lực mới, bù đắp để chống ngũ tông ghế. Bình tĩnh gật đầu, Vũ Thanh Thu nhạt cười một tiếng. Thế nhưng là, thế tục ở giữa, có dạng này thế lực, có thể gánh chịu nổi tông môn đại chức sao? Hai vị Chí Tôn minh xét, đệ tử tạm thời đảm bảo một phương thế lực, nhưng này trách nhiệm. Thật sâu bái bái, Vũ Thanh Thu trong mắt tinh quang lóe lên, bình tĩnh lên tiếng, đệ tử trước đó không lâu đi Thiên Vũ, phát hiện Thiên Vũ đế quốc lạc minh, phát triển cấp tốc, minh chủ khôn khéo hơn người, đối xử mọi người khiêm tốn, phổ biến thụ ủng hộ. Trong minh nhân tài đông đúc, trước Ma Sách Tông rất nhiều cao thủ, đều là được thu vào trong minh, sau này nếu có Song Long Viện đến đỡ lời nói, nhất định phát triển càng nhanh chóng, nhưng là chống lên Tây Châu một góc thiên địa. Mí mắt hơi hơi run run, Hắc Nhiệm Chí Tôn thật sâu liếc hắn một cái, sau đó vừa nhìn về phía dưới chúng nhân nói, các ngươi ý tứ đâu? Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Viêm Ma, Diệp Lân, Ôn Đào các đệ tử cùng nhau tỏ thái độ, không có một cái nào chần chờ. Điều này không khỏi làm hai vị Chí Tôn một trận kỳ quái, bọn họ cùng cái này Lạc Minh đến tột cùng có quan hệ gì, vậy mà nhất trí ủng hộ. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này Lạc Minh cũng không phải hạng người bình thường, có thể đem những thứ này không ai bì nổi thiên tài đệ tử tâm đều tụ lại lên, cũng coi như khó được. Sau đó, Hắc Nhiệm Chí Tôn vừa nhìn về phía Âu trưởng lão, thản nhiên nói, người đi xem kỹ một chút, nếu là thật sự có cái này tư chất, thì để bọn hắn bổ vị a, vậy cũng là Tây Châu chi phúc. Vâng, Âu trưởng lão cúi đầu, khom người lĩnh mệnh. Lại sau đó, mọi người lại thương lượng một số còn lại việc vặt vãnh, liền đều tán. Vũ Thanh Thu cùng Diệp Lân bọn người, vừa ra thông thiên các, liền thẳng tắp hướng một chỗ thác nước thanh tuyển địa phương bay đi, một bên được vừa cười nói, cái này Lạc gia là Trác huynh bản gia,
lần này chúng ta đem Lạc gia đẩy lên chín tông ghế, nghĩ đến Trác huynh trên trời có linh thiêng cũng nên vui mừng đi. Hắn vui mừng không biết, dù sao làm đối thủ, ta tính toán xứng đáng hắn. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Viêm Ma bật cười lắc lắc đầu, lần này chúng ta đem tin tức này nói cho Sở Khuynh Thành, cô nương kia hẳn là cũng hiểu ý tình thư giãn một số đi. Cái này ai biết, nàng có vẻ như cũng không quan tâm loại này sau lưng vinh quang. Không khỏi bĩu môi, Diệp Lân thở dài một tiếng. Liếc xéo hắn liếc một chút, Viêm Ma không khỏi cười ta nói, uy, chúng ta đây là đi xem Sở Khuynh Thành, nàng có vẻ như không thế nào chào đón ngươi, ngươi theo làm gì? Nàng có nguyện ý hay không gặp ta là một chuyện, ta có đi hay không nhìn nàng là một chuyện khác, ngươi quản được sao? Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, Diệp Lân từ chối cho ý kiến. Vũ Thanh Thu gặp, cũng là yên lặng cười cười, các ngươi hai cái khác tranh cãi, đã đến. Nói, mọi người đã là nhìn đến cái kia thanh đàm một bên một tòa có chút lịch sự tao nhã sân nhỏ, sau đó cùng nhau hạ xuống. Thế nhưng là khi bọn hắn vừa đi vào viện tử, lại là chợt thấy đến. Thủy Nhược Hoa cùng Đan Nhi hai nữ, một mặt ngây ngốc đứng tại một gian phòng ốc bên cạnh cửa, trong mắt tràn đầy kinh hãi thương tổn chi sắc. Làm sao, không khỏi sững sờ, Vũ Thanh Thu bọn họ cũng là vội vã đi qua, hướng vào phía trong xem, lại là chợt trì trệ, cũng là trong nháy mắt sửng sốt. Chỉ thấy giờ này khắc này, trong phòng bóng hình xinh đẹp, mặt mũi tràn đầy thương cảm nghiêng dựa vào cột giường bên cạnh, từng tia bạch tuyết một dạng sợi bạc. Theo cửa sổ gió nhẹ, đang nhẹ nhàng nổi lơ lửng. Tức, giống, từng tiếng hót vang vang vọng giữa trời, từng đạo giống to, âm thanh chấn sơn lâm. Vạn thú sơn mạch, Thiên Vũ đế quốc linh thú dày đặc nhất chi địa, cũng là hung hiểm nhất địa phương. Thường nhân nếu là bước vào một bước, liền có sinh mệnh chi lo. Cho dù là thực lực cường hãn tu giả, nếu là tự ý nhập vùng núi này chỗ sâu, cũng là đã đi là không thể trở về hạ tràng. Vô luận thực lực ngươi mạnh cỡ nào, đều là như thế. Truyền thuyết bên trong, vùng núi này bên trong cư trú một cái trung cực mãnh thú, không có bất kỳ cái gì một tên nhân loại tu giả có thể cùng chống lại, có thể theo hắn nanh vuốt phía dưới chạy trốn. Cái này cũng thì tạo thành cái này cổ lão sơn mạch, trở thành số lượng không nhiều, lịch sử loài người lên thần bí nhất vị trí, không có bất kỳ người nào tránh thức toàn bộ đặt chân qua địa phương. Có lẽ có người như vậy tồn tại. Đáng tiếc bọn họ lại không còn có từ bên trong đi ra. Nhưng là giờ này khắc này, một đạo người khoác màu đen bào phục bóng người, lại là một mặt thảnh thơi chi sắc chỗ, chậm rãi hướng bên trong dạo bước bước đi. Bốn phía linh thú đối với hắn giống to quát lớn, hắn cũng không để ý tới. Cuối cùng, luôn luôn có như vậy mấy cái không biết thời thế quái thú, liếm liếm khóe miệng răng nanh, bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, hướng người kia lộ ra đầy miệng tinh hồng răng nanh. Thế nhưng là, ngay tại con linh thú này vừa mới đến gần hắn một sát na kia, chuyện quỷ dị lại là bỗng dưng phát sinh. Người kia cái gì cũng không làm, vẫn như cũ chậm rãi từ từ hướng trước đi bộ, nhưng là con linh thú kia, lại là nhất thời tròng mắt không còn, trong nháy mắt mất đi sức sống bừng bừng sinh sống, đột nhiên bịch một tiếng té xuống đất, không còn có lên qua. Chỉ có người kia, còn tại như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như, phiêu hốt hướng về phía trước di chuyển cước bộ. Khóe môi nhếch lên tà dị mỉm cười. Đối mặt quỷ dị như vậy nam nhân xuất hiện tại vạn thú sơn mạch bên trong, toàn bộ sơn mạch linh thú đều hoảng loạn lên, có chút không tin tà, nâng lên 10.000 điểm dũng khí, đi khiêu chiến nhân loại kia. Đáng tiếc hạ tràng, lại cùng lúc trước những cái kia linh thú một dạng, bị vô thanh vô tức xóa sạch sinh mệnh. Cấp 3 linh thú là như vậy, 4 cấp linh thú cũng là như vậy, sau cùng cấp 5 cấp 6 linh thú đi lên, vẫn là như thế. Đến sau cùng, thẳng đến 3 cái cấp 7 linh thú nhào tới trước, vẫn là như thế không minh bạch bỏ mình về sau, vạn thú sơn mạch linh thú nhóm, rốt cuộc biết cái gì là hoảng sợ, trong nội tâm đã sợ hãi cái này tà mị nam nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn mạch thú chạy trốn, phi điểu vút không, phàm là cái kia hắc bào nam nhân chỗ trải qua chi địa, tất cả linh thú đều tan tác như chim muông, hoảng làm một đoàn. Rốt cục, nam nhân kia quanh người không còn dã thú quát kêu lúc. Vùng núi này bên trong tránh thức vương giả, cũng rốt cục buông xuống đến cái này trước mặt nam nhân. Ngươi là ai, dám xông thẳng ta vạn thú sơn mạch chỗ sâu. Phần phật một trận cuồng phong bay múa, nhưng ngửi một tiếng chấn thiên triệt địa gầm thét truyền ra, nam nhân kia hướng trên đỉnh đầu, một đỉnh to lớn hắc ảnh như mây đen bao bọc đỉnh giống như, thẳng tắp hướng phía dưới đè xuống.
Ba cái tràn đầy sắc mặt giận dữ đầu chim, nhìn chằm chằm phía dưới cái kia tỉ mỉ bóng người nhỏ bé, quát mắng liên tục. Mà cái kia cự điểu trung gian đầu lâu cái trán, cuồn cuộn ngọn lửa màu xanh, đang không ngừng thiêu đốt lên, tản mát ra khiếp người uy thế. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, người áo đen kia không có nhìn nó liếc một chút, chỉ là khẽ cười một tiếng, mở miệng yếu ớt, tam thủ quái nha, đã lâu không gặp. Thế nào, người biết ta? Chố mắt nhìn, cái kia tam thủ quái nha, một mặt kỳ dị nói. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, người áo đen kia chậm rãi nâng lên đầu, lộ ra bộ kia quen thuộc khuôn mặt, cười nói, thế nào, người không biết ta sao? Nhớ đến ta lần thứ nhất mang tiểu tam tử tới nơi này, vẫn là người tiếp chúng ta đi gặp đến côn bằng tiền bối đâu. Trác tiên sinh, trong mắt bất giác lắc một cái, tam thủ quái nha không khỏi sững sờ về sau, liền vội vàng hàng hạ thân, khom người nói, không biết Trác tiên sinh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Vừa mới ta cũng là nghe nói trong dãy núi có nhân loại cường giả tới quấy rối, lại không biết Trác tiên sinh đến, nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng thứ tội. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cười nói, ha ha ha. Không ngại, dù sao ta là muốn đi gặp côn bằng, người đến rất đúng lúc, mang ta đi đi. Ây, cái này, không khỏi trì trệ, tam thủ quái nha lộ ra có chút khó xử, nói xin lỗi, Trác tiên sinh, mười phần thật xin lỗi. Ngài đột nhiên tới, ta phải trước hướng chủ nhân xin chỉ thị, ngài trước ở chỗ này chờ một lát, có chủ nhân thanh viêm hộ thân, chắc hẳn đồng dạng linh thú không dám đả thương ngài. Mi đầu không khỏi vẩy một cái, Trác Phàm thật sâu nhìn nó liếc một chút, lại là suy cười ra tiếng. Cái này tam thủ quái nha vừa mới lời kia nói lấy lòng, nhưng là trong câu chữ lại tràn đầy chanh chua chi ý. Nói cái gì ngươi có chủ nhân thanh viêm hộ thân, linh thú liền không dám đả thương ngươi. Nói bóng gió chính là, tiểu tử ngươi mẹ hắn chớ đắc ý, nếu là không có chủ nhân ban tặng thanh viêm, ngươi có thể dễ dàng như vậy đi vào vạn thú sơn mạch nội địa chỗ. Sớm mẹ hắn bị ven đường linh thú cho nuốt sống, càn rỡ cái gì sức lực. Rất hiển nhiên, hắn là ở trong tối phúng chính mình một đường đánh vào tới sự, chỉ là mượn côn bằng uy phong mà thôi. Đáng tiếc, hắn lần này lại là mười phần sai. Ánh mắt không khỏi khẽ híp một cái. Trác Phàm cười lạnh nói, tam thủ quái nha, ta cùng côn bằng tiền bối cũng là bạn cũ, làm gì khách khí như vậy, trực tiếp mang ta đi liền tốt. Cái này không thể được, vạn thú sơn mạch có chính mình quy củ, muốn gặp chủ nhân nhà ta, bất luận là ai đều muốn đi đầu thông báo, chủ nhân cho phép, mới có thể nhìn thấy. Nếu không, ta như thế dẫn người đi gặp, chủ nhân nhất định sẽ hạ xuống trách phạt. Vội vã lung lay ba khỏa to lớn đầu chim, tam thủ quái nha kiên quyết không chịu. Bất đắc dĩ bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm thở dài một tiếng, ai, người đến lúc này một lần, lại muốn phí bao nhiêu công phu, sau cùng lão gia hỏa kia còn không phải muốn gặp ta. Như vậy đi, người dẫn ta đi, chỗ có trách nhiệm ta đến gánh, người liền nói ta bắt cóc người đi, như thế nào? Ngươi, không khỏi khẽ giật mình, tam thủ quái nha thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại là nhìn không được yên lặng cười rộ lên. Trong mắt vẻ khinh miệt, không che giấu chút nào. Xin nhờ, tiểu tử ngươi dù nói thế nào cũng là có đầu người, làm sao nói hết chút cái này không có não lời nói đâu. Lão tử đường đường cấp 9 linh thú, làm sao có thể bị ngươi bắt cóc đến. Nếu là bình thường linh thú lời nói hoặc là có cái này khả năng, dù sao ngươi có chủ nhân thanh viêm tại thân. Thế nhưng là cái này bảo vật, lão tử cũng có a, ngươi dựa vào cái gì có thể áp chế cho ta. Quả thực là chuyện cười, ha ha ha. Trong lòng đã biết hắn ý tứ. Trác Phàm lại là cũng không nói lời nào, chỉ là cùng theo một lúc cười rộ lên. Thế nhưng là cười cười, Trác Phàm sắc mặt lại là chợt trầm xuống, triệt để lạnh xuống tới. Ngay sau đó, mắt trái bên trong, từng đạo màu đen lôi viêm đột nhiên xuất hiện, tản mát ra cuồn cuộn hủy diệt khí tức. Hô! Đột nhiên ở giữa, dường như một tòa cao trăm trượng núi từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trên lưng mình giống như. Nhưng nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang. Cái kia tam thủ quái nha thân thể khổng lồ, đã là đụng một tiếng hung hăng đập xuống đất. Trung gian đầu cái trán ở giữa, cái kia một túm kịch liệt thiêu đốt thanh viêm, cũng là ngăn không được lay động, phảng phất tại e ngại cái gì đồng dạng, hô 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 vài cái lấp lóe, liền bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa, ẩn giấu vào tam thủ quái nha trong thân thể, cũng không tiếp tục đi ra. Sáu cái nhỏ bé trong mắt nhìn không được hung hăng co rụt lại, tam thủ quái nha bất giác giật nảy cả mình, trong lòng đã giật mình tột đỉnh.
chủ nhân hắn, linh thú chi chủ, ngũ đại thánh thú đứng đầu ban tặng thiên địa văn hỏa số 1, hỗn độn thanh viêm, vậy mà trong nháy mắt này, liền bị người bức về thể nội, rốt cuộc tỏa không ra đến, cái này sao có thể? Đây chính là thiên địa sơ khai về sau, thế gian mạnh nhất năm đại lực lượng một trong A, làm sao có thể sẽ bị dễ dàng như vậy áp chế? Tam thủ quái nha quả thực không thể tin được đây là thật, chỉ là quay đầu nhìn về phía Trác Phàm cái kia tròng mắt chỗ sâu, không ngừng thiêu đốt đen nhánh hỏa diễm lúc, lại là ngăn không được trong lòng run rẩy, giống như tử thần hàng lâm đồng dạng, nhất thời không dám phản kháng mảy may. Tên nhân loại này nắm giữ, diệt sát thánh thú lực lượng. Trong lúc nhất thời, tam thủ quái nha tựa hồ đã minh bạch hết thảy, toàn thân càng là ngăn không được run rẩy lên, tầng tầng mồ hôi lạnh đã là thấm đầy toàn thân lông tóc. Càng không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét. Tà dị cười nhạo hai tiếng, Trác Phàm nhẹ giơ lên một chân, phiêu hốt đạp vào tam thủ quái nha cái kia còn tại run không ngừng phần lưng, đạm mạc lên tiếng, hiện tại ngươi có thể ưỡn ngực ngẩng đầu nói với Côn Bằng, là ta bắt cóc ngươi đi đi. Liên tục không ngừng điểm ba khỏa tản ra thật sâu vẻ sợ hãi cự đầu to, tam thủ quái nha cái này xưng bá vạn thú sơn mạch tuyệt thế vương giả, cấp 9 linh thú, giờ này khắc này, dĩ nhiên đã sắp hoảng sợ tè ra quần. Vậy thì tốt, chúng ta đi. Không có lại nhìn hắn một cái, Trác Phàm mắt trái bên trong màu đen lôi viêm bỗng dưng vừa thu lại, phiêu hốt nhìn về phía nơi xa cái kia quen thuộc phương hướng. Không có cái kia khủng bố uy áp, tam thủ quái nha cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, nhưng cũng không dám lại quay đầu nhìn Trác Phàm liếc một chút, mà chính là đàng hoàng mở ra cánh, nhất thời bay lên trời, một cái 900 dặm, hướng về Côn Bằng nơi ở bay đi. Bất quá giây lát thời khắc, cái này một người một thú liền đã đi vào cái kia to lớn đỉnh núi chỗ, cái kia quen thuộc cửa động, giống như một trương thâm thúy miệng rộng giống như, phảng phất muốn đem người một miệng nuốt vào giống như. Run run rẩy rẩy địa phi đến cửa động bên cạnh, tam thủ quái nha không khỏi có chút khó khăn, dù sao không có thông báo chủ nhân, liền đem ngoại nhân mang vào thế nhưng là phạm vương giả kiêng kỵ. Nhưng hắn cũng không có cách, ai bảo tên nhân loại này mạnh hơn hắn đâu. Kết quả là, tại trầm ngâm sau một hồi khá lâu, tam thủ quái nha mới kiên trì, ấp úng hô lên âm thanh chủ. Chủ nhân, Trác tiên sinh đến, cầu kiến xin gặp. Cái gì, cha ta đến? Thế mà, trong động Côn Bằng thanh âm còn chưa phát ra, một đạo mừng rỡ đứa bé âm thanh dĩ nhiên đã truyền tới. Ngay sau đó, nhưng gặp một đạo hồng ảnh lóe ra, cổ tam thông cái kia nhỏ nhắn thân thể đã là gấp không thể chờ bay ra ngoài, nhất thời đụng vào Trác Phàm trong ngực. Một trận mừng rỡ, lão cha, ngươi rốt cục đến xem ta. Nhìn lấy trong ngực cái này cùng mình có chút thân cận, không có chút nào tạp chất hài đồng, Trác Phàm cũng là không khỏi trong lòng mềm nhún, cười khẽ một tiếng, tiểu tam tử, lần này lão cha cũng không chỉ là đến nhìn ngươi. Từ nay về sau, lão cha sẽ một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Thật, không khỏi khẽ giật mình, cổ tam thông thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, nhất thời mừng rỡ như điên hét to lớn tiếng, quá tốt. Cha muốn một mực bồi thiếp ta, quá tuyệt, ta có cha bồi. Đúng lúc này, lại là một tiếng cởi mở cười to truyền ra, Côn Bằng hóa thành hình người đại hán, hùng hậu thân thể dần dần xuất hiện tại Trác Phàm trước mắt, vừa thấy được hắn, liền ngăn không được cười to lên, ha ha ha. Tiểu quỷ, ngươi làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này? Mà lại cũng đến không mang hộ cái tin, lão phu để cho cái kia ba đầu chim đi đón ngươi a. Không làm phiền, đa tạ, đạm mạc gật đầu. Trác Phàm trong mắt hơi híp, cười khẽ một tiếng. Tuy nói vừa mới Côn Bằng lời này thuyết khách khí, nhưng là Trác Phàm dĩ nhiên đã theo hắn trong mắt, nhìn đến cái kia tia thật sâu khúc mắc chi sắc. Nếu là mỗi người đến hắn chỗ này, đều là không trải qua cho phép liền theo đến theo đi, hắn còn thế nào được xưng tụng là vương giả đây? Lạch cạch một tiếng, Trác Phàm ôm lấy cổ tam thông nhẹ nhàng nhảy xuống, sau đó quay người sờ sờ tam thủ quái nha cái kia thân thể ấm áp da lông. Dường như mò chính mình sủng vật giống như, cười khẽ một tiếng, tốt, đa tạ ngươi đưa ta tới đây, nơi này không có ngươi sự tình, đi xuống đi. Ách, lúc trước còn tràn đầy ý cười khuôn mặt bất giác trì trệ, Côn Bằng tấm kia biểu lộ ra khá là hào khí mặt mũi không khỏi hơi hơi run run về sau, nụ cười cũng dần dần tán đi xuống. Một đôi thẳng tắp nhìn chăm chú về phía tam thủ quái nha trong ánh mắt, thậm chí tản mát ra băng lãnh tức giận. Phải biết. Cái này tam thủ quái nha thế nhưng là hắn thủ hạ, trợ thủ đắc lực chi thần, chỉ nhìn hắn giao phó tam thủ quái nha chính mình độc có sức mạnh, hỗn độn thanh viêm thì không phải bàn cãi. Cái này tam thủ quái nha, tuyệt đối là hắn tâm phúc.
nhưng là chính là như vậy tâm phúc, thế mà không có được hắn đồng ý, liền đem một ngoại nhân đưa đến hắn phủ đệ. Mà lại, còn đối người kia theo lệnh mà làm, cái này rõ ràng cũng là làm phản a. Mà lại, Trác Phàm như thế cách làm, cũng rất rõ ràng là đi quá giới hạn là tội, căn bản chính là đào hắn góc tường. Thân là vạn thú chi vương hắn, thấy tình cảnh này, làm sao có thể không phát giận. Chỉ bất quá Trác Phàm ở xa tới là khách, cũng không có làm cái gì quá phận sự tình, liền cũng không tiện hướng hắn hỏi tội. Nhưng là cái này tam thủ quái nha, làm vì chính mình nô bộc, nhưng là coi là chuyện khác. Kết quả là, Côn Bằng nhìn chằm chằm tam thủ quái nha ánh mắt càng phát ra băng lãnh, thậm chí đến sau cùng đều đã là xuất hiện trần trụi sát ý. Nhìn thấy cái này, tam thủ quái nha nhất thời thân thể lắc một cái, dọa đến sắp khóc đi ra, ba cái đầu trên hai gò má, tất cả đều treo đầy ủy khuất chi sắc. Ta nói chủ nhân a, cái này thật không trách ta thật sự là bị bức phải a. Thế nhưng là Côn Bằng nơi nào sẽ tin tưởng điểm này, trong lòng sớm đã nhìn cái này chim to ba cái đầu không vừa mắt, hận không thể một cái đem bọn họ tất cả đều nắm chặt xuống mới hả giận. Ây, Côn Bằng tiền bối, lần này đột nhiên trước tới quấy rầy, có nhiều mạo muội. Cũng là ta kéo lấy cái này tam thủ quái nha đưa ta tới đây, không thể sớm thông báo, còn mong rộng lòng tha thứ. Tại hai thú cái kia một khổ giận dữ trên mặt băn khoăn nửa ngày, Trác Phàm lòng dạ biết rõ, không khỏi bật cười một tiếng, không biết là hảo ý, vẫn là mượn cơ hội đổ dầu vào lửa, phiêu hốt mở miệng nói. Nghe được lời này, Côn Bằng trên mặt lại là càng giận, thậm chí đã không làm bất luận cái gì che giấu, trong lòng một trận oán thầm. Đây là lão tử thủ hạ, lão tử thích làm gì thì làm gì, dựa vào cái gì ngươi đi cầu tình làm người tốt. Bất quá, hắn còn hữu dụng đến lấy Trác Phàm địa phương, làm lấy hắn mặt cũng không tiện quá mức trách móc nặng nề, vạch mặt, liền hít thật sâu, đem bên trong tâm nộ khí đè xuống, bình tĩnh mở miệng. Thế nhưng là hắn tiếng nói chưa ra, cổ Tam Thông cũng đã không thèm quan tâm khoát tay một cái nói, này, vậy thì có cái gì không được sao? Lão cha là người một nhà, ta tiểu tam tử vị trí, cũng là lão cha nhà. Lão cha chính mình về nhà, còn cần đến cái gì thông báo a? Ngài nói có đúng hay không a, đại bá? Ây, vâng vâng vâng, ha ha ha. Ra mặt bất giác trì trệ, Côn Bằng gặp cổ Tam Thông đều nói như vậy, bất giác cười khan một tiếng, thuận theo mà xuống nói, tam thủ quái nha, người hãy nghe cho kỹ, Trác Phàm là người một nhà, về sau hắn tùy thời tới gặp ta, không cần thông báo, nghe rõ chưa? Côn Bằng vừa mới bắt đầu còn cười nhẹ nhàng, nhưng là nói xong lời cuối cùng một câu, lại là nghiến răng nghiến lợi, hung hăng chừng lấy tam thủ quái nha, dường như răn dậy giống như. Cổ Tam Thông nhìn thấy cái này, không có tâm cơ, còn không rõ ý. Coi là đây là Côn Bằng nghiêm khắc, giáo huấn thủ hạ, về sau muốn đối xử tử tế Trác Phàm. Thế nhưng là Trác Phàm dĩ nhiên đã nghe ra hắn trong lời nói cái kia nồng đậm một cỗ vị chua, chính mình tâm phúc bị ngoại nhân chỉ huy đến, chỉ huy đi, hắn tâm lý có thể không chua sao? Không khỏi, Trác Phàm nhịn không được cười lên lắc lắc đầu. Cái kia tam thủ quái nha nghe đến, lại là đầy bụng ủy khuất, vội vã gật gật đầu, giật mình không còn dám lên tiếng. Còn đứng ở nơi đó làm gì, lên một bên hóng mắt đi, một hồi lại tiễn Trác Phàm rời đi. Lần nữa hung hăng nguyết hắn một cái, Côn Bằng giờ này khắc này, nhìn cái này tam thủ quái nha thật sự là lông mày không phải lông mày, cái mũi không phải cái mũi, nhìn chỗ nào không vừa mắt, giống to liên tục. Tam thủ quái nha câm như hến, cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể run run rẩy rẩy làm theo, ngồi xổm ở một bên, đàng hoàng im miệng không nói, chờ đợi chủ nhân phân phó. Thật sâu nhìn Côn Bằng liếc một chút, cổ Tam Thông bất giác một mặt kỳ quái, bá phụ, ngài hôm nay hỏa khí rất lớn nha, xảy ra chuyện gì sao? Ách không có việc gì, không có việc gì, đau răng. Chậm rãi khoát khoát tay, Côn Bằng từ chối cho ý kiến qua loa nói. Phốc! Thế nhưng là nghe đến lời này, Trác Phàm lại là kém chút từng ngụm nước không có phun ra ngoài. Đau răng! Ai ra, ngài nhưng là chân chính thánh thú, đau thương bất nhập, thiên địa vạn lực bất xâm, làm sao có thể êm đẹp địa hội đau răng? Đây rõ ràng cũng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, biến tướng thừa nhận là bởi vì lão tử sinh khí mà. Cổ Tam Thông cau mày, tựa hồ cũng là có chút khó có thể tiếp nhận như thế kỳ hoa lý do, nhưng gặp Côn Bằng không muốn giảng, hắn cũng thì không hỏi tới nữa, mà chính là ôm lấy Trác Phàm cổ, cười hì hì nói, đại bá, ngươi có thể cho cái kia chim to rời đi. Cha ta không cần nó đưa.
bởi vì lão cha vừa mới đã nói, hắn muốn một mực làm bạn với ta, không đi, hắc hắc hắc. Dạng này a, à, cái gì? Không khỏi giật mình, Côn Bằng bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, hét to lớn tiếng, tiểu tam tử vừa mới nói là thật à, ngươi cũng muốn ở lại chỗ này. Ngươi những sự tình kia đây, lão phu giao ngươi làm những việc kia đâu, không làm sao. Nhìn chằm chằm cái kia kinh ngạc khuôn mặt, Trác Phàm không khỏi bật cười một tiếng, mở miệng yếu ớt, Côn Bằng tiền bối, trước khi trả lời ngươi vấn đề này, ta trước nói một chút gần nhất ta thu hoạch. Ngài gọi ta làm việc, ta đã làm được một kiện. Trước đó không lâu, ta vừa mới gặp qua phần Thiên Long Tổ. Thân thể nhịn không được chấn động, Côn Bằng sắc mặt không khỏi khuôn mặt có chút động hắn. Đều nói gì với ngươi? Cái gì đều nói, bao quát thượng cổ thời kỳ tiền căn hậu quả, còn có ta bản thân tình cảnh. Mỉm cười, Trác Phàm không khỏi có chút thương cảm thở dài. Thật sâu hít một hơi, Côn Bằng gật gật đầu, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, đã như vậy, ngươi là biết tất cả mọi chuyện a? Như vậy ta đến hỏi ngươi, ngươi muốn làm sao? Còn có thể làm sao, bị cùng một cái địch nhân truy sát, đương nhiên cùng các ngươi là một chiếc thuyền. Không khỏi cười khổ một tiếng, Trác Phàm một mặt hiu quạnh nói, Côn Bằng, trước đó bởi vì ngài hiệp trợ, ta theo không có gì cả, được đến tất cả mọi thứ. Thê tử, nhi tử, bằng hữu, người nhà, thế nhưng là, hiện tại cũng là bởi vì các ngươi, ta không thể không đem những này toàn bộ bỏ đi. Hiện tại ta cũng không biết cái kia hận ngươi, vẫn là cảm kích ngươi. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, Côn Bằng lạnh lùng liếc hắn một cái, mở miệng yếu ớt, lúc trước chúng ta gặp nhau lúc, ngươi không có gì cả, hiện tại ngươi vẫn là không có gì cả, có thay đổi gì sao? Ha ha ha, tóm lại, muốn nắm giữ hết thảy, liền muốn giữ lấy cái mạng này, nghênh đón thắng lợi sau cùng. Lão phu không cầu ngươi không hận, cũng không cần ngươi cảm kích, chỉ bởi vì chúng ta đều tại một sợi dây. Lão phu cùng hắn mấy cái thánh thú đều là thoát thân không ra, cho nên rất nhiều chuyện đều cần ngươi này nhân loại thân thể thay chúng ta làm. Cho nên lúc ban đầu ngươi nói muốn tìm thiên đế di tích, đến thiên đế truyền thừa, lão phu thì minh bạch, ngươi chung quy sẽ trở thành chúng ta người. Ha ha ha, quả không ngoài dự đoán, ngươi không có để lão phu thất vọng, không chết ở cái kia lạc lôi hạp bên trong, không hổ là cửu u đệ tử. Đúng, cái này khốn cảnh, cái kia lão hỏa long có biện pháp nào sao? Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm sắc mặt hiu quạnh, đạm mạc mở miệng, đem Long Tổ nói từng cái nói ra. Nghe qua về sau, Côn Bằng vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, không sai gật đầu, thì ra là thế, cái này phàm giai kết giới còn có 8 cái lỗ thủng, xưng vì thiên địa phong huyệt A. Ha ha ha, đầu kia hỏa long theo ngục giam vào Nam ra Bắc, ngược lại là bị hắn phát hiện cái này một huyền bí, giúp bọn ta thoát khốn, dù sao cũng so lão phu canh giữ ở cái này vạn thú sơn mạch. Cái gì cũng không biết đến mạnh. Ân, đã cái này phàm giai kết giới có lỗ thủng, thì nói rõ thiên đế không minh thần đồng cũng không phải là hoàn mỹ, chúng ta như liên thủ, còn có thủ thắng khả năng. Tiểu tử, thật tốt còn sống a, có lẽ sau cùng, chúng ta sẽ sáng chế một mảnh sinh cơ đây, ha ha ha. Hung hăng vỗ vỗ Trác Phàm bả vai, Côn Bằng ngửa mặt lên trời cười to lên, dường như bọn họ đã thắng lợi trong tầm mắt. Lạnh lùng nhìn lấy hắn. Trác Phàm lại không hưng phấn như vậy, dù sao phần này ân oán là thượng cổ truyền xuống, cùng hắn không có nửa xu quan hệ, hắn làm sao lại cuốn vào đâu. Hơn nữa còn vì thế, xa nhà xa vợ. Nghĩ đến đây, Trác Phàm trong lòng liền ngăn không được đau, thở dài một hơi, kéo lại cổ tam thông tay, liền muốn rời khỏi, tiểu tam tử, sau này cùng lão cha đi thôi, chúng ta sẽ không tách ra. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Không khỏi sững sờ. Côn Bằng đại khiển trách quát mắng. Liếc mắt liếc một cái hắn, Trác Phàm đạm mạc mở miệng, Long Tổ bàn giao nhiệm vụ, ta cần tiểu tam tử hiệp trợ. Huống hồ hắn cũng cùng việc này dắt lôi kéo cùng nhau, ta không cần thiết liền hắn cũng vứt bỏ. Cái kia lão Long giao cho ngươi việc, bằng ngươi một người hoàn thành lên thuận lợi hơn a, nếu là có phiền phức, hoàn toàn có thể ngọc giản truyền tin đi cầu viện binh, không cần thiết mang tên tiểu quỷ ở bên người vướng bận. Vẫn là đem hắn lưu tại lão phu nơi này, thật tốt điều giáo đi. Không thể nói được về sau, ngũ đại thánh thú liên thủ, cần kỳ lân chi lực. Ánh mắt khẽ híp một cái, Côn Bằng lạnh lùng lên tiếng. Thế nhưng là nghe được lời này, Trác Phàm lại là khinh thường bĩu môi, suy cười rộ lên theo ngươi điều giáo. Bá thiên lôi hoàng là như thế nào chết, ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Ta liền sợ tiểu tam tử còn chưa trưởng thành,
liền đã bị ngươi cho hút đi kỳ lân chi lực, chết cũng không biết chết như thế nào. Ta Trác Phàm nhi tử, há có thể rơi vào như vậy trong hiểm cảnh. Không khỏi khẽ giật mình, Cổ Tam Thông không rõ ràng cho lắm, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu Tam tử, ngươi tin tưởng ta lời nói thì theo ta đi, về sau ta tìm cơ hội giải thích với ngươi. Biết hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Cổ Tam Thông trầm ngâm một chút, thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, sau đó bình tĩnh gật đầu. Mí mắt lắc một cái, Côn Bằng lại là không tự chủ được sùi cười rộ lên, muốn đi. Trác Phàm, ngươi cho rằng đây là địa phương nào, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi được sao? Có lẽ trước kia không có khả năng, nhưng bây giờ... Ha ha ha, coi là chuyện khác. Một tiếng cười khẽ, Trác Phàm ngón tay búng một cái, nhất thời một cái giống như núi nhỏ lớn nhỏ kim sắc viêm cầu liền xuất hiện tại hắn trong tay. Côn Bằng thấy một lần, nhất thời giật mình, lão long long tức đan. Cái kia tam thủ quái nha, thì là giật mình vội vàng hướng rúc về phía sau cái đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Hừ hừ, ngươi cho rằng cái này long tức đan, có thể làm gì lão phu sao? Thế nhưng là rất nhanh, Côn Bằng liền lại cười lạnh, khinh thường nói, tuy nói đây là lão long toàn lực nhất kích, nhưng là lão phu cũng không phải ăn chay, chúng ta thánh thú giao thủ, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa phân thắng bại, lão phu sẽ sợ cái này. Thế nào, ngươi không sợ? Khóe miệng xẹt qua tà dị tiếu dung, Trác Phàm không khỏi nhếch miệng bật cười lên, đúng vậy a, các ngươi thánh thú không phân thắng thua, long tổ chính mình cũng không làm gì được ngươi, huống chi là hắn long tức đan. Bất quá, ta cũng đã nói, cái này lúc trước. Côn Bằng, ngươi đừng quên, ngươi vì cái gì không thể rời bỏ vạn thú sơn mạch. Thân thể thình lình lắc một cái, Côn Bằng nhất thời sắc mặt đại biến. Không sai, ngươi dựa vào vạn thú khí tức, che giấu bản thân khí tức. Cái này long tức đan mặc dù không làm gì được ngươi, nhưng lại có thể đem toàn bộ vạn thú sơn mạch hủy. Đến lúc đó ngươi thân hình bại lộ, không biết thiên đế đánh tới, ngươi cảm thấy ngươi còn có mệnh sống sao? Nốt Thanh Viêm song đồng nhìn không được run rẩy, cuối cùng Côn Bằng chỉ là bất đắc dĩ thở dài, thật sâu nhắm mắt lại, phất phất tay nói, tính ngươi lợi hại, tiểu tam tử ngươi mang đi đi. Có điều, ngươi xác định, bằng thực lực ngươi, ngươi có thể hộ đến hắn sao? Hắn tuy là thánh thú chi tử, nhưng bây giờ còn chưa trưởng thành, cho dù bây giờ đang ở phàm giai, có thể đòi mạng hắn người cũng không ít. Có lẽ trước kia hộ không, nhưng từ nay về sau, ta Trác Phàm tuyệt đối có thể bảo vệ được. Đem long tức đan thu lại, Trác Phàm ánh mắt kiên định, mắt trái bên trong một đến hiện ra màu đen lôi viêm, dù sao, ta thế nhưng là phụ thân hắn. Nói, hắn liền lôi kéo Cổ Tam Thông tay nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại Côn Bằng. Một mặt kinh dị nhìn lấy hắn, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Cái kia ánh mắt, là cái quái gì? Tam thủ quái nha cũng là đuổi bước lên phía trước, phủ phục cầu đạo, chủ nhân, thực không dám giấu giếm, vừa mới tiểu thật là bị hắn bức hiếp đưa tới. Thật sâu nhìn cái này quái quạ liếc một chút, sau đó lại nhìn chằm chằm Trác Phàm xa như vậy đi bóng lưng, Côn Bằng cuối cùng thở ra thật dài, gật gật đầu thì ra là thế, tiểu tử này. Đã xưa đâu bằng nay a. Đại lục Nam Châu, Trung Châu vi tôn, kiếm tinh nhất quốc, độc bá thiên hạ. Tại toàn bộ đại lục thế lực phân bố bên trong, Trung Châu không thể nghi ngờ là cường thịnh nhất một khối, cường giả như mây. Tại còn lại địa giới, hóa hư cao thủ đã có thể đi ngang địa phương, tại Trung Châu cái này địa vực, lại chỉ có thể là làm chút canh cổng chân chạy kiếm sống, cùng cường giả hai chữ mảy may kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Thậm chí cửa thành canh cổng canh gác, trên đường cái tuần tra tản bộ vệ sĩ. Cũng không ít hóa hư cường giả pha tạp bên trong. Thấy tình cảnh này, không ít đến từ còn lại bốn châu tu giả, tất cả đều giật mình sợ mất mật, âm thầm vì Trung Châu thực lực tắc lưỡi. Riêng là cái này một châu liền vì một nước, cùng còn lại bốn châu thế lực ở giữa tứ tán phân bố, lộn xộn khác biệt, đây chính là tất cả cường giả thống nhất quản lý, lực ngưng tụ coi là thật khiến cho mọi người hoảng sợ. Mà liền hóa hư cường giả tại cái này địa phương đều là như thế tình cảnh. Kia liền càng không nói đến thần chiếu, thiên huyền hàng ngũ tu giả, cũng chỉ có thể tại Trung Châu lăn lộn cái bưng trà rót nước tiểu nhị tương xứng. Kết quả là, những cái kia đến từ bốn châu cường thịnh thế lực, tại chính mình khu vực đều là la lối om sòm, không ai bì nổi quý công tử nhóm, đi tới nơi này a cái, đi ra ngoài tùy tiện đụng tới cá nhân đều có thể đem bọn hắn bóp chết cường giả trong quốc gia, không khỏi tất cả đều cụp đuôi, nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí sống qua lên.
mà trong này, tự nhiên cũng bao quát một đôi quái vật cha con. Nhớ năm đó, tại bọn họ khu vực, đây chính là gây tai họa không sợ đòi nợ, khắp nơi trang bức đánh giết, phủi mông một cái chuồn mất, không chút phật lòng. Nhưng ở chỗ này, lại cũng không thể không cẩn thận một chút, sợ chọc một số không tất yếu phiền phức, nguy hiểm cho lo lắng tính mạng. Chờ một chút, chỗ nào đến? Một tòa cao lớn trước cửa thành, khắc lấy ba chữ to, Phi Vân Thành. Mà ở chỗ này, tất cả ngự không bay tới tu giả, tất cả đều mười phần tự giác thân hình rơi xuống, lặng yên sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, thành thành thật thật hướng nội thành đi đến. Cửa thành hai bên, đứng đấy hai vị lão giả tóc trắng, mục đích hiện tinh quang, toàn thân khí thế cường hãn, ngăn không được hướng bên ngoài tản ra, vừa nhìn liền biết đây là hai vị tại hắn địa vực khó được, ở chỗ này lại nhiều vô số kể hóa hư cường giả. Giờ này khắc này, bọn họ hình như là dâng lên mặt mệnh lệnh, ngay tại đối sắp vào thành tất cả mọi người, gấp rút kiểm tra. Không biết lại xảy ra chuyện gì, vậy mà như thế giới nghiêm lên. Một bộ hắc bào khoác thân thể, một tay nắm một cái mũm mím hồng hồng, hồng quang đầy mặt bảy tuổi nam hài nam tử, cẩn thận chặt chẽ đi vào hai người trước mặt, hơi khom người một cái nói, khởi bẩm hai vị tiền bối, vãn bối đến từ Tây Châu khu vực, bởi vì bị kẻ thù truy sát, băng một đường trốn đến. Mong rằng hai vị tiền bối tạo thuận lợi mới là. Bị kẻ thù truy sát. Ánh mắt khẽ híp một cái kia hai cái lão đầu trên dưới dò xét người áo đen liếc một chút, khẽ gật đầu, cười lạnh, khinh miệt nói, ha ha, thần chiếu ngũ trọng thực lực, còn mang theo một cái thằng nhóc con làm liên lụy, khó trách bị người đuổi giết. Đi thôi, ngươi loại tiểu nhân vật này, lượng ngươi cũng lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Đúng vậy a, đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Liên tục không ngừng gật đầu, người áo đen kia một trận cảm kích, tiếp lấy liền vội vàng lôi kéo trong tay hài đồng, vội vã hướng nội thành đi đến, dường như chạy trốn giống như. Hai người thật sâu nhìn đôi phụ tử kia liếc một chút, lại là không khỏi cùng nhau khinh bỉ cười to lên, ai, đây chính là người yếu a, cả một đời chỉ có chạy trốn phần. Không phải sao, giống hắn dạng này con kiến hôi, chạy đến Trung Châu đoán chừng so tại Tây Châu càng khổ sở hơn sống. Ha ha ha. Hai người đối mắt nhìn nhau, một trận trêu chọc, tiếp lấy liền tiếp tục thực hiện chức trách, đối đằng sau người tới tiến hành kiểm tra. Thế nhưng là chợt, hai người lại là nhất thời cảm thấy phía sau lưng một trận gió mát tập kích qua, ngăn không được dùng mình, trong lòng hoảng hốt. Phảng phất là sau lưng có gì có thể sợ hung thú hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm giống như, không khỏi vội vàng quay người xem. Thế nhưng là tại cái kia đám người ồn ào trên đường cái. Bọn họ lại là cái gì cũng không thấy được, chỉ có hối hả dòng người đang không ngừng huy động. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, hai người trên mặt đều là lộ ra một bộ vẻ ngờ vực. Lão gia hỏa, vừa mới ngươi cũng cảm giác được sao? Đúng vậy a, như bị một con rắn độc để mắt tới, có một loại nguy hiểm cho tánh mạng cảm giác sợ hãi, ngươi cũng giống vậy sao? Đạm Mạc gật gật đầu, tên lão giả kia một mặt nặng nề. Thế nhưng là suy nghĩ hồi lâu lại là lại từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, bật cười ra tiếng, đại khái là chúng ta ảo giác a, dù sao một tháng trước vừa mới ra loại chuyện đó, Đông Phương đại nhân dưới cơn thịnh nộ, chém giết mấy trăm dung hồn cao thủ, đem chúng ta đều dọa sợ. Hiện tại thật sự là thần hồn nát thần tính a, bất quá dù nói thế nào, đám tặc tử kia cũng không dám dưới ban ngày ban mặt lộ mặt a, hơn nữa còn vì chúng ta mấy cái canh cổng. Ha ha ha. Đúng vậy a, thực có lúc yếu một chút còn tốt, những cường giả kia sẽ không ghi nhớ tốt. Một cái khác lão giả cũng là một mặt hậm hực cười khan một tiếng, tiếp lấy liền sắc mặt hơi có vẻ cứng đờ tiếp tục chính mình bản chức công tác, đúng là mảy may quên vừa mới bọn họ là như thế nào chế giễu vừa mới đôi phụ tử kia như thế nào yếu đuối. Mà một phương diện khác, nội thành một cái xó xỉnh chỗ tối tăm, người áo đen chăm chú bưng bít lấy hài tử miệng, đứng tại một phương trong bóng tối, không nhúc nhích. Chào đón đến cổng thành bên kia hết thảy như thường, cũng không có cái gì bạo động, mới yên lòng, thở ra một hơi thật dài, chậm rãi lấy ra che tại hài tử miệng phía trên bàn tay. Thế nhưng là chiêu này vừa mới lấy ra, cái đứa bé kia liền nhìn không được nhảy dựng lên, nhìn về phía người áo đen hét lớn, lão cha, vừa mới cái kia hai cái lão gia hỏa lại dám xem thường ngươi cùng tiểu gia. Ta từ xuất đạo qua nhiều năm như vậy, còn không có ngộ qua như thế uất ức sự tình đây. Vừa mới nếu không phải ngươi ngăn đón ta, tiểu gia cái này đem cái kia hai cái lão già kia đầu vặn xuống tới, làm cầu để đá. Thế nhưng là ngươi như làm như vậy lời nói, chúng ta chạy không thoát nơi này.
chậm rãi ngẩng đầu lên, người áo đen lộ ra tấm kia quen thuộc vẻ mặt vui cười, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá bây giờ Trác Phàm lại là cùng trước kia có rất lớn khác biệt. Cặp kia thâm thúy trong hai con ngươi, giống như một vũng nước trong giống như, bình tĩnh mà an lành, một chút nhiều lệ khí, càng nhiều là vô tận thâm thúy. Vỗ nhẹ nhẹ đập cổ Tam Thông cái đầu nhỏ, Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng, nơi này không so Tây Châu, Phi Vân Thành chính là Trung Châu cửu vực một trong đô thành, thế nhưng là tọa trấn lấy một vị vô cùng cao thủ đáng sợ. Chúng ta nếu là gặp phải hắn lời nói, chỉ sợ rất khó chạy thoát tìm đường sống. Cái kia sợ cái gì, ngài không phải có Long Tổ cho Long Tức Đan à, gặp phải trực tiếp hô hắn một mặt, còn không đem hắn thiêu cái hải cốt diệt hết. Đính đính đắt đỏ bộ ngực nhỏ, cổ Tam Thông một trận quát to. Không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Trác Phàm thở dài lên tiếng, Long Tức Đan chúng ta chỉ có hai khỏa, không phải đến vạn bất đắc dĩ, ta không muốn lãng phí nữa. Tại cái này phàm giai, cái kia Long Tức Đan bất luận ném ở đâu, đều là tại giày xéo bảo vật. Huống chi. Nói, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, một mặt kiên định nói, người, cũng nên tự thân đủ cường đại, mới là bảo đảm nhất, ta không muốn quá ỷ lại ngoại lực, hủy chính mình tu hành. Cho nên trong hai năm qua, ngài vẫn luyện kia cái gì bản chân quyết, để cho mình tu vi lùi lại. Trong lòng tràn đầy không hiểu, cổ Tam Thông không khỏi chu chu mỏ, một mặt bất mãn nói. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, trong mắt tính như hồ nước. Mở miệng yếu ớt, bản chân quyết là tu tâm công pháp, không phải vì để cho mình tu vi lùi lại, giả heo ăn thịt hổ, đây chẳng qua là biểu tượng. Trên thực tế, đó là để cho mình trở về nguồn gốc, trở về bình tĩnh. Trong hai năm qua, ta nếu không phải một mực tu tập đạo này công quyết lời nói, không biết bây giờ tâm cảnh đã sụp đổ thành loại nào bộ dáng. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, có lẽ ta sớm đã trầm luân ma tính, không thể tự kềm chế. Hiện tại ta tu vi thật sự có thể thuận lợi đột phá đến hóa hư ngũ trọng, cũng nhờ có cái này bản chân quyết vuốt lên tâm cảnh chi công. Viên lão, quả nhiên là sư phụ ta a. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, nhìn lấy cái kia hơi có vẻ giật mình lo lắng sắc mặt, cổ Tam Thông bất giác than nhẹ một tiếng, biết hắn lại nghĩ tới những cái kia bị hắn cắn răng bỏ qua người, đã không còn gì để nói, nhưng là rất nhanh lại chỉ cổ mình ở giữa mang theo một khối kim tỏa, nói lầm bầm cái này trường mệnh tỏa đây. Ngươi đeo lên cho ta nó làm gì? Khó coi chết, cùng trẻ em một dạng. Ây, ngươi không phải liền là cái trẻ em sao? Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm yêu thương xoa bóp cái kia mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, trêu đùa tiểu tam tử, thiên hạ nào có phụ mẫu không hy vọng chính mình hài tử trường mệnh khỏe mạnh. Lão cha cho ngươi đưa chế tạo thanh này trường mệnh tỏa, thế nhưng là tràn ngập lão cha đối ngươi nồng đậm yêu thương, ngươi nhưng muốn một mực mang theo a? Ra mặt nhìn không được co lại, cổ Tam Thông không còn gì để nói, lão cha, ta thế nhưng là hơn 300 tuổi, người còn thật sự coi ta trẻ em a. Lại nói, cái này trường mệnh tỏa công năng ta cũng không phải không biết, cũng là che giấu thực lực của ta a. Vốn là ta đã là hóa hư 6 tầng tu giả, nhưng là đeo nó lên, ai cũng cho là ta chỉ là cái 7 tuổi trẻ em một dạng. Một đường lên, là người đều dám nắm mặt ta, mò đầu ta, nếu không phải ngươi ngăn đón. Ta thật nghĩ một cái đem bọn họ bóp chết. Ai, nhìn một chút a, người cũng coi là kỳ hoa, thiên hạ nào có tiểu hài tử hóa hư cảnh thực lực. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Trác Phàm không khỏi khoát tay một cái nói, nếu là thực lực ngươi quá nổi bật, đi vào Trung Châu cái này khu vực, còn không tại chỗ thì bị coi như tên dở hơi, nghiêm mật giám sát lên. Vậy chúng ta sự tình còn thế nào làm? Ta biết, lão cha ngươi luyện chế cái này có thể ẩn tàng ta khí tức ma bảo là vì ta tốt. Nhưng có thể hay không luyện cái nhỏ, chẳng phải bất ngờ đồ vật. Giống lớn như vậy một cái kim tỏa treo ở trước ngực, nhiều mất mặt. Không tệ a, thẳng lộ ra đáng yêu. Thế mà, cổ Tam Thông phàn nàn còn chưa nói xong, Trác Phàm đã là đánh gãy hắn, khẽ cười nói, ngươi nhìn ngươi cái này hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt, cỡ nào đồng chân. Lại thêm cái này trường mệnh tỏa đeo, quả thực cũng là người vô hại và vật vô hại thiên sứ a. Ai có thể nghĩ tới. Cái thiên sứ này bề ngoài dưới, trang lấy một cái hung tàn dã thú đâu. Đây chính là tê liệt địch nhân tốt nhất lợi khí a. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, làm chúng ta gặp phải không thể thù địch tay, tất cả mọi người đối ngươi đều không có đề phòng lúc, ngươi nhất quyền nện hắn cái xương cốt đứt gãy, là như thế nào sảng khoái tràng diện. Thân thể bất giác chấn động, cổ Tam Thông tỉ mỉ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng không sai gật đầu. Ân, có đạo lý,
không hổ là lão cha, hiện tại liền bắt đầu bố cục. Như vậy lão cha, chúng ta lúc nào cùng người kia giao thủ? Hy vọng vĩnh viễn không muốn giao thủ đi. Mí mắt bất giác lắc một cái, Trác Phàm không khỏi quay đầu nhìn về phía cái này thành trì bên trong vị trí trung ương nhất phương hướng, trong mắt bỗng dưng lóe qua một tia thật sâu ngưng trọng đến, ban đầu Đông Châu đệ nhất cao thủ, hiện Trung Châu cửu kiếm vương một trong thượng quan Phi Vân, lần này hành sự nếu là có thể tránh đi hắn, tự nhiên tốt nhất, nếu không mà nói. Nói, Trác Phàm trong mắt chỗ sâu, càng ngưng trọng thêm lên. Căn cứ Long Tổ cung cấp tấm kia cực kỳ thô ráp địa đồ biểu hiện, thiên địa phong huyệt bên trong một trong, chính là ở phụ cận đây. Dựa theo ai mạnh người nào chiếm quy luật đến xem, chỗ này thiên địa phong huyệt, rất có thể ngay tại Phi Vân Vương phủ bên trong không thể nghi ngờ. Chăm chú nhắm mắt lại, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ, trong miệng thì thào có tiếng, thế nhưng là cái này Phi Vân Vương phủ chính là thượng quan Phi Vân phủ đệ, bên trong nhất định cao thủ như mây, muốn vô thanh vô tức ẩn vào đi dò xét, coi là thật có thể so với lên trời a. Nói như thế, Trác Phàm chậm rãi mở mắt ra, mi đầu đã là ngưng tụ thành một cái vấn đề. Cổ Tam Thông nhìn thấy, cũng là không khỏi bất đắc dĩ thở dài, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lão cha ngươi nói nơi này cao thủ như mây, hai cha con chúng ta cho dù liên thủ cũng khó đảm bảo tánh mạng, trừ dùng Long Tức Đan một hơi đem bọn hắn toàn diệt, còn có thể làm sao? Long Tức Đan là sau cùng thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ, ta thật không muốn lãng phí. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm sờ lên cằm, tỉ mỉ suy nghĩ, tiểu tam tử, ngươi vừa mới chắc là nhìn đến, cửa thành kiểm tra cực kỳ nghiêm, cái kia hai cái lão gia hỏa tựa hồ cũng rất cẩn thận. Chúng ta tại Trung Châu cũng được đi mấy tháng, qua mấy cái thành trì, nhưng là từng gặp cẩn thận như vậy gác cổng sao? Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Cổ Tam Thông suy nghĩ một chút, lại là nhàn nhạt lắc lắc đầu có lẽ. Đây là bởi vì Phi Vân Thành, là cửu vực một trong đô thành đâu. Không, khẳng định không phải như thế. Kiên định lắc đầu, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, bất giác cười khẽ một tiếng, Trung Châu thế lớn, luôn luôn cuồng ngạo. Thậm chí công bố không sợ bốn châu mật thám, bởi vì bọn hắn đủ cường đại, vô luận bất luận cái gì tình báo tiết ra ngoài cũng không đáng kể, bọn họ chỉ cần muốn làm, như cũ có thể đạp bình thiên hạ bất kỳ ngóc ngách nào. Cho nên Trung Châu kiểm tra là trong chặt ngoài lỏng, sẽ không tạo nên khẩn trương như vậy bầu không khí, chọc người chọc cười. Nhưng là bây giờ Phi Vân Thành như thế bộ dáng, chỉ có thể nói rõ, gần nhất xảy ra đại sự, liền cái kia thượng quan Phi Vân cũng không thể không khẩn trương lên. Cái kia mắc mớ gì đến chúng ta, hắn khẩn trương hắn, thậm chí trong vương phủ tuần tra càng thêm xâm nghiêm, chúng ta càng không có cơ hội dò xét đi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Cổ Tam Thông từ chối cho ý kiến bĩu môi. Thế nhưng là Trác Phàm gặp, lại là bật cười một tiếng, sâu xa nói, cái gọi là họa thì tránh cũng không khỏi phúc thì không phải họa, thượng quan Phi Vân khẩn trương, nói rõ hắn bị uy hiếp được. Tuy nhiên không biết cái này uy hiếp được hắn thế lực là thần thánh phương nào. Nhưng hai người khẳng định có một trận long hổ đấu. Như thế tới nói, không thể nói được chúng ta có thể đục nước béo cò, lấy đến ngư ông chi lợi đâu. À, đúng à, ta làm sao không nghĩ tới. Vẫn là lão cha ngươi thông minh, ha ha ha. Trước mắt không khỏi sáng lên, Cổ Tam Thông lúc này cười lớn một tiếng, dò hỏi, như vậy lão cha, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Tìm nơi đặt chân, yên lặng nhìn biến, không thể nói được chúng ta đến ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, ha ha ha. Một tiếng cười khẽ, Trác Phàm vung lên ống tay áo, trực tiếp hướng về phồn hoa nhất phiên chợ đi đến, Cổ Tam Thông gặp, trong lòng kỳ dị, vội vàng đuổi theo. Sau ba canh giờ, hai người xuất hiện tại một tòa chiếm diện tích có phần đại trạch viện trước cửa một mảnh quạnh quẽ, tựa hồ sớm đã không người ở. Mà bên cạnh bọn họ, cũng không hiểu thêm một cái miệng đầy râu mép đại hán, trên thân ẩn ẩn tản ra thần chiếu sáu tầng cường giả khí tức. Vị khách quan kia, ngài nhìn kỹ, đây chính là Phi Vân Thành bên trong số lượng không nhiều tốt tòa nhà A, nếu không phải nhu cầu cấp bách linh thạch, ta nhưng là bỏ không được ra tay. Đại hán kia nhìn hai bên một chút không có người, vội vã hướng Trác Phàm chào hàng nói. Cổ Tam Thông ở một bên nghiêng liếc nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Lúc đó mới thấy đại hán này lúc, thấy là thần chiếu cường giả, tại trên chợ đem bọn hắn lặng lẽ kéo đến một bên, còn tưởng rằng cái gì khó lường thân phận đây, hóa ra cũng là một cái bán phòng A. Ai, xem ra cái này Trung Châu cường giả thực sự nhiều như chó,
đều không đáng tiền, liền thần chiếu cao thủ cũng bắt đầu bán phòng làm người bán hàng rong. Ngày đó huyền cao thủ, há không muốn đi quét đường, đổ bô. Trên dưới dò xét tòa nhà này liếc một chút, Trác Phàm trong lòng khẽ gật đầu, trầm ngâm một chút về sau, nhìn về phía người kia nói, cho một cái giá đi. 800.000 linh thạch, ngài thấy có được không? 800.000, mi đầu lắc một cái, Trác Phàm không khỏi suy cười ra tiếng, ngươi tại sao không đi đoạt a, thấy ta giống oan đại đầu đúng hay không? Tại Tây Châu, cho dù là đế đô chỗ, trạch viện cũng tuyệt không vượt qua được một vạn linh thạch. Dù sao trạch viện bất quá đất sung thân, linh thạch mới là tu giả căn bản. Lấy linh thạch đổi trạch viện, chẳng phải bỏ gốc lấy ngọn. Nghe được lời này, người kia trèo lên thì lộ ra một cái xem thường ánh mắt, người đem nơi này làm Tây Châu a, đây chính là Trung Châu, nếu không phải có thông thiên triệt địa chi năng, tu giả tại nơi này căn bản không đáng tiền. Nếu không ngươi thì nhìn xem ta, tại Tây Châu các quốc gia đi động một cái, làm sao cũng phải bị vương tôn quý tộc trở lên khách chi lễ đãi chi a. Thế nhưng là ở chỗ này, còn không phải biến thành một giới người bình thường. Vậy sao ngươi chạy Trung Châu đến? Thà làm đầu gà, không là phượng vĩ, ngươi chắc là nghe qua đi. Chẳng lẽ nói, lấy các hạ thực lực như vậy, cũng muốn tại Trung Châu mưu đến một cái tốt đường ra? Cái gì tốt đường ra, bằng vào ta tư chất, sao có thể tại Trung Châu cái này khu vực, xông ra một mảnh bầu trời a? Nhìn đến Trác Phàm hỏi thăm, người kia một trận thương tâm cảm thán khoát khoát tay, đàng hoàng nói với ngài a, ta là cùng chủ nhân nhà ta tới. Chủ nhân nhà ta chính là dung hồn cao thủ, tại Phi Vân Vương phủ làm hộ vệ, tại Trung Châu kéo một cái, cũng coi là nổi tiếng nhân vật có tiếng tăm. Cái kia sau đó thì sao? Không chờ hắn nói xong, Trác Phàm đã là gấp không thể chờ đánh gãy hắn, hỏi thăm về đến, đã nhà ngươi chủ nhân cùng Phi Vân Vương phủ có quan hệ, vậy ít nhất ở cái này khu vực là có thể xài được a, ngươi vì sao sẽ còn? Này, đừng đề cập, hết thảy đều là mệnh a. Bất đắc dĩ khoát khoát tay, người kia một mặt biệt khuất, vốn là chúng ta tại vùng này lăn lộn phải thật tốt, ăn ngon uống sướng không thành vấn đề, nhưng người nào biết rõ một tháng trước, vương phủ xông vào một nhóm kẻ trộm, không biết tham lên bảo bối gì, kém chút đắc thủ. Sau đó kiếm vương thượng quan Phi Vân đại nhân biết được về sau, nổi trận lôi đình, dưới cơn nóng giận, đem một đám hộ vệ, mấy trăm dung hồn cao thủ toàn bộ chém giết, bên trong thì có chủ nhân nhà ta ở bên trong. Ai? Thực cái này cũng trách không được chủ nhân nhà ta bọn họ, phải biết, đám kia kẻ trộm tương đương lợi hại, còn có quy nguyên cảnh cao thủ ở bên trong, đồng dạng hộ vệ sao có thể ngăn cản được đến. Nhưng chủ tử có nộ khí phát xuống, cũng chỉ có thể cam nhận không may. Cho nên, nhà ngươi chủ nhân chết, ngươi đem hắn tòa nhà bán. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm trong lòng không sai. Lần này thì toàn minh bạch, vì sao nội thành như thế giới nghiêm. Nguyên lai là bởi vì có người xâm nhập vương phủ a. Mà lại cái kia kẻ trộm mặc kệ tham lên thứ gì, khẳng định không có đắc thủ, còn tại tùy thời mà động, thậm chí đã tìm kiếm tiếp viện. Bởi vậy, cái này Phi Vân Thành mới có thể nghiêm khắc kiểm tra. Nếu không mà nói, bảo vật nếu như mất, cái kia thượng quan Phi Vân chắc là đem trọng điểm đặt ở truy tra lên, mà không đối với bên trong nghiêm tra. Mà như bảo vật còn tại vương phủ, như vậy đám kia kẻ trộm nhất định sẽ có lần thứ hai hành động, đến lúc đó bọn họ đục nước béo cò thời cơ liền đến. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm không khỏi trong lòng cười một tiếng, đã là lấy tay bắt đầu suy nghĩ lên toàn bộ kế hoạch tới. Vị khách quan kia, thực ngài cũng nên nhìn ra, ta chính là cái chân chạy, 800.000 linh thạch sao có thể đều trang ta trong túi quần a. Tựa hồ là sợ Trác Phàm nghĩ lầm hắn là cái bất trung chi bộc, nện cái này đơn xin ý. Người kia nhất thời khóe miệng một xẹp, bắt đầu giả trang lên ủy khuất, ngài suy nghĩ một chút, cho dù chủ nhân nhà ta là vương phủ hộ vệ, ta là hộ vệ nô tài, nhưng ta một cái thần chiếu cảnh, trong phủ có thể lớn bao nhiêu quyền lực, có thể xử trí chủ nhân bất động sản a. Thực chủ nhân nhà ta vừa chết, trong phòng rất nhiều linh binh bảo đan thì đều bị những cái kia hóa hư cường giả một phần quét sạch, chỉ còn tòa nhà này ở chỗ này để đó, không cách nào rời xa. Cho nên bọn họ nhường ta ở chỗ này trông coi, tưởng phương pháp xử lý cái này vừa không động sinh, sau đó cùng bọn họ cùng nhau về nhà thôn làm ra, lại không ở nơi này làm cháu trai. Bởi vậy cái này 800.000 linh thạch, thật không phải ta một người, còn có rất nhiều cao thủ chờ lấy phân đây. Ngài như còn chê đắt, nhiều lắm là 500.000, không thể lại thấp. Nếu không phải ta vội vã mang linh thạch rời đi, căn bản sẽ không hạ giá, nếu là ngài còn không đáp ứng,
ta chỉ có thể khác tìm hắn nhà. Đại hán kia tận tình khuyên bảo nói, Trác Phàm lại là không nói một câu, chỉ là chăm chú nhìn chỗ này sân nhỏ, yên tĩnh suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Nghi đầu không khỏi nhíu một cái, đại hán kia trong lòng nghi hoặc, hắn đã đem giả bộ đáng thương, đại trả giá bán hạ giá thủ đoạn đều dùng, người này làm sao còn không mắc câu đâu. Chẳng lẽ nói hắn không có có nhiều linh thạch như vậy? Thế nhưng là lại không giống a. Hắn một mực suy nghĩ muốn hay không cầm xuống, rõ ràng cũng là tại ước đoán a, cái kia chứng minh hắn túi bên trong khẳng định có hàng, chỉ thì nguyện ý ra bao nhiêu hàng vấn đề. Ánh mắt khẽ híp một cái, người kia cũng là người khôn khéo, con người đi loanh quanh, vội vàng lần nữa nói, vị khách quan kia, thực không dám giấu giếm, thực nhà này có khác càn khôn a. Há, cái gì càn khôn? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm ngạc nhiên nói. Bất giác khẽ cười một tiếng, đại hán kia lắc đầu, ta đây cũng không biết, dù sao chủ nhân nhà ta lúc còn sống tại bên trong nhà này tu rất nhiều mật thất, hoặc luyện công, hoặc luyện đan, hoặc luyện khí. Tuy nói sau khi hắn chết, bảo bối đều bị mọi người phân sạch sẽ, nhưng bảo vệ không cho phép cái kia xó xỉnh, còn có không có bị bắt đi bảo bối đây. Chỉ cần ngài tìm tới một kiện, nói không chừng 800 ngàn linh thạch vốn nhi thì hồi, cũng coi như chúng ta bán phòng đưa ra ngoài tặng phẩm, đều là nhìn chính ngài vận khí. Hơi hơi suy nghĩ một chút, Trác Phàm không khỏi bật cười lắc đầu. Hắn lần này dọa người giải thích, người khác hoặc là vì tham món lời nhỏ liền tin, nhưng hắn Trác Phàm lại có thể dễ dàng như thế mắc lừa. Bất quá, hắn hiện tại xác thực cần một cái đặt chân chỗ, trường cư nơi đây, yên lặng nhìn biến mới là. Khóe miệng xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong, Trác Phàm mi đầu lắp một cái, nhìn về phía đại hán kia cười nói, huynh đài, ngươi vừa mới không phải nói 500 ngàn sao? Ây, cái này, vừa mới ta không nói tặng phẩm a, không khỏi trì trệ, người kia rực rỡ cười một tiếng. Từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, Trác Phàm mở miệng yếu ớt, nếu như ngươi có thể tìm tới lời nói, sớm đem tặng phẩm lấy đi, còn có ta chuyện gì? Tóm lại 500 ngàn, ngươi không bán, ta tìm hắn nhà. Dù sao ngươi cũng nói, một tháng trước bị giết mấy trăm cao thủ, nghĩ đến gần nhất bán nhà cửa rất nhiều đi. Thân thể nhịn không được lắc một cái, đại hán kia nghe được lời này, thật hận không thể hung ác rút chính mình hai miệng, trong lòng một trận oán thầm, nói với hắn những chuyện này làm gì, giá đều nhấc không đi lên. Thế nhưng là hắn chả vội vã rời đi, phòng này lại không ra tay thì nện trong tay, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ giá thấp bán ra. Cứ như vậy, hai người thủ tục bàn giao cùng linh thạch về sau, Trác Phàm liền mang theo Cổ Tam Thông nghênh ngang đường đi chú nơi này. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là, nơi này lại sớm đã có người đặt chân. Tặng phẩm, tặng phẩm, tặng phẩm. Như cùng một cái hồn nhiên ngây thơ hài đồng, Cổ Tam Thông một mặt hưng phấn mà tại cái này rộng lớn trong sân chạy, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tràn đầy vẻ kích động. Một hồi chui lên xà nhà, một hồi lại chui vào hồ nước, mỗi cái xó xỉnh đều lui một lần, chỉ vì tìm tới vừa mới người kia sở thuyết bảo bối. Trác Phàm nhìn qua hắn như vậy bộ dáng, không khỏi bất đắc dĩ bật cười một tiếng, thản nhiên nói, tiểu tam tử, người kia thì vừa nói như vậy, dẫn dụ chúng ta mua chỗ này tòa nhà mà thôi, từ đâu tới cái gì tặng phẩm. Nếu là có cái kia bảo bối lời nói, nguyên lai trong phủ những người kia còn sớm tìm đến chia cắt, còn có thể đến phiên chúng ta hai cái. Vậy cũng không nhất định a, lão cha. Vẫn như cũ luồn lên nhảy xuống chui tới chui lui, Cổ Tam Thông một trận mới là kích động, có lẽ những người kia đần đây, bọn họ không tìm được, không có nghĩa là chúng ta tìm không thấy. Lấy lão cha thông minh, còn có lỗ mũi của ta, nhất định có thể tìm tới cái kia ẩn tàng mật thất. Nghe được lời này, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười khẽ một tiếng, tiểu tam tử, vậy ngươi tìm tới lại có thể thế nào? Chỉ là phàm giai dung hồn cảnh tu giả luyện chế đồ chơi, tại trong mắt chúng ta, bất quá đổ bỏ đi thôi. Lão cha trong giới chỉ tùy tiện xuất ra một kiện đồ vật, đều so với hắn cái kia bảo bối muốn chân quý được nhiều, ngươi còn phí cái kia lực làm gì? Thân thể bất giác trì trệ, Cổ Tam Thông thật sâu liếc hắn một cái, lại là không nói gì, nhưng vẫn tại mỗi cái sân nhỏ chợt tới chợt lui, dường như còn đang tìm kiếm đồng dạng. Trác Phàm gặp này, có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh liền không sai. Nói cho cùng, tiểu tam tử vẫn là một đứa bé, tính trẻ con chưa phai mờ. Hắn tìm đồ, có lẽ cũng không để ý đồ vật là cái gì, chỉ là hưởng thụ quá trình này mà thôi. Trước kia tiểu tam tử tìm kiếm linh dược, một là quấn bụng, hai khả năng chính là vui đùa.
Về sau Trác Phàm cùng côn bằng trong tay linh dược đều đã sung túc, không cần đến hắn lại đi tìm. Tại áo cơm không lo phía dưới, lại là phong bế cái kia phần hài đồng linh tính. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm lại sâu sắc xem tiểu tam tử liếc một chút, lại là trong lòng có chút hổ thẹn. Thân là phụ thân hắn, lại là không có lưu ý đến hắn tâm cảnh, cũng thật sự là thất trách a. Tiểu tam tử, người tìm đi, tìm được về sau mang ta đi xem một cái, ta cũng muốn nhìn một chút đó là cái gì bảo bối. Chợt, Trác Phàm nhìn về phía một mực lấp lóe không ngừng cổ tam thông hét lớn lên tiếng. Thân thể hơi chấn động một chút, cổ tam thông quay đầu nhìn Trác Phàm liếc một chút, cuối cùng lộ ra rực rỡ nụ cười, tốt, ta nhất định sẽ tìm tới. Nói, cổ tam thông đã là lóe lên một cái, lại biến mất bóng người. Yên tĩnh mà nhìn xem cái kia đạo hồng ảnh biến mất, Trác Phàm cười nhẹ lắc lắc đầu, trong lòng một trận vui mừng. Lão cha, ta tìm tới, thật có bảo bối a. Thế mà, đúng lúc này, cổ tam thông hưng phấn kêu to lại là lần nữa đột nhiên vang lên, vui mừng không thôi, mà lại kiện bảo bối này, lão cha ngài hiện tại khẳng định không có. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm bất giác ngơ ngác, ngạc nhiên nói a, còn thật có bảo bối a, nhanh như vậy tìm đến. Xem ra cái kia người bán hàng rong nói nơi này có tặng phẩm, còn thật không phải nói bậy. Kết quả là, theo tiểu tam tử tiếng kêu gào, Trác Phàm theo tiếng mà đi, rất nhanh liền tới đến một cái yên lặng tạp thảo phòng tử trước. Trên dưới dò xét phòng này một phen, Trác Phàm một trận kỳ quái, cái này không phải liền là tạp hóa phòng sao? Nhà này nguyên chủ nhân cái gì đam mê, đem mật thất tu ở chỗ này? Có lẽ là vì bảo hiểm, ân, xác thực đầy đủ bảo hiểm. Đoán chừng những cái kia hóa hư thần chiếu các cường giả, muốn đều sẽ không nghĩ tới, bảo tàng bối địa phương hội thiết lập ở chỗ này. Bất quá, đến mức là bảo bối gì, Trác Phàm lại cũng không để ý như vậy, dù sao mặc kệ bảo bối gì, đều nhập không hắn pháp nhãn. Hắn lần này đến đây, bất quá là vì nghênh hợp nhi tử hứng thú mà thôi, khác quét tiểu tam tử hưng a. Cái này, cũng coi là một cái phụ thân trách nhiệm. Tiểu tam tử, đến tột cùng tìm tới vật gì tốt a? Để lão cha nhìn xem. Ách, mang theo một mặt ý cười, Trác Phàm như là dỗ tiểu hài nhi giống như, chậm chậm phải đi tiến cái kia mau trong nhà tranh, lại là ngột đến khẽ giật mình, bị tình cảnh trước mắt hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái kia cỏ tranh phòng khô ráo trên mặt đất, đang nằm một vị thanh xuân thiếu nữ, mặt trứng ngỗng, mắt phượng, da như mỡ đông, eo giống như cây liễu, không nói ra xinh đẹp. Chỉ là lúc này, nàng phảng phất là bị thương nặng hôn mê giống như, sắc mặt dị thường trắng xám, khóe miệng cái kia một tia đỏ tươi, lộ ra cực kỳ chói mắt. Tiểu tam tử cứ như vậy ngồi xổm ở nàng bên cạnh, một mặt hưng phấn mà chỉ nàng nói, lão cha, bảo bối, nữ nhân, hắc hắc hắc. Da mặt nhịn không được co lại, Trác Phàm nhìn thấy tiểu tam tử cái kia hồn nhiên ngây thơ trên khuôn mặt, chợt lộ ra bị ổi như thế nụ cười, nhịn không được tiến lên hung hăng gõ gõ đầu hắn. Mắng to lên tiếng tiểu đông tây, bao lớn tuổi tác, thì coi nữ nhân là bảo bối. Ta hơn 300 tuổi. Cổ một cái, cổ tam thông đưa mũi lên trời nói, khác coi ta là hài tử, rất nhiều thứ ta thế nhưng là đều rất rõ ràng. Ách, không khỏi trì trệ, Trác Phàm trong lòng không còn gì để nói. Xem ra vừa mới đem tiểu tử này làm đồng dạng hài tử đến xem, thật sự là chính mình thất sách, cái này nha tuyệt đối là cái giả bộ nai tơ lão nhân tinh. Xem ra chính mình không thể làm người cha hiền lành, thỏa đáng nghiêm phụ mới được. Bất đắc dĩ cười nhẹ lắc lắc đầu, Trác Phàm thật sâu nhìn cổ tam thông liếc một chút, lẩm bẩm nói, tiểu tam tử, vậy ngươi muốn đem bảo bối này làm sao bây giờ? Tuy nói ngươi hơn 300 tuổi, nhưng bộ này thân thể nhỏ bé có vẻ như cũng không dùng được a. Gương mặt bất giác một đỏ, cổ tam thông tiểu tinh quái, tự nhiên biết Trác Phàm nói có ý tứ gì, bất giác có chút xấu hổ. Đồng thời còn có một cỗ phẫn nộ, hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút, cả giận nói, lão cha, ngươi thật xấu xa. Ta bẩn thỉu, coi ta nghe đến ngươi đem nữ nhân cùng bảo bối hai cái từ liền đến cùng một chỗ thời điểm, lão nhân tinh, ngươi nói cho ta biết làm sao có thể không bẩn thỉu. Trong mắt chừng một cái, Trác Phàm cũng là hung hăng nhìn về phía hắn. Một cái miệng nhỏ chề môi, cổ tam thông bất giác nhẹ hừ một tiếng nói, nữ nhân này ta tìm đến thời điểm. Đã tối tăm khuyết ở chỗ này đã lâu, khí tức yếu ớt, bằng vào ta đến xem, cái này nữ nhân nhất định là nhà này nguyên chủ nhân dùng đến luyện công song tu lô đỉnh. Nếu là đỉnh lô, theo tu luyện góc độ giảng, ta đem nàng gọi bảo bối, có gì không thể. Ha ha,
tiểu tử thúi, cùng ta dở giọng văn vở đứng dậy a. Chố mắt nhìn, Trác Phàm cũng là không phục, lúc này đặt tay lên nữ tử kia rét lạnh cổ tay, tìm kiếm một phen, lại là nhất thời cười ha hả, ha ha ha. Cái này ngươi lại đoán sai, cái gì lô đỉnh, nhà đầu này vẫn là cái chim non đây. Trong lòng trì trệ, Cổ Tam Thông bất khả tư nghị nhìn nữ tử kia liếc một chút, trong mắt có chút mê hoặc. Làm sao, hắn đoán sai sao? Cái kia cái này nữ nhân làm sao lại tại cái nhà này bên trong bị tìm tới, chẳng lẽ không phải nguyên chủ nhân còn sót lại đồ vật? Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm không khỏi mỉa mai cười ra tiếng, tiểu tử, mắt trợn tròn a, nhà đầu này căn bản không phải cái viện này người. Ngươi suy nghĩ một chút a, nàng nếu là nhà này nguyên chủ nhân lô đỉnh lời nói, bộ này dung mạo còn không lúc này bị những người kia cướp đi a. Mà lại, ta nhìn nàng thương thế này rất nặng, ít nhất một tháng có thừa. Trác Phàm đang cùng chính mình nhi tử phân cao thấp, đại lực khoe khoang lấy chính mình học thức, lại là chợt khẽ giật mình, tựa như nghĩ đến cái gì giống như, đôi mắt bỗng dưng liền nhỏ nheo lại, thì thào lên tiếng. Một tháng có thừa, đây chẳng phải là. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm đã là lúc này đem nữ tử kia ôm lấy, hướng hậu viện đi đến, tiểu tam tử, cho ta thu thập ra một gian chỉnh tề gian phòng, ta muốn chữa thương cho nàng. Không khỏi sững sờ, Cổ Tam Thông nhìn lấy Trác Phàm như thế cách làm, có chút không hiểu, trong mắt tràn đầy mê vẻ nghi hoặc. Cha của hắn lúc nào hảo tâm như vậy, còn chủ động thay người liệu thương. Hơn nữa còn là cái nữ. Bỗng dưng, Cổ Tam Thông dường như nghĩ đến cái gì, một mặt cười xấu xa hét to lớn tiếng, tốt, lão cha, ngươi là lấy liệu thương tên, cùng với nàng song tu a. Ngươi chờ, ta có cơ hội nhất định nói cho mẹ ta biết đi. Thân thể bỗng nhiên trì trệ, Trác Phàm kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất, sau đó quay đầu hung tợn nguýt hắn một cái, mắng tiểu tam tử, ngươi cái hố cha tiểu đông tây, lão tử lúc nào song tu qua. Ngươi cũng không nghĩ một chút, cái này một tháng trước đó, Phi Vân Thành bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phi Vân Vương phủ gặp trộm a. Cổ Tam Thông không sai lên tiếng, thế nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, tiếp lấy chỉ nữ nhân kia nói, lão cha, người nói là nàng. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng, 10 phần khẳng định gật đầu, không sai, 89 phần 10, nhà đầu này cùng sự kiện kia có quan hệ. Chúng ta đem nàng cứu, từ trên người nàng nhất định có thể sờ đến rất có bao nhiêu giá trị tình báo. Còn ngẩn người làm gì, còn không mau đi dọn dẹp phòng ở. Vội vã gật gật đầu, Cổ Tam Thông cũng nghiêm túc, cấp tốc nhào vào hậu viện, lập tức liền thu thập ra một cái chỉnh tề gian phòng. Trác Phàm đem nàng mang vào, thả tại sạch sẽ trên giường, sau đó vận chuyển công lực, đưa tay an ủi tại nàng cái trán, trong lòng ngâm khẽ hồi thiên long ngâm. Giống. Một tiếng kêu sợ hãi. Cuồn cuộn thanh sắc quang mang đột nhiên quán trú tại nữ tử kia thể nội, cái kia trên người nữ tử thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục, thế nhưng là đợi cái kia thanh mang tán đi, nữ tử kia vẫn như cũ nặng ngủ không tỉnh, khí tức yếu ớt lợi hại, dường như tùy thời liền muốn tắt khí một dạng. Lão cha, lúc này hô long ngâm vô hiệu sao? Trước kia chúng ta đánh cái kia hoàng phủ lão đầu lúc, hắn không phải dựa vào chiêu này rất khó đối phó sao? Cổ Tam Thông ở một bên nhìn lấy, không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, chúng ta lúc đó đều là thần chiếu cảnh, cái này hồi thiên long ngâm tự nhiên khó chơi, chỉ khi nào nhập hóa hư cảnh, tránh thức thương tật liền không ở thân thể, mà tại thần hồn. Nhà đầu này chính là thần hồn bát trọng cao thủ, lần này trọng thương, chủ yếu tại thần hồn lên, nội phủ theo trọng thương. Thần hồn thương thế chưa lành, nội phủ thương thế cho dù chữa cho tốt, cũng sẽ tái phạm. Ta vừa mới bất quá làm một số khẩn cấp trị liệu, treo hắn nhục thể một hơi mà thôi. Tiếp đó, trị liệu nàng thần hồn, mới là trọng điểm. Cổ Tam Thông gật gật đầu, trong lòng đã là minh bạch. Tiểu Tam Tử, người ở chỗ này nhìn lấy nàng, ta muốn bế quan 3 ngày, luyện chế 11 phẩm thần hồn đan dược mới được, gần nhất không nên quấy rầy ta. Chậm rãi đứng dậy, Trác Phàm vứt xuống một câu lời nói, trực tiếp đi ra ngoài. Cổ Tam Thông sững sờ. Không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ chúng ta trên thân đan dược không được sao? Không được, trừ thần hồn trọng thương bên ngoài, nàng thương thế này có chút kỳ quái, thật giống như. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm tựa hồ lại nghĩ đến cái gì chuyện cũ, chậm rãi nhấc từ bản thân kỳ lân tí, phía trên còn giữ một đạo rõ ràng vết sẹo, lại là lần trước bị Kình Thiên kiếm gây thương tích tạo thành,
thật giống như lần trước thánh binh trọng thương một dạng, cái kia cỗ kỳ dị linh khí ngưng tụ không tan, kẻ nhẹ không quan trọng, nhưng lời nói nặng, còn cần đặc thù đan dược, mới có thể chữa trị. Một gian đen nhánh trong mật thất, bày biện một cái một thước rưỡi đường, cao ba trượng huyền hoàng thanh đồng đan lô, cuồn cuộn nóng rực hỏa quang, đang không ngừng kịch liệt thiêu đốt lên, tán phát ra trận trận pha trộn chi khí, tràn ngập cả phòng. Mà tại ánh lửa kia chiếu rọi phía dưới, một đạo vốn đã cùng bốn phía hắc ám hòa làm một thể thân ảnh màu đen, nhưng cũng dần dần hiển lộ ra cái kia quen thuộc khuôn mặt, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Chỉ là giờ này khắc này, hắn lại khẽ nhắm hai con ngươi, trong tay bấm niệm pháp quyết, ngồi ngay ngắn đan lô chính đối diện, không nhúc nhích, dường như ngủ một dạng. Ong ong ong. Bỗng nhiên, một trận vô hình không gian ba động vang lên, toàn bộ đan lô bắt đầu càng không ngừng rung động động. Ngay sau đó nhưng ngửi đụng một tiếng vang thật lớn phát ra, đan lô nóc đúng là ngột một chút nổ bay lên, một khỏa tròn trịa bóng loáng, tản ra ám kim sắc trạch, như ngón cái kích cỡ tương đương đan hoàn, nhất thời nhất phi trùng thiên, linh lợi thì hướng ra phía ngoài bay đi, phảng phất muốn chạy ra nơi này giống như. Song đồng bỗng nhiên mở ra, Trác Phàm nhìn lấy viên kia đan hoàn như sao băng xẹt qua trước mắt, không khỏi trong tay trong nháy mắt bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía trước, bình tĩnh. Kít. Bỗng nhiên, viên kia đan hoàn nhất thời ngừng tại hư không, cũng đã không thể động đậy mảy may. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm chậm rãi xuất ra một bình sứ nhỏ, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, sau đó vẫy tay, viên kia đan hoàn thuận tiện dường như bị bắt trở về phạm nhân giống như, xám xịt mà rơi vào cái kia trong bình. Đến tận đây, Trác Phàm mới hài lòng đem nắp bình đắp lên, thở sâu, dương dương tự đắc đi ra căn này mật thất. Đi hô hấp ngoài phòng đã lâu không khí mới mẻ đi. Ai, chỉnh một chút ba ngày bế quan luyện đan, rất lâu không có đi ra a. Ngoài phòng ánh nắng tươi sáng, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn một chút cái kia chói mắt ánh nắng, bất giác thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nhất thời tâm thần thanh thản, nhẹ dơ lên cước bộ, liền vẫn hướng về hậu viện phòng trọ phương hướng tiến đến. Kẹt kẹt. Rất nhanh, hắn liền tới đến một gian nhà trước, khẽ đẩy cửa phòng, trực tiếp đi vào. Mà ở bên trong, Cổ Tam Thông buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trước bàn, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào giường chiếu vị trí, tại phía trên kia, một cái thanh lệ thiếu nữ, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, như là một vị ngủ mỹ nhân giống như, an tường không màng danh lợi. Dương mắt nhìn hai người liếc một chút, hết thảy như thường, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, tiểu tam tử, cái này ba ngày đến, cô nương này vẫn tốt chứ? Ai u lão cha? Ngài cuối cùng bế quan đi ra, ngài nếu là lại không xuất quan, ta ngày ngày trông coi như thế một cái người vô dụng, sẽ phải ngạt chết. Nhìn thấy Trác Phàm rốt cục đến, Cổ Tam Thông không khỏi thở dài thở ngắn, tố lên khổ tới. Trác Phàm gặp, không khỏi điều cười ra tiếng, có thể trông coi như thế một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân ba ngày, không biết bao nhiêu người vui vẻ muốn ngủ không yên, người ngược lại là ngại lên khổ đến, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Hừ hừ. Tựa như ngài nói như thế, ta cũng phải cần dùng đến a. Không khỏi bật cười một tiếng, Cổ Tam Thông hình như có ý, giống như không có ý nhìn một chút chính mình cái kia nhỏ gầy thân thể, trên mặt một trận bất đắc dĩ. Da mặt nhịn không được run run, Trác Phàm mắt trợn trắng, cười mắng, tiểu tử thúi, sớm muộn ngươi sẽ dùng tới, nghe nói thánh thú thực lực đại trướng về sau, liền sẽ trưởng thành, thật tốt lớn thân thể đi. Vỗ nhẹ nhẹ đập đầu hắn, Trác Phàm yên lặng cười cười. Liền đi nhìn nữ tử kia thương thế. Cổ Tam Thông tay nâng cái cằm, thở ơ lắc cái đầu, lại là cũng không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn vì nữ nhân kia dò xét. Thật lâu, Trác Phàm đem tay theo nữ tử kia trên cổ tay lấy ra, khẽ gật đầu, còn tốt, thương thế vẫn chưa chuyển biến xấu, còn có thể cứu. Nói, Trác Phàm liền xuất ra cái kia bình sứ nhỏ, đổ ra viên kia vừa mới luyện chế thành, thượng còn tản ra từng trận oi bức đan hoàn. Đẩy ra nàng môi son, nhẹ nhàng nhét vào. Bỗng dưng, đan hoàn vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước trong nháy mắt tiến vào nữ tử thể nội. Nữ tử kia cũng là thân thể nhìn không được hung hăng run run, vốn là thanh lệ trên khuôn mặt, cuối cùng nhíu lên mỹ lệ cái trán, có phản ứng. Nhưng là rất nhanh, nữ tử kia liền lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, vừa trầm nặng ngủ mất. Lão cha, nàng làm sao còn bất tỉnh? Ngài đan dược được hay không a? Cổ Tam Thông dò xét cái đầu liếc nhìn nàng một cái, gặp nàng vẫn như cũ như lúc trước một dạng,
không khỏi hơi không kiên nhẫn thở dài, bực tức nói. Đưa tay lần nữa đem nàng mạch, Trác Phàm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, nhìn về phía Cổ Tam Thông cười nói, tiểu tử thúi, lão cha đây chính là 11 phẩm thần hồn linh đan, thánh hồn đan, làm sao có thể không được. Nàng là thương thế quá nặng, một lát còn không khôi phục lại được. Chờ qua mấy ngày, hẳn là có thể thức tỉnh, người tại cái này trông coi, đừng để nàng sau khi tỉnh lại chạy, vậy chúng ta thì phí công nhọc sức. Vừa dứt lời, Trác Phàm đã là đứng dậy đi ra ngoài. Chờ một chút. Thế nhưng là, còn không đợi hắn đi ra bao xa, Cổ Tam Thông lại là bĩu môi, một mặt buồn bực nhìn về phía hắn, lão cha, làm sao còn là ta đến thủ A, người muốn làm gì đi? Ây, ta, cho nàng lại luyện chút bổ thân thể đan dược đi, ha ha ha. Không khỏi rực rỡ cười một tiếng, Trác Phàm đã là liên tục không ngừng đi ra ngoài, vừa đi còn một bên gật gù đắc ý, tìm cho mình lấy các loại lý do ai, cái này luyện đan đúng là mệt thật. Nếu không phải muốn cho nàng sớm một chút thức tỉnh, ta mới không muốn. Bạch! Thế mà, ngay tại hắn muốn đi ra khỏi cửa lúc, một đạo hồng quang lại là một cái lắc mình, trong nháy mắt cản ở trước mặt hắn. Cổ Tam Thông tức giận bĩu môi, oán hận nói, lão cha, ta tuy nhiên não tử không có ngươi dễ dùng, nhưng cũng không phải là đồ ngốc. Lúc trước ngươi nói phổ thông liệu thương đan dược không trị được nàng, cho nên mới nhường ta thủ tại chỗ này, ngươi đi luyện đan. Có thể bổ thân thể đan dược chúng ta không phải phần lớn là A, còn cần ngươi đi lại luyện. Hừ, ngươi coi ta là 3 tuổi trẻ em A. Ách, cái này. Thân thể bất giác trì trệ, Trác Phàm trên mặt nhất thời cứng đờ, sau đó con ngươi hai bên loạn chuyển, nghĩ đến đối sách. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nghĩ ra mới lý do, Cổ Tam Thông đã là hét lớn một tiếng, hiện tại ngươi ở chỗ này trông coi nàng, ta đi ra ngoài chơi nhi. Vừa dứt lời. Cổ Tam Thông siêu một tiếng, đã là trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Ai, chờ chút. Trác Phàm vội vàng kêu to, dĩ nhiên đã không kịp, tiểu tử kia sớm đã không biết chạy đi nơi đâu. Quay đầu nhìn xem cái kia vẫn như cũ chưa từng có mảy may thức tỉnh dấu hiệu nữ tử, lại ngửa đầu nhìn xem Cổ Tam Thông biến mất phương hướng. Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thở dài nói ai, tiểu tử này liền sẽ không cho lão cha chia sẻ một số áp lực sao. Ở chỗ này trông coi một cái người vô dụng, xác thực thẳng nhàm chán đến A. Ta còn muốn ra đường tìm hiểu một chút cái này Phi Vân Thành động tĩnh đây. Không sai, Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông một dạng, đều không muốn tiếp cái này buồn tẻ việc phải làm. Bởi vì cái gọi là có cái gì dạng phụ thân, thì có cái gì hình dáng tử, hai người này đều là loại kia hùng hùng hổ hổ làm đại sự người. Để bọn hắn lưu tại nơi này làm loại này cẩn thận lại tốn thời gian sự tình. Thật sự là so giết bọn hắn đều khó chịu. Bất quá không có cách, nhi tử chạy, việc này lại không thể không có người làm, đành phải lão tử đình. Kết quả là, tại vạn bất đắc dĩ dưới, Trác Phàm đành phải cùng Cổ Tam Thông lúc trước một dạng, buồn bực ngán ngẩm ngồi tại bàn tròn bên cạnh, ngáp, một mặt nhàm chán nhìn chằm chằm trên giường cái kia bóng hình xinh đẹp. Thỉnh thoảng đi lên đem nàng mạch tượng, nhìn nàng lúc nào thức tỉnh. Thế nhưng là rất kỳ quái là, nàng thương thế đang dần dần khôi phục, lại vẫn không có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu. Mi đầu thật sâu nhăn lại, Trác Phàm trong lòng nghi hoặc, lúc này lại cho nàng nhét mấy khỏa liệu thương đan dược, nhưng là vẫn không có cái gì chứng dùng. Liên tiếp 3 ngày qua đi, cái này nữ nhân cũng là không chút nào tỉnh. Mà Trác Phàm so Cổ Tam Thông còn không có tính nhẫn nại, đã là nhịn không được trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn xem bên ngoài sáng sủa bầu trời, không thấy một con chim tước bay qua. Chớ nói chi là bóng người, trong miệng không khỏi lầm bầm lên, bà mẹ ngươi chứ gấu à, vật nhỏ này hắn chạy đến nơi đâu. Phóng một cái phong thì không trở lại, lúc trước nói tốt cha con bất tương ly, sống nương tựa lẫn nhau, làm lẫn nhau thiên sứ. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, mới mấy ngày à, thì hận không thể theo lão tử chỗ này bay đúng hay không. Liên tiếp 3 ngày đều không trở lại, hừ, đứa con bất hiếu này. Trên mặt tràn đầy nộ khí. Trác Phàm trong phòng quét tới quét lui, thỉnh thoảng vừa nhìn về phía trên giường bóng người xinh xắn kia, nhịn không được chỉ về phía nàng cái mũi mắng to, ngươi tiểu nha đầu này, trên người ngươi thương tổn, lão tử đã có thể trị đều đã chữa, ngươi nha làm sao còn bất tỉnh. Nếu là ngươi lại không tỉnh lời nói, có tin ta hay không quất ngươi nha. Nữ tử kia một mặt bình tĩnh, vẫn như cũ nằm tại chỉnh tề trên giường, không nhúc nhích. Trong lòng một trận nổi trận lôi đình. Trác Phàm đây cũng là những ngày này bị ngột ngạt, hỏa khí không có vị trí phát. Vì giám thị nữ nhân này, hắn
hắn 3 ngày này chuyện gì không có làm, tu luyện cũng không dám tĩnh tâm tu luyện, liền sợ cái này nữ nhân đột nhiên tỉnh lại, quấy rầy hắn. Cứ như vậy, liên tiếp 3 ngày hoang phế, còn không có kết quả, đây là hắn không thể nhịn. Nghĩ đến hắn cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, không có cái gì không thể đánh nữ nhân ước thúc. Có điều hắn tốt xấu là cái phụ thân, tổng không có thể làm cho mình nhi tử nhìn đến, chính mình đối thủ không tấc sắt phụ nữ và trẻ em động thủ đi, vậy mình anh hùng hình tượng chẳng phải đều hủy. Làm vì phụ thân, chỉ có tại hài tử trước mặt, là không thể có bất kỳ vết bẩn. Như là làm tặc một dạng, hai bên bốn phía nhìn 7, 8 lần, xác nhận tiểu tam tử không có trở về, Trác Phàm mới một mặt tà cười, đi vào nữ tử kia bên giường, nhìn lấy tấm kia tinh xảo khuôn mặt, không có hảo ý xoa xoa tay nói, cô nương, ngươi cái này cũng đừng trách ta cũng là vì ngươi tốt, có lẽ cái này 2 bàn tay đi xuống, ngươi thì tỉnh đâu. Nếu như ngươi còn không có tỉnh, ta cũng coi như xuất khí, tất cả mọi người không có tổn thất gì, đúng không, hắc hắc hắc. Phi phi, không khỏi xấu cười một tiếng, Trác Phàm tại chính mình lòng bàn tay thoá 2 ngụm nước bọt, sau đó xoay tròn bàn tay, liền hoa một tiếng hướng nữ tử kia non nớt gương mặt vỗ qua. Đương nhiên, cái này một cái, Trác Phàm tự nhiên không dùng lực, chỉ là để cho mình bực bội lòng có cái phát tiết chỗ mà thôi. Không phải vậy, chẳng phải trực tiếp đem nữ tử kia đầu phiến không? Thế nhưng là, cái kia cổ liệt phong, vẫn là thổi đến nữ tử kia đen nhánh sợi tóc nghênh phong bay múa. Cái này 2 bàn tay nếu là thật phiến thực, đoán chừng tại nữ tử kia xinh đẹp trên mặt lưu 2 cái trưởng ấn, đó là không có vấn đề. Thế mà, ngay tại Trác Phàm một trưởng này lập tức liền muốn đánh phải nữ tử kia mặt mũi lúc, phạch một cái, nữ tử kia đúng là nhất thời mở ra song đồng, chăm chú nhìn chăm chú về phía Trác Phàm, trong đồng tử tràn đầy vẻ tức giận. Kít! Thân thể bất giác trì trệ, Trác Phàm nhất thời sừng sốt, vỗ xuống một trưởng kia cũng bỗng dưng dừng ở giữa trời. 3. Bỗng nhiên, một tiếng vang nhỏ, nữ tử kia đột ngột đến một phát bắt được Trác Phàm cổ tay, sau đó hơi vung tay liền đem hắn thẳng tắp ném nửa vòng, ngã trên giường. Tiếp lấy nữ tử kia một cái xoay người, chỉnh chỉnh áp ở trên người hắn, một thanh nắm được hắn vị trí hiểm yếu, yêu kiều lên tiếng, người vừa mới nói, muốn quất ai đây? Vừa mới cái kia một chút, nữ tử không có hiển lộ bất luận cái gì sát ý, Trác Phàm cũng liền không có tính toán. Tùy ý nàng đem chính mình ném tới trên giường. Giờ này khắc này, hắn thẳng tắp nằm tại bao quát trên giường lớn, bị nữ tử kia hung hăng áp chế, ngửa đầu nhìn lấy nữ tử kia tinh xảo khuôn mặt, không khỏi trong lòng nghi hoặc, bật thốt lên, ngươi. Ngươi tỉnh, lúc nào tỉnh? Hừ hừ, xin lỗi, một ngày trước ta thì tỉnh. Cười lạnh, nữ tử kia hung hăng chừng lấy Trác Phàm, châm chọc nói, thế nào, không có thể làm cho ngươi quất thành 2 bàn tay, có phải hay không rất khó chịu a? Trong lòng không sai gật đầu, Trác Phàm không có nghe nàng đằng sau nói, chỉ là chú ý tới nàng thức tỉnh thời gian. Còn tốt, hắn cùng tiểu tam tử đối thoại, nhà đầu này cơ bản không có nghe qua, như vậy cái này cảnh phim liền có thể tiếp tục diễn tiếp. Chỉ bất quá, cùng hắn lúc trước suy nghĩ có chút chệch hướng. Vốn là hắn là muốn lấy ân nhân cứu mạng thân phận cùng tiểu nha đầu này bộ lấy tình báo, nhưng bây giờ rất rõ ràng có hiểu lầm, 2 người không thành thù địch thế là tốt rồi. Cái kia về sau bộ lấy tình báo, cũng liền càng thêm khó khăn. Ai, quả nhiên xúc động là ma quỷ a. Chính mình êm đẹp, muốn quất nàng 2 bàn tay làm gì? Trong lòng không khỏi cười khổ, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía trên thân vị gia nhân này, giống như khóc giống như cười nói, tiểu thư, đã ngài đã tỉnh, làm gì còn muốn giả bộ hôn mê đâu? Hừ, nếu là bản cô nương một chút thì tỉnh lời nói, làm sao có thể tra rõ 4 phía tình huống thật? Người chung quanh, rốt cuộc là địch hay bạn, người bình thường, cũng chỉ có đối 2 loại người buông lỏng cảnh giác, một là chết người, 2 cũng là hôn mê bất tỉnh người. Mi đầu hơi nhíu, nữ tử kia tựa hồ 10 phần đắc ý, liền lấy người tới nói a, lại muốn hướng cả người hãm hôn mê người quát tháo, xem xét cũng không phải là người tốt. Nếu không phải bản cô nương giả bộ hôn mê một ngày, há có thể liếc một chút thì xem thấu người tội ác bản chất. Da mặt nhịn không được hung ác run rẩy. Trác Phàm không khỏi một trận cười khổ gật đầu, cô nương, ngài thật có thiên tư thông minh, kinh nghiệm giang hồ phong phú a. Tại hạ điểm ấy tà ác dùng tâm, thế mà bị ngươi liếc một chút thì xem thấu, bội phục bội phục. Đó là đương nhiên, dù nói thế nào ta cũng là Đông Châu. Một mặt tự đắc dương dương đáng yêu cái cằm, nữ tử kia vui mừng nói ra. Trong mắt ngưng tụ,
Trác Phàm yên tĩnh lắng nghe. Thế nhưng là nữ tử này cũng xác thực cẩn thận, lời nói đều đến miệng một bên, lại là ngột đến trì trệ, trầm ngâm nửa ngày, lại nuốt trở về. Trong lòng bất giác thở dài, Trác Phàm không có nghe được mình muốn tin tức, không khỏi con ngươi loạn chuyển, nhất thời nảy ra ý hay, thám thính nói, cô nương tuổi còn trẻ, lại có hóa hư bát trọng tu vi, so ta cái này Tây Châu số một số hai thiên tài đều mạnh mấy lần không ngừng, ngài tại Đông Châu nhất định là danh môn vọng tộc đi. Ai cần ngươi lo, ngươi muốn thám thính ta đường đi đúng hay không? Trong mắt bất giác chừng một cái, nữ tử kia lúc này giống to lên tiếng, trong mắt bỗng dưng thì phát lên thật sâu vẻ cảnh giác. Trong lòng không khỏi run lên, Trác Phàm biết lúc này không nên lại dò xét nghe tiếp, miễn cho gây nên càng lớn hoài nghi, liền vội gấp khoát khoát tay, giả bộ nhát gan nói, không phải không phải, cô nương hiểu lầm, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngài không muốn nói coi như. Thật sâu liếc hắn một cái, nữ tử kia nhẹ hừ một tiếng, nhất thời trầm mặc không nói. Phanh phanh phanh. Bỗng nhiên, đúng lúc này, từng tiếng vang dội tiếng gõ cửa lúc trước viện xa xa truyền đến, Trác Phàm nghe đến, không khỏi giật mình, trong lòng nghi hoặc. Bọn họ vừa mới đặt chân cái này Phi Vân Thành, người nào hội tìm tới cửa đâu? Sẽ không phải là tiểu tam tử tiểu tử kia, kém tính không thay đổi, lại ở bên ngoài gây chuyện thị phi đi. Đừng nhúc nhích. Cạch. Nghe đến cái này tiếng vang động, nữ tử kia tựa hồ so Trác Phàm càng khẩn trương, trong tay siết chặt, nhất thời đem Trác Phàm cổ đều bóp đến ra hiện xương bạo âm thanh. Bỗng dưng, Trác Phàm kìm nén đến mặt mo đỏ bừng, vỗ vỗ tay nàng nói, cô nương, người điểm nhẹ, ta muốn bị bóp chết. Bóp chết thì chết, xem xét người cũng không phải là người tốt lành gì, vừa mới còn muốn đối thân hãm hôn mê ta tát một phát, coi như bị ta bóp chết cũng không oan. Mắt hạnh trừng trừng, nữ tử kia bất giác nhẹ hừ một tiếng, hoàn toàn không để ý tới hắn. Chỉ là một mặt chú ý mà nhìn xem ngoài cửa cái kia tiếng gõ cửa truyền đến phương hướng, trong mắt không nói ra ngưng trọng. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm biết nữ tử này đối với hắn không có sát ý, không phải vậy lấy Trác Phàm thực lực, sớm đem nữ tử này phản sát, thế nhưng là như thế bị bóp lấy, cũng không phải cái biện pháp đi. Riêng là bị hắn nhi tử nhìn đến, hắn lão tử thế mà bị một nữ tử bóp lấy cổ, còn thể thống gì. Kết quả là... Trác Phàm giả bộ cầu khẩn nói, cô nương, ta là một tên luyện đan sư, người thương đều là ta chữa cho tốt, người không thể lấy oán báo ân a. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, nữ nhân kia suy nghĩ một chút cũng thế, liền có một chút do dự, chậm rãi buông ra bàn tay. Ta biết, tuy nhiên người vừa mới muốn phiến ta bàn tay cách làm, rất rõ ràng chứng minh người tâm thuật bất chính. Nhưng là tự mình sau khi tỉnh lại, người đút ta liệu thương đan dược sự tình ta cũng biết. Minh bạch là ngươi cứu ta. Hiện tại ta thả ra ngươi, nhưng không cho phép ngươi kêu to, không cho phép loạn động, nghe đến không có. Vội vã gật gật đầu, Trác Phàm hai tay che miệng, biểu thị tuyệt không gọi bậy. Nữ nhân kia nhìn đến, mới chính thức lấy tay ra cổ hắn. Lão cha, ngoài cửa có người gõ cửa, ta muốn hay không đi mở. Ách, thế mà, đúng vào lúc này, bên ngoài điên ba ngày cổ tam thông, không biết lúc nào trở về. Phiêu hốt đi vào gian phòng này, lối ra hỏi thăm Trác Phàm ý tứ. Thế nhưng là, làm hắn nhìn đến trong phòng giờ này khắc này cảnh tượng lúc, lại là nhất thời sững sờ, bỗng dưng ngây người. Đó là như thế nào một phen thối nát chi cảnh a? Trác Phàm nằm ngửa ở giường, bị một nữ nhân áp tại dưới thân, mà lại nữ nhân kia một cái tay còn dừng lại tại Trác Phàm ở ngực. Trên thực tế, đó là nữ tử kia mới vừa từ Trác Phàm trên cổ lấy ra, còn chưa rời bàn tay. Thế nhưng là cổ tam thông làm sao biết những thứ này tiền căn hậu quả, hắn chỉ thấy một số không thích hợp thiếu nhi chàng diện, còn có cái kia có chút thối nát tư tưởng, không khỏi trèo lên lúc lộ ra một bộ ghét bỏ ánh mắt, a à. Lão cha, đây chính là ngươi nói khiến người ta vui vẻ ngủ không được phúc lợi đi. Ai, ta là không dùng được, cũng lý giải không, chúc ngươi hạnh phúc. Sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, cổ tam thông chậm chậm đi thẳng về phía trước, nhất thời rời xa gian phòng này. Đi tiền viện mở cửa đi. Đứa nhỏ này, có ý tứ gì? Mi đầu hơi hơi lắc một cái, nữ tử kia tựa hồ còn không có kịp phản ứng, một mặt không hiểu nhìn về phía dưới thân Trác Phàm. Da mặt nhịn không được hung hăng co lại, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ sủi cười ra tiếng, cô nương, ngài còn không bằng một đứa bé thành thục a. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy chúng ta bây giờ cái tư thế này, có chút thiếu lễ độ sao? Thiếu lễ độ? Mi đầu sâu nhăn. Nữ tử kia tựa hồ còn không có kịp phản ứng,
thế nhưng là khi nàng nhìn kỹ hướng lúc này nàng cùng Trác Phàm tư thế lúc, lại là nhất thời kịp phản ứng, sắc mặt hô đến một chút liền bắt đầu nóng, kêu sợ hãi liên tục, đây là có chuyện gì, ngươi làm gì muốn chạy ta trên giường, nhanh cút xuống cho ta. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm không khỏi bật cười ra tiếng, đại tỷ, ta chạy thế nào ngươi trên giường, ngươi không biết sao? Là ngươi cứng rắn kéo ta lên giường có được hay không? Còn nhường ta lăn xuống đi, xin nhờ, ngươi bây giờ chính đẻ ép ta đây, ta làm sao lăn? Há, đúng đúng đúng. Đã bị cái này bất chợt tới sự tình làm hoảng hốt, nữ tử kia một trận luống cuống tay chân, đuổi vội vàng đứng lên, muốn nhảy xuống giường đi. Trác Phàm cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem nàng, cùng một người không có chuyện gì giống như, nhàn nhã tự đắc. Bạch. Thế nhưng là, không biết là bối rối vẫn là khẩn trương duyên cớ, cái này thần bí nữ tử, hóa hư bát trọng cảnh cao thủ, vậy mà tại nhảy xuống giường quá trình bên trong, soạt bỗng chốc bị ga giường mất tự do một cái, nhất thời mất đi thăng bằng, ngã ngã xuống. Mà một góc độ này, cũng thật sự là kỳ diệu tới đỉnh cao, vừa vặn đánh tới hướng Trác Phàm đầu. Vốn là Trác Phàm vẫn không có gì quan trọng tiếp tục nằm, giả bộ chính mình là yếu gà, mặc cho đối phương xử trí, lại bỗng cảm thấy một đạo hắc ảnh nhào tới trước mặt. Còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đụng một tiếng, bóng đen kia đã là hung hăng nện ở Trác Phàm trên đầu. Chỉ bất quá, Trác Phàm chóp mũi lại là bỗng dưng truyền vào một cỗ thấm người hương thơm, bờ môi mềm mại, cũng bí mật mang theo từng tia thơm ngọt cảm giác. Hai bộ thân thể, hai cái đầu, dính sát hợp. Hai đôi mắt, chưa từng có khoảng cách gần như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Bỗng nhiên, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, tất cả đều ngơ ngẩn, chỉ có giữa lẫn nhau trên người đối phương truyền đến ấm áp, để hai người trái tim đều ngăn không được vội vã nhảy lên, hai gò má bỗng dưng liền tất cả đều lửa bắt đầu nóng. Lão cha, bên ngoài là một đám thân mang. Lúc này, Cổ Tam Thông lại không phải lúc chạy tới, trưng cầu Trác Phàm ý kiến, nhưng lại là sững sờ. Thì thào lên tiếng, muốn hay không mở cửa. Ách, vẫn là ta đi mở đi. Vừa đỡ cái chán, Cổ Tam Thông một mặt lập lòe rời đi. A, à, chợt, rít lên một tiếng, nữ tử kia nhất thời từ trên giường ngã xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt tựa hồ còn có đạm mạc nước mắt tại nhấp nhô. Trác Phàm cũng là có chút xấu hổ, trần trờ thân thể ngồi xuống. Đinh, thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng kêu khẽ lại là đột nhiên phát ra. Ngay sau đó một thanh thanh ngọc trường kiếm đã là hung hăng đứng vững Trác Phàm vị trí hiểm yếu. Nữ tử kia mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói cái kia. Đó là ta nụ hôn đầu tiên, ngươi dám khinh bạc bản cô nương nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khoan 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 khoan, cái gì ta khinh bạc ngươi, rõ ràng là ngươi khinh bạc ta à. Vội vã khoát khoát tay, Trác Phàm giả bộ hoảng loạn nói, vừa mới sự tình ngươi cũng biết. Ta cái gì cũng không làm, thì ở nơi đó nằm, chuyện gì không đều là ngươi chủ động được sao? Cô nương, mình đến giảng đạo lý được không? Dù nói thế nào, ta cũng là người ân nhân cứu mạng a. Cái này, trên mặt một trận do dự, nữ tử kia gấp sắp khóc đi ra, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, trong mắt phát ra ngoan sắc, hét lớn, ta đây mặc kệ, dù sao ngươi chiếm ta tiện nghi, ngươi hôm nay phải chết. Nói. Nữ tử kia đã là một thanh trường kiếm cấp tốc đưa trước, mắt thấy là phải một kiếm đâm vào Trác Phàm vị trí hiểm yếu. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm hai con người bỗng dưng liền lạnh xuống đến, kỳ lân tí lên hồng mang cũng dần dần tản mát ra khiếp người hồng quang. Tuy nhiên hắn cần nữ tử này tình báo, nhưng là bé con này hiện tại đã mất khống chế, thậm chí cùng hắn rút đao khiêu chiến, muốn đòi mạng hắn. Cái này, hắn liền không thể khách khí nữa đi xuống. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngốc nhà đầu, đây chính là ngươi tự tìm, ta có thể cứu ngươi, liền có thể giết ngươi. Nếu không làm thịt ngươi về sau, đem ngươi thi thể ném tới trước mặt mọi người, cũng không tin ngươi đồng bọn không có động tác, đến lúc đó như cũ có thể tìm tới manh mối. Nghĩ như vậy, Trác Phàm trong mắt đã là toát ra băng lãnh sát ý. Nhưng là đối với điểm này, nữ tử kia kinh sợ phía dưới. Lại vẫn là không chút nào biết rõ. Nàng đoán chừng nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua thần chiếu ngũ trọng, cùng với nàng so ra quả thực yếu đuối tu giả, là như thế nào đáng sợ ma vương tại thế. Đinh! Êm tai kêu khẽ, vạch phá giữa trời, giống như một đạo như lưu tinh, cấp tốc hướng Trác Phàm đâm tới. Đỏ thẫm ánh sáng,
ẩn ẩn tản ra khiếp người hung ác mang, giống như một cái ẩn tàng hung thú, tùy thời đập ra, đem dám can đảm đến đây phạm uy nghiêm có mắt không tròng người, cắn xé thành cặn bã. Trác Phàm cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem một kiếm kia đâm tới, đã là làm tốt tùy thời bóp nát nó chuẩn bị. Tiểu Đông Tây, các ngươi là gần đây vào ở Phi Vân Thành người sao? Đúng vậy à. Chúng ta là Phi Vân Vương phủ hộ vệ, phụng mệnh đến đây điều tra mới vào thành ngoại nhân, đại nhân nhà ngươi có đây không, đem bọn hắn đều mang ra. Bỗng nhiên, tiền viện từng tiếng ồn ào hét lớn truyền tới, chính đang truyền vào Trác Phàm hai trong tay người. Kít! Thân thể bất giác trì trệ, nữ tử kia đâm về Trác Phàm một kiếm, nhất thời ngừng lại thân hình. Chau mày, sắc mặt một nhân tiện biến đến ngưng trọng dị thường lên, tựa hồ tương đương nặng nề giống như. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ, lập tức minh bạch hết thảy, bất giác trong lòng cười thầm. Nghĩ đến bé con này là nghe đến Phi Vân Vương phủ bốn chữ, không còn dám động thủ. Nếu không mà nói, thân phận nàng bại lộ, đoán chừng ăn không được đi. Mà cái này cũng chính không bàn mà hợp Trác Phàm lúc trước phỏng đoán, nữ tử này quả nhiên cùng một tháng trước Phi Vân Vương phủ lần kia chấn động có quan hệ. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, không khỏi lại có tính toán. Thế nhưng là nữ tử kia nhìn Trác Phàm như vậy cười xấu xa, lại là trong lòng giận dữ, không lý do phát lên một cơn tức giận. Thanh Ngọc Trường kiếm hướng về phía trước một đưa, nhất thời lần nữa đối lên Trác Phàm vị trí hiểm yếu. Nữ tử kia đè thấp lấy thanh âm, gầm thét liên tục, ngươi cười cái gì, không cho cười. Chỗ nào quan tâm nàng cảnh cáo, Trác Phàm không chút phật lòng, hiện tại là ngươi sợ, cũng không phải là ta sợ, chẳng lẽ ta vẫn sợ ngươi hay sao? Kết quả là, Trác Phàm mí mắt nhấc lên một chút, như cũ cái kia cười cười, cái kia khinh miệt khinh miệt. Nữ tử kia gặp này, trong lòng càng giận, thanh trường kiếm tại Trác Phàm giữa cổ so tài một chút, gặp hắn vẫn như cũ không để ý tới nàng. Dường như đột nhiên trâu lên một dạng, quay đầu nhìn về phía địa phương khác, không khỏi vừa tức vừa giận, lại không có cách nào. Dù sao, Phi Vân Vương phủ cao thủ ngay tại tiền viện, nơi này cũng không phải cái giết người địa phương tốt. Ngươi chờ, chờ bọn hắn đi xa, hừ. Ánh mắt khẽ híp một cái, nữ tử kia sớm đã tức giận đến ngoác miệng ra ba. Cô nương. Đúng lúc này, Trác Phàm hơi hơi trầm ngâm một chút. Lại là chợt lộ ra một bộ tà dị tiếu dung, nhìn về phía cô gái kia nói, thực ngươi nên giết ta, bởi vì ta xác thực không phải người tốt, thừa dịp ngươi hôn mê lúc, lại muốn tát ngươi bàn tay. Hừ, cái này ta biết, mà lại giết ngươi cũng không phải vì cái này, mà chính là. Không khỏi giận hừ một tiếng, nữ tử kia hung hăng chừng lấy Trác Phàm, lại là nói, hai gò má một đỏ, rốt cuộc nói không được. Khóe miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Trác Phàm gật đầu hẳn là, xác thực, ngài nụ hôn đầu tiên cũng là ta đoạt, nhưng ta thật không cảm thấy đây cũng là ta là hẳn phải chết, thực ta còn có ác liệt hơn sự tình, chắc là bị ngươi giết, lấy giải trong lòng ác khí. Ác liệt hơn sự tình, chuyện gì, không khỏi sững sờ, nữ tử kia một đầu nghi hoặc. Không khỏi lập lòe cười cười, Trác Phàm tựa hồ còn có chút tiếc nuối, nhưng là rất nhanh liền lại sắc mị mị đánh giá nữ tử kia liếc một chút, chậm rãi đi qua. Tại bên tai nàng nói khẽ cô nương, chúc mừng ngươi, ngươi sớm đã là cái chính thức nữ nhân. Không khỏi giật mình, nữ tử kia nhất thời thân thể chấn động, khó có thể tin nhìn về phía Trác Phàm, thăm thẳm lên tiếng, ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm suy cười ra tiếng, chẳng lẽ ta nói không đủ hiểu chưa? Vậy thì tốt, ta lại nói rõ hơn một chút, cái kia chính là. Ta đã vì ngươi phá thân. Oanh! Giống như vạn đạo sấm sét tại trong đầu oanh tạc, nữ tử kia nhất thời triệt để ngây người, bất khả tư nghị dao động cái đầu, không có khả năng, cái này không phải là thật. Làm sao không có khả năng? Không khỏi ta cười một tiếng, Trác Phàm một mặt quỷ dị nói, cô nương, ngài là như thế nào vưu vật, chắc là chính mình càng rõ ràng đi. Ngươi cảm thấy tại ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, bên cạnh còn có một cái thành thục nam nhân chiếu cố. Loại sự tình này là khả năng phát sinh đây. Vẫn là nhất định phát sinh đây, vẫn là khẳng định phát sinh đây. Ta giết ngươi. Giống như nổi điên sư tử cái, nữ tử kia gào rú một tiếng, đã là một kiếm chỉ hướng Trác Phàm, tê tâm liệt phế quát, nước mắt chảy ngang. Mà Trác Phàm tựa như là cái vô lại giống như, chủ động đem cổ đưa đến nàng kiếm trước, cười nhạo nói, ngươi tới giết, dù sao mặc kệ ngươi giết hay không ta, ngươi đều là phá thân nữ nhân,
đây là sẽ không thay đổi. Mà lại Phi Vân Vương phủ người ngay tại tiền viện, người giết ta, người cũng phải cùng ta xuống tới, không thể nói được chúng ta còn phải táng cùng một chỗ, sinh tử không phân ly. Hắc hắc, như vậy cũng tốt, ta là không quan trọng, mặc dù có một người, cũng có thể chiếu cố chính mình. Nhưng cô nương ngươi nếu là không có khác thân nhân mong nhớ lời nói, thực chúng ta song song tự tử là lựa chọn tốt nhất. Ngươi, ngươi, trong mắt hung hăng lay động, nữ tử kia nhìn đến Trác Phàm nghiến răng nghiến lợi, trường kiếm trong tay cũng đang rung động, nhưng là cuối cùng lại là không có có thể đưa ra cái kia một chút, hai con mắt bên trong tràn ngập do dự. Thật sâu nhìn lấy nàng, Trác Phàm trong lòng không sai, xem ra hắn đoán đúng, trong thành này còn có bọn họ người. Nếu không mà nói, coi như cái này nữ nhân có chí thân vẫn còn tồn tại, nhưng là ở vào nơi xa, tuyệt sẽ không để cho nàng như thế do dự bất định. Tại như vậy vô cùng nhục nhã dưới, xúc động, cho tới bây giờ đều là nhân loại đệ nhất lựa chọn, nàng sẽ không chú ý nhiều như vậy. Mà cái này nữ nhân chỗ lấy do dự, cũng là bởi vì, bọn họ người còn ở nơi này, vẫn còn trong nguy hiểm. Nếu là nàng có cái ngoài ý muốn, bọn họ người làm gì đều sẽ xuất hiện bạo động, ngược lại dễ dàng để Phi Vân Vương phủ người một mẻ hốt gọn. Là người mình an nguy suy nghĩ, coi như nàng bây giờ nghĩ chết, cũng nhất định phải kéo dài hơi tàn lấy. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm trong lòng càng thêm khẳng định, nữ tử này, quả nhiên là một đầu tốt tuyến. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, nữ tử kia trường kiếm cuối cùng rơi xuống đất, nữ tử kia cũng là bỗng dưng ngồi xổm ngồi xuống, ôm đầu khóc giống lấy, chua xót buồn bã khóc, thật là khiến người ta người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Ô ô ô, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng, chậm rãi qua đi, đập vỗ đầu nàng nói, cô nương, không giết ta sao? Lan, gầm lên giận dữ, theo cái kia chôn cái đầu bên trong phát ra, giống như địa ngục u quỷ, hận không thể đem người trước mặt ăn sống nuốt tươi. Thế nhưng là Trác Phàm nghe đến, lại cũng không thèm để ý, lạnh nhạt cười cười nói, đã ngươi không giết ta, cái kia ta nói cho ngươi cái bí mật tốt, thực ngươi bây giờ vẫn là chim non, không có bị phá thân. Thân thể nhịn không được lắc một cái, nữ tử kia bất khả tư nghị nâng lên đầu, nhìn về phía hắn, khó có thể tin nói, ngươi. Ngươi nói thế nhưng là thật. Không khỏi yên lặng cười cười, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi thân thể mình, chính ngươi không biết sao, còn muốn hỏi ta. Gương mặt không khỏi một đỏ, nữ tử kia nhìn xem dưới người mình, muốn kiểm tra một phen, nhưng là thấy một lần Trác Phàm ở chỗ này, lại là vừa thẹn hồng cúi thấp đầu, thì thào lên tiếng, cái kia. Vậy ngươi vừa mới vì sao? Ta cũng là muốn cho ngươi cảm thụ một chút, cái gì là chân quý nhất. Không khỏi bật cười lớn, Trác Phàm lạnh nhạt lên tiếng, làm ngươi biết mình bị sau khi phá thân, còn sẽ để ý vừa mới nụ hôn đầu tiên bị đoạt sự tình sao. Nếu là ngươi ngay cả tính mạng đều không, còn sẽ có não tử đi chú ý phá thân một chuyện sao. Ngươi tuy nhiên muốn giữ vững chính mình phòng tuyến cuối cùng, nhưng là đã không có giữ vững, thì không cần lại quan tâm quá nhiều. Ngươi dù sao cũng nên nghĩ thêm đến chính mình có, mà không phải chấp nhất với mình mất đi đồ vật. Nói. Trác Phàm đột nhiên quay đầu, trực tiếp hướng về phía trước viện phương hướng đi đến, tốt, chúng ta đi gặp những cái kia Phi Vân Vương phủ người đi. Người càng tránh, càng dễ dàng bị người khác coi như nghi phạm mang đi, còn không bằng đi thản nhiên đối mặt bọn hắn. Đừng nói trước ngươi không phải bọn họ muốn tìm người, liền xem như, một đám nhỏ đi đi, bọn họ chỗ nào nhận được ngươi. Tựa như chỉ dẫn, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, dương dương tự đắc đi thẳng về phía trước. Thân thể hơi chấn động một chút, nữ tử kia nhìn lấy Trác Phàm cái kia yêu nhã bóng lưng, lại là bỗng dưng ngây người. Lúc này mới Trác Phàm, như là một vị khám phá thế gian tang thương trí giả, dám vừa mới biểu hiện ra một phen vô lại tác phong, không chút nào cùng. Cho dù là nữ tử kia nhìn đến, cũng không khỏi đến cảm thấy có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tuy nói Trác Phàm mặt ngoài bất quá thần chiếu ngũ trọng tu vi, nhưng cỗ này bình tĩnh ổn định khí chất. Lại là để vị này ngạo kiều nữ tử, không khỏi một trận giật mình lo lắng. Còn có, một mực đi về phía trước cước bộ hơi hơi đình chỉ, Trác Phàm chưa có trở về thân thể, chỉ là nhấc nhấc tay, trêu đùa, liền thân thể mình đều không hiểu người, không nên tùy tiện đùa nghịch tiểu thông minh, miễn cho thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ha ha ha. Cười to một tiếng, Trác Phàm tiếp tục hướng phía trước, chuyển mắt không thấy tăm hơi. Trong mắt chừng một cái. Nữ tử kiều án hận nguyết hắn một cái, lại là lại phốc một tiếng cười khẽ lên,
hai má ở giữa bỗng dưng lóe qua hai đạo tha đỏ, một trái tim không biết làm sao, đúng là ngăn không được nhảy loạn. Có lẽ là bị cái kia bỗng nhiên tới đây Phi Vân Vương phủ bên trong người cả kinh đi. Nghĩ như vậy, nữ tử kia thở sâu, mới nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó dựa theo Trác Phàm chỗ nói, cũng vội vàng hướng tiền viện đi đến. Nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Các vị tiền bối, không biết có gì muốn làm. Vội vàng đi vào tiền viện, Trác Phàm ngẩng đầu xem xét, khá lắm, thuần một sắc dung hồn cảnh cao thủ, đủ có vài chục nhiều, mà lại nơi ngực còn thêu lên Phi Vân Vương phủ đặc thù tiêu chí, một cái màu trắng tường vân. Kết quả là, Trác Phàm nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, hiển thị rõ tiểu nhân vật khiêm tốn. Liếc xéo hắn liếc một chút, gặp hắn bất quá thần chiếu cảnh, những người kia căn bản không có đem hắn nhìn ở trong mắt, chỉ là làm theo phép giống như dò hỏi, ngươi là mới từ nơi khác đến. Vâng, đứa nhỏ này là gì của ngươi? Nhất chỉ một bên cổ tam thông, người kia tiếp tục hỏi. Cúi người hành lễ, Trác Phàm lạnh nhạt trả lời, khởi bẩm tiền bối, là ta con một. Từ chỗ nào đến? Tây Châu. Vì sao tới đây? Tránh né kẻ thù truy sát. Trong phủ nhưng còn có người. Ách! Hỏi câu nói này lúc, Trác Phàm không khỏi trì trệ, không có trả lời ngay, bởi vì hắn không xác định, nhà đầu kia sẽ hay không ấn hắn thuyết pháp, chạy đến trước đây viện tới. Hắn như trả lời có, kết quả nhà đầu kia chạy, chẳng phải đem chính mình hố. Nhưng là nếu là không có, đám người này đem nữ tử kia tìm ra đến, không phải là đem chính mình hố. Cho nên trong lúc nhất thời, hắn cũng là đầy bụng do dự. Mà hộ vệ kia gặp, lại là nhướng mày, có chút kỳ quái, tiếp tục nói, ta hỏi ngươi, còn có hay không người khác? Có, ở chỗ này đây. Thế mà, còn không đợi Trác Phàm trả lời, nữ tử kia đã là liên tục không ngừng vội vàng chạy ra đến, một bộ tràn đầy rực rỡ nụ cười treo ở trên mặt, thật lâu không thôi. Nữ tử kia một đường chạy chậm chạy tới, nhất thời mang theo một làn gió thơm đánh úp về phía mọi người. Chờ nàng đứng vững tại Trác Phàm trước mặt, hơi có vẻ ngượng ngùng thoáng tránh tại hắn sau lưng, giống như một vị nụ hoa chớm nở non mềm thiếu nữ, yếu ớt nhìn về phía trước cái kia tất cả kiểm tra người lúc, bỗng dưng, tất cả mọi người không khỏi hơi hơi ngơ ngác. Nhìn về phía thiếu nữ kia ánh mắt một trận giật mình lo lắng, có thậm chí đã si. Mà thiếu nữ kia thấy tình cảnh này, tựa hồ cũng càng thêm ngượng ngùng giống như, không khỏi hướng Trác Phàm sau lưng lại tránh một chút, giống như một cái chưa thấy qua thế tục hiểm ác tiểu muội muội. Tránh sau lưng đại ca ca tìm kiếm bảo hộ đồng dạng. Như vậy yếu đuối bộ dáng, để mọi người thấy một lần, liền đột nhiên có loại ta thấy mà yêu yêu mến xúc động. Trác Phàm gặp này, cũng là không khỏi sững sờ, mẹ nó, nhà đầu này cũng là hành tẩu giang hồ, ảnh hậu cấp nhân vật A, so hắn còn có thể trang. Vừa mới nhà đầu này dội hung hãn sức lực, hắn nhưng là còn rõ mồn một trước mắt đâu. Bất quá! Hiện tại Trác Phàm cùng với nàng cùng tồn tại trên một cái thuyền, đương nhiên sẽ không có việc gì vạch trần nàng, chỉ là vội ho một tiếng, cứng nở cười cười, hóa giải một chút nội tâm trùng kích. Ước chừng sững sờ cái 5-6 giây, những hộ vệ kia dường như mới hồi phục tinh thần lại, vội ho một tiếng, chỉ cô gái kia nói, ngươi cũng là nhà này người sao? Vâng, nhát gan nọa gật đầu, nữ tử kia ôn nhu thì thầm, nhất thời để cái kia một đám hộ vệ xương cốt đều xốp giòn. Thở sâu, chấn định rất lâu, mới lại lấy lại tinh thần, chỉ Trác Phàm nói, vậy các ngươi là quan hệ như thế nào, đều là cùng một chỗ theo Tây Châu tới sao? Ách, nàng là, hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm hai con ngươi ngưng tụ, vừa muốn lên tiếng, cho nàng biên cái ra dáng tên tuổi. Thế nhưng là còn không đợi hắn lối ra, nữ tử kia dĩ nhiên đã bật thốt lên, hắn là ta tương công, chúng ta cùng một chỗ theo Tây Châu đến. Ân, a. Những người kia vừa gật gật đầu, nhưng là rất nhanh lại là bỗng nhiên giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, bất khả tư nghị tại trên thân hai người quét tới quét lui nửa ngày, khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì, hắn là tướng công của ngươi. Đúng vậy a, làm sao, không được sao? Nữ tử kia thờ ơ gật gật đầu, cười khẽ một tiếng, sau đó kéo một phát bên cạnh đó cũng là có chút ngốc trệ cổ tam thông, đưa đến bên người, cười nói, ngươi nhìn, chúng ta hài tử đều lớn như vậy. Lời vừa nói ra, những cái kia vặn hỏi người không khỏi hoàn toàn ngây người, Trác Phàm cũng là một mặt rất là kỳ lạ sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu nhìn về phía nàng. Uy, nha đầu, vừa mới ngươi còn muốn dùng kiếm đâm ta đây, hiện tại thì nhận ta làm tướng công, dạng này thật tốt sao?
nhìn cái gì vậy, để ngươi giả mạo bản cô nương tướng công, đó là tiện nghi ngươi, ngươi còn có cái gì ý nghĩ xấu hay sao? Nếu là ngươi tiếp tục nhìn, tin hay không bản cô nãi nãi đem ngươi hai mắt hạt châu móc đi ra. Hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút, nữ tử kia trong mắt tản ra sắc bén cảnh cáo chi sắc, trong tay nắm lấy cổ Tam Thông cũng không thấy chăm chú, rất rõ ràng muốn cầm hài tử làm con tin, bức Trác Phàm đi vào khuôn khổ. Ngươi nếu là dám không phối hợp, ngươi nhi tử lập tức liền mất mạng, hừ. Trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, thấp giọng ai thán. Thực hắn cũng không sợ cổ Tam Thông có việc, lấy tiểu tam tử thực lực, nhà đầu này có thể làm gì hắn. Mấu chốt là, Trác Phàm trong lòng mình đạo khảm này không qua được, hắn nhưng là sẽ không tùy tiện thừa nhận một nữ nhân coi như vợ hắn. Tuy nói hiện tại tình thế khẩn cấp, đây cũng là giả, kế tạm thời, còn cùng hắn kế hoạch có quan hệ, theo lý hắn nên phối hợp. Nhưng vô luận như thế nào, hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ hắn Trác Phàm thê tử cái danh này, rơi xuống hắn đầu người lên. Dù sao, hắn tâm lý đã có một người chiếm, coi như hiện tại chỉ là an cái hư giả danh phận. Hắn cũng không muốn người khác làm bẩn trong lòng của hắn vị trí. Thật sâu nhìn hai người bọn họ liếc một chút, những cái kia vặn hỏi hộ vệ cũng là một trận không hiểu, kỳ quái nói ách, cô nương, nam nhân này bất quá thần chiếu ngũ trọng mà thôi, người đã là hóa hư bát trọng, làm sao lại nhìn lên hắn đâu. Đúng vậy a, bọn họ cũng thực không hiểu, trên đại lục này, tuy nói thực lực sai biệt không phải hai cái song tu phu thê tuyệt đối chướng ngại, nhưng là dù sao vẫn là nam quyền vi tôn. Nam nhân thực lực tượng trưng cho nam nhân địa vị, không có cô gái nào hội nguyện ý ủy thân cho so với chính mình yếu dưới thân nam nhân. Nhưng bây giờ, hai người này đã không phải thực lực sai biệt vấn đề, quả thực thì là nam nhân ủy thân nữ nhân, càn khôn điên đảo chi tượng. Mà sẽ xuất hiện như thế hiện tượng, cũng chỉ có thể có một loại khả năng, cái kia chính là nữ tử quá cường thế, muốn nắm giữ cùng nam tử một dạng quyền lực. Mà dạng này nữ nhân, cũng tuyệt không có khả năng chỉ có một người nam nhân. Cô nương, lấy ngài thực lực, tại Tây Châu cũng không phải phổ thông nhân vật, chẳng lẽ ngươi mở hậu cung, thải dương bổ âm, tập luyện thuật song tu. Ánh mắt không khỏi nhíu lại, hộ vệ kia thử thăm dò. Thế nhưng là nghe được lời này, nữ tử kia lại là nhất thời gương mặt một đỏ, cực lực phủ nhận nói, ngươi. Ngươi mới mở hậu cung đây, chúng ta thế nhưng là nhà đứng đắn, chúng ta đều có hài tử, làm sao có thể sẽ tập luyện thải dương bổ âm tà thuật. Vậy nhưng chưa hẳn. Đại lục phía trên vì truy cầu thực lực, chuyện gì làm không được, nữ nhân cũng giống vậy. Khắp khuôn mặt là vẻ không tin, hộ vệ kia không khỏi tà cười một tiếng, phất phất tay nói, các huynh đệ, đi vào thật tốt điều tra một phen, nếu là nữ tử mở hậu cung, bên trong đàn ông nhất định không ít a, làm sao có thể chỉ có ba người này. Hừ hừ, là, mọi người hét lớn một tiếng, lại là trong nháy mắt liền thoát ra ngoài, trực tiếp lục soát toàn bộ trong sân. Nữ tử sắc mặt cực kỳ lúng túng, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, Trác Phàm dương mắt nhẹ liếc một cái nàng, lại là thở dài một tiếng, bật cười lắc lắc đầu. Người cái thân phận này đừng nói hắn chịu không được, liền người khác đều sẽ không tin, dù sao mặt ngoài, người tu vi thế nhưng là cao hơn ta nhiều. Bá bá bá, nửa canh giờ về sau, từng đạo hắc ảnh lần lượt trở về, lại đều là dao động cái đầu, biểu thị lông đều không lục soát một cái. Thấy tình cảnh này, hộ vệ kia không khỏi khẽ cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn quả thực không thể tin được, cường thế như vậy nữ nhân, làm sao có thể chỉ có một người nam nhân kề bên người. Biết trong lòng của hắn nghi hoặc, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, đuổi bước lên phía trước một bước, khom người bái nói, vị tiền bối này, ngài hiểu lầm, đừng nghe nàng nói mỏ, nàng căn bản không phải ta thê tử. Nàng đúng không, trong mắt không khỏi lắc một cái, hộ vệ kia nhất thời nghiêm túc lên. Nữ tử kia nghe đến, cũng là trong lòng siết chặt, khẩn trương trên trán đã là chảy ra tinh mịn mồ hôi. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này muốn bán chính mình sao? Nàng nếu không phải ngươi nữ nhân, vậy cô gái này là ai, vì sao ở tại ngươi phủ viện lên? Thật sâu hít một hơi, vừa dài thán lên tiếng, Trác Phàm mỉm cười lấy lắc lắc đầu, tiền bối, thực không dám giấu giếm, hắn là tại hạ biểu muội, chúng ta bị kẻ thù truy sát, cùng một chỗ chạy trốn nơi đây. Cái gì, biểu muội ngươi, cái kia nàng vừa mới vì sao nói là thê tử ngươi. Sắc mặt nghiêm một chút, hộ vệ kia quát lớn. Quay đầu thật sâu nhìn nữ tử kia liếc một chút, gặp nàng cũng là một mặt vẻ khẩn trương, Trác Phàm suy nghĩ một chút, đầy mặt chân thành tha thiết mà nói thực.
nàng thật là muốn làm tại hạ thê tử. Đáng tiếc, tại hạ tâm lý đã có người, sẽ không còn nữ nhân khác vị trí. Vừa mới nàng bất quá cùng các vị mở cái trò đùa, còn mời chư vị tiền bối thứ lỗi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, người cho ta thành thật khai báo rõ ràng, nếu không các ngươi cái này thật không minh bạch quan hệ, ta nhưng là muốn đem nàng trói đi. Mi đầu không khỏi lắc một cái, hộ vệ kia hét lớn lên tiếng. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm gật đầu cười nói, vâng vâng vâng, tiền bối đã muốn nghe, xin mời để vãn bối chậm rãi kể lại. Trên thực tế, ta cùng biểu muội Thanh Mai Trúc Mã, cùng nhau lớn lên, cảm tình rất sâu. Biểu muội đối với ta hữu tình, ta cũng biết, chỉ là ta chính mình không chịu đựng nổi. Chắc hẳn các vị tiền bối cũng nhìn ra, biểu muội từ nhỏ tư chất so với ta mạnh hơn, hiện tại tu vi càng vượt xa hơn tại ta. Cho nên ta nội tâm một mực tự ti, cảm thấy không xứng với hắn. Chúng ta nhìn ra, người nhà cũng xác thực không xứng với. Mọi người cùng nhau gật đầu, nhất trí tán đồng. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm tiếp tục nói, về sau ta cùng Thái Thanh Tông một vị cô nương mến nhau, thành thân sinh con, lại là lọt vào nàng tông môn phản đối, đến tận đây trêu ra mầm tai vạ, bị toàn tông truy sát. Ta không thể làm gì khác hơn là mang theo khuyển tử, một đường chạy trốn Trung Châu, để tránh tai họa. May mà một đường lên có biểu muội chăm sóc, nếu không hai cha con chúng ta không biết sớm đã chết 1800 hồi. Biểu muội tình nghĩa, tại hạ thề sống chết khó báo, chỉ là... Nói, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía nữ tử kia, một mặt thâm tình nói, chỉ là biểu muội, ta hiện tại đã lòng có sở thuộc, người tâm ý ta chỉ có thể. Ai? Không hề tiếp tục nói, Trác Phàm không khỏi thở dài một tiếng, chợt qua đầu, dường như lại khó tiếp nhận phần tình nghĩa này giống như. Thấy cảnh này, tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch hết thảy, nguyên lai cái này là một đôi tình tay ba a, mà lại nữ tử này cũng là tương tư đơn phương. A, thật sự là cải trắng tốt đều bị heo cho ủi, một cái hóa hư bát trọng tu vi, xinh đẹp như hoa nữ tử, vậy mà hết lần này tới lần khác yêu lấy một cái tu vi xa kém nàng cách xa vạn dặm phế vật, cái này. Cái này để cho chúng ta những cao thủ tuyệt thế này đến chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, người kia thở dài lên tiếng. Một người khác nhìn thấy, cũng là thăm thẳm gật đầu, đúng vậy a, bất quá cái này cũng hợp tình ý, ai bảo bọn họ Thanh Mai Trúc Mã đâu. Đại ca, nhà này chắc là không có vấn đề gì. Nếu không đám tặc tử kia muốn trốn mà nói, chắc là tận lực giả đến mức bình thản một chút, làm sao lại làm ra như thế một cái tình tiết máu chó. Ngươi nhìn hai người kia ánh mắt, thật sự là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Lời này vừa nói ra, mọi người lại hướng hai người nhìn qua. Lại chính gặp Trác Phàm một mặt áy náy chợt qua đầu, trong mắt hình như có thương cảm đồng dạng. Còn nữ kia tử, thì là nhìn chằm chằm hắn, trong mắt không lý do đúng là nổi lên tầng tầng vũ khí. Tốt một đôi nam nữ si tình, tốt một cái bổng đánh nguyên ương. Liếc nhìn nhau, chúng hộ vệ đều là bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó cái kia người cầm đầu liền vội ho một tiếng nói tốt, người nói chúng ta đều hiểu, như vậy một lần nữa đăng ký một chút a. Cái này tòa nhà nguyên lai là chúng ta Phi Vân Vương phủ một tên hộ vệ trạch viện. Hiện tại bán ra cho ngươi, cũng là ngươi, như vậy hiện tại trong ngôi nhà này ở ba người a, phân biệt kêu cái gì? Há, tiền bối, tại hạ, Cổ Nhất Phàm. Vội vã đi vào cái kia người trước mặt liền ôm quyền, Trác Phàm đã sớm chuẩn bị, há miệng nhân tiện nói, khuyển tử Cổ Tam Thông, tại hạ biểu muội là. Nói, Trác Phàm nhìn về phía nữ tử kia, cho nàng ra hiệu. Bất giác rút rút có chút chua xót cái mũi, nữ tử kia lúc này mở miệng nói, ta gọi Cổ Khinh Yên. Tốt, đều ghi chép tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cầm lấy một chương ngọc giản tỉ mỉ ghi chép lại, hộ vệ kia gật gật đầu, từ hôm nay trở đi, các ngươi xem như chỗ này trạch viện chính thức chủ nhân. Nếu là có khả nghi người chờ tại trạch viện phụ cận xuất hiện lời nói, các ngươi nhất định muốn mau chóng thông báo Phi Vân Vương phủ. Hoặc là quát to một tiếng, làm ra vang một điểm động tĩnh cũng được, chúng ta người liền tại phụ cận dò xét. Đạm mạc gật gật đầu, Trác Phàm khom người bái nói tốt, đa tạ tiền bối, chỉ là. Cái gì là khả nghi người đâu? Khả nghi người cũng không biết. Lông mày nhíu lại, hộ vệ kia không khỏi suy cười một tiếng, cũng là không nhà để về, bốn phía lắc lư, tặc nghi thử nhãn, đầu trâu mặt ngựa, có tật giật mình người. Người thấy những người này. Trực tiếp cho chúng ta phát tín hiệu, nghe đến không có. Vâng vâng vâng. Trác Phàm không ngừng gật đầu, người kia gặp,
cuối cùng thỏa mãn gật đầu cười một tiếng, sau đó phất phất tay, thẳng mang người rời đi, các huynh đệ, chúng ta đi, đến xuống một nhà. Hắc hắc hắc, cứ như vậy, chúng ta một nhà bất chợt tới cha, ta nhìn đám tặc tử kia còn như thế nào ẩn thân. Ha ha ha, theo từng tiếng cười to dần dần đi xa, những khí thế kia cường hãn Phi Vân Vương phủ bọn hộ vệ bóng người, cũng chậm rãi biến mất tung ảnh. Trác Phàm ba người cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, gặp bọn họ đi xa, mới toàn đều cùng nhau giải ra một ngụm chọc khí, yên lòng. Tốt, đóng cửa tiễn khách. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng. Nghe được lời này, tiểu tam tử lập tức ngầm hiểu, quay người lại, lôi kéo cái kia dám tự xưng là mẹ hắn nữ nhân, thì đi ra ngoài. Đương nhiên, cổ tam thông cũng không có dùng chân lực, chỉ là tượng trưng dùng hài tử khí lực dắt lấy nàng, không phải vậy lời nói, không vung tay lên liền đem nàng ném bay. Còn nữ kia tử thấy tình cảnh này, lại là nhất thời sững sờ, rất là kỳ lạ nói, ai, các ngươi làm cái gì? Chúng ta làm gì? Hừ hừ hừ,